Nếu hôm nay Lý Đại Nhân muốn động đến Diệp Công Tử, thì tôi e rằng mọi hợp tác giữa Thương hội Thiên Long của chúng tôi và quận Thiên Thục sẽ bị chấm dứt, bao gồm cả việc phát triển và đầu tư các sản nghiệp lớn đều sẽ dừng lại hết, thậm chí rút khỏi quận Thiên Thục. Mai Hà đẩy cặp kính gọng vàng lên, nhìn Lý Nguyên và nói. Ôi! Nghe được lời nói của Mai Hà, sắc mặt của Lý Nguyên trông rất xấu xí, những người khác thì đều ngạc nhiên. Thương hội Thiên Long đã phát triển một số lượng lớn các dự án và chi nhánh sản nghiệp lớn ở quận Thiên Thục, chiếm 40% toàn bộ nền kinh tế của quận Thiên Thục. Một khi Thương hội Thiên Long chấm dứt tất cả các dự án sản nghiệp lớn ở quận Thiên Thục và rút khỏi quận Thiên Thục, chắc chắn đó sẽ là một đòn chí mạng đối với nền kinh tế của quận Thiên Thục, sẽ trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ kinh tế của quận Thiên Thục, thậm chí gây ra tình trạng hỗn loạn lớn. Hậu quả này cho dù Lý Nguyên là quận trưởng cũng không thể chấp nhận được. Mai tiên sinh, lẽ nào cậu và tên này có quan hệ gì? Lúc này, Lý Nguyên kinh ngạc nhìn Mai Hà. Diệp Công Tử là khách quý hàng đầu của Thương hội Thiên Long chúng tôi, ông động đến hắn tức là đánh vào mặt Thương hội Thiên Long, đương nhiên Thương hội Thiên Long chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi Thương hội Thiên Long của chúng tôi rút khỏi quận Thiên Thục, hậu quả sẽ ra sao, tốt nhất Lý Đại Nhân nên suy nghĩ kỹ. Mai Hà lạnh lùng, đầy uy nghiêm nhìn Lý Nguyên hét lên. Là người phụ trách khu vực phía tây nam của Thương hội Thiên Long, thân phận và địa vị của Mai Hà không hề thấp hơn quận trưởng. Hơn nữa vì sự phát triển kinh tế của quận Thiên Thục, Lý Nguyên còn phải nịnh bợ Mai Hà. Nghe thấy sự nguy hiểm trong lời nói của Mai Hà, sắc mặt Lý Nguyên vô cùng khó coi, lông mày nhíu lại, ánh mắt liên tục lóe lên, trong lòng đang suy nghĩ. Nếu hôm nay ông ta không bắt giữ Diệp Phàm, không chỉ không thể bàn giao với Xuyên Vương, ngay cả phía Hoàng Bộ Quyền cũng không bàn giao được. Người chống lưng cho ông ta trong triều là Hoàng Bộ Quyền, đối phương đã phái người đến thông báo với ông ta đối phó Diệp Phàm, nếu ông ta không giải quyết được tên này thì ông ta sẽ gặp rắc rối. Nhưng một khi ông ta bắt được Diệp Phàm, Thương hội Thiên Long sẽ rút khỏi quận Thiên Thục, toàn bộ nền kinh tế của quận Thiên Thục sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó những ảnh hưởng và hỗn loạn phát sinh, e rằng chức quận trưởng này của ông ta cũng xong đời ngay lập tức. Lúc này, Lý Nguyên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hử! Lý Nguyên suy nghĩ mấy chục giây, chợt nghĩ tới cái gì, đột nhiên trừng mắt, ngã xuống đất ngất đi. Quận trưởng! Những người khác khi nhìn thấy Lý Nguyên ngất xỉu trên mặt đất đều giật mình, lần lượt hét lên. Thấy vậy Diệp Phàm cười lạnh, tên này đúng là giỏi thật, còn nghĩ ra chiêu giả vờ ngất xỉu. Đúng vậy, Lý Nguyên đang giả vờ ngất xỉu. Trong tình huống này, ông ta chỉ có thể giải quyết vấn đề nan giải này bằng cách giả vờ ngất xỉu. Đến lúc đó, cho dù Xuyên Vương và Hoàng Bộ Quyền trách phạt xuống, ông ta cũng có lý do để lấp liếm cho qua. Quận trưởng ngất xỉu, còn không mau đưa quận trưởng đến bệnh viện. Lúc này, Đoạn Thiên Bằng kêu lên. Bây giờ Lý Nguyên đã ngất đi, thân phận cao nhất là Tổng đốc Đoạn Thiên Bằng. Ông ta ra lệnh, chiến sĩ nhanh chóng khiêng Lý Nguyên lên rồi rời khỏi đây. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Ngay lập tức, Đoạn Thiên Bằng ra lệnh, ánh mắt quét về phía quận chúa, tôi sẽ đưa người về. Ông thật sự muốn trở thành kẻ thù của Phủ Xuyên Vương sao? Quận chúa chỉ vào Đoạn Thiên Bằng hét lên. Quận chúa, mời quay về. Đoạn Thiên Bằng lạnh lùng nói. Ông chờ đó cho bổn quận chúa. Quận chúa chỉ vào Đoạn Thiên Bằng tức giận hét lên, quay người rời khỏi đây. Đoạn Thiên Bằng nhìn Diệp Phàm một cái rồi mang người rời đi. Mọi người trong đại sảnh thấy cảnh này đều rất kinh ngạc. Bọn họ không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy, tên này lại không gặp vấn đề gì cả. Trong lúc này, mọi người đều nhìn Diệp Phàm với những biểu cảm khác nhau. Về phần Mục Thiên Lăng, con trai của Mục Tướng Quân, ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Phàm, không nói một lời, được người của mình giúp đỡ rời đi. Nhưng rõ ràng, khoản nợ này chắc chắn sẽ không được giải quyết như vậy. Nhưng Diệp Phàm lại không để ý tới điểm này, hắn nhìn về phía gia chủ nhà họ Trương, gốc hỏa linh chi ngàn năm này chắc là thuộc về tôi chứ. Đúng, đúng. Gia chủ nhà họ Trương phản ứng lại sau khi kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm gật đầu liên tục. Khi Diệp Phàm chuẩn bị lấy thẻ để thanh toán 30 tỷ, Mai Hà vội vàng tiến lên nói, Diệp công tử, sao có thể để ngài trả được, 30 tỷ này tôi sẽ thanh toán. Ngài chỉ cần đến lấy gốc hỏa linh chi ngàn năm đó là được. Những người khác nghe Mai Hà nói vậy, đều ghen tị không thôi, là 30 tỷ đó, lại có người muốn giành trả, đãi ngộ này tốt quá.
nhưng có thể làm cho Mai Hà coi trọng đến mức không ngần ngại uy hiếp quận trưởng, còn bỏ ra 30 tỷ, điều này cho thấy thân phận của Diệp Phàm cao đến mức nào. Vậy thì cảm ơn nhé. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Mai Hà, nói, tôi nhớ anh rồi. Công tử khách sáo rồi. Mai Hà khiêm tốn nói, nghe được câu nói tiếp theo của Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy vui mừng. Y đã giúp Diệp Phàm đến thế, hơn nữa còn cố tình bỏ ra 30 tỷ là để được Diệp Phàm thưởng thức, rút ngắn quan hệ với hắn, từ đó nâng cao địa vị của Y trong thương hội Thiên Long. Dù sao có thể được Nhan lão coi trọng không ngần ngại đắc tội với Hứa Tài Thần, thân phận nhất định cực kỳ bất phàm, nếu có thể thiết lập quan hệ, đó sẽ là một cơ hội lớn. Nghe được câu này của Diệp Phàm, Mai Hà biết mình đã nhận được sự thưởng thức của đối phương, trong lòng đương nhiên mừng rỡ. Tiếp theo, Diệp Phàm lấy được Hỏa Linh Chi ngàn năm rồi cùng các cô gái rời khỏi nơi này. Khi Diệp Phàm rời đi, mọi người ở hiện trường đều có biểu cảm khác nhau, rất nhiều người trong số họ đang lén lút nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ngay khi đám người Diệp Phàm bước ra khỏi câu lạc bộ bữa tối từ thiện, Đoạn Thiên Bằng đã đi tới, cung kính kêu hắn, thiếu chủ. Quân đoàn trưởng Đoạn, bây giờ quân đoàn trưởng Đồ Phu, quân đoàn trưởng Mục đều đã trở về quân Thiên Sách, ông không có ý định quay về sao? Diệp Phàm dò hỏi Đoạn Thiên Bằng. Tôi thực sự đã định xin chuyển về quân Thiên Sách, chỉ là phía trên không đồng ý. Đoạn Thiên Bằng nói. Không đồng ý. Diệp Phàm nhướng mày. Không nói về chuyện này nữa, thiếu chủ ngài mau rời khỏi quận Thiên Thục càng sớm càng tốt. Ngài đã đắc tội với con gái của Xuyên Vương sẽ không từ bỏ ý định, Xuyên Vương là một trong 8 thân vương của Long Quốc, quyền thế đầy trời, Tây Nam là địa bàn của Xuyên Vương, nếu ông ta muốn ra tay thì thiếu chủ sẽ gặp nguy hiểm. Đoạn Thiên Bằng đối mặt với Diệp Phàm, vẻ mặt lo lắng nói. Quân đoàn trưởng Đoạn, ông không cần lo lắng, tôi không sao. Ông đổi đến nơi khác, tôi sẽ tìm người hỗ trợ. Ngược lại là ông, lần này ông làm trái lệnh quận chúa, ông phải cẩn thận. Diệp Phàm nói. Được. Đoạn Thiên Bằng gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm và Đoạn Thiên Bằng tách ra, trực tiếp đi về phía trụ sở. Chàng trai trẻ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này Mộ Dung Vân Thiên dẫn theo một đoàn người xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Mỗi một người bên cạnh anh ta đều là võ giả nhân cảnh cửu trọng trở lên, trong đó còn có người cầm súng ống chĩa về phía Diệp Phàm. Là anh à? Diệp Phàm bĩu môi nhìn Mộ Dung Vân Thiên. Danh con, tao còn chưa tìm mày báo thù thì mày đã tự mình dâng tới tận cửa, vừa lúc, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. À đúng rồi, quên nói cho mày biết, Lưu Ly sắp gả cho tao rồi. Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên lạnh lẽo. Thế à? Vậy thì chúc mừng hai người, nhưng mà cũng phải làm sáng tỏ một chút, tôi và cô thượng quan không có bất cứ quan hệ gì. Diệp Phàm đáp. Danh con, mày nghĩ nói như vậy thì tao sẽ bỏ qua cho mày sao? Lên hết cho tôi. Mộ Dung Vân Thiên khinh thường nhìn Diệp Phàm. Hắn ra lệnh cho đám người đi theo mình. Đám võ giả kia trực tiếp lao về phía Diệp Phàm. Lúc này, Hoa Hồng Đỏ ra tay đánh ngã toàn bộ đám võ giả. Cho dù là võ giả có thực lực huyền cảnh thì cũng không chịu nổi một đòn tấn công. Nổ súng. Thấy vậy, vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên lạnh đi, hắn hô lớn. Mấy tay súng bên cạnh chuẩn bị nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Phụt phụt phụt. Đúng lúc này, một tia sắc lẹm chợt lóe ngang trước mắt bọn họ rồi biến mất. Bàn tay cầm súng của họ đồng loạt bị cắt đứt, máu tươi phun ra. Vụt. Lại là một tia sáng lạnh lẽo vút qua. Trên cổ họng của đám tay súng này đã ứa máu. Tất cả đều không kịp phản ứng, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi hắn hoàn hồn thì một con dao găm đã kề ở trên cổ, người ra tay chính là U Ảnh. Các người muốn làm gì? Tôi là đại thiếu gia nhà Mộ Dung. Mộ Dung Vân Thiên lập tức kêu lên. Tôi đã nói tôi và thượng quan Lưu Ly không có quan hệ gì. Nhưng anh còn muốn ra tay với tôi, nếu đã thì cũng không trách được tôi. Giết! Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngay lúc U Ảnh chuẩn bị giết Mộ Dung Vân Thiên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện đánh về phía U Ảnh, vẻ mặt người nọ như cứng lại, sau đó vung dao găm để ngăn cản. Đòn tấn công này khiến cơ thể U Ảnh lùi về phía sau, ông khẽ rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Vân Thiên không sao chứ? Người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Vân Thiên.
Con không sao, chú hai, sao chú lại tới đây? Mộ Dung Vân Thiên ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa mới tới. Người này chính là chú hai của Mộ Dung Vân Thiên, Mộ Dung Thần. Ba cháu lo lắng cho cháu nên bảo chú tới xem, không ngờ là thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Thần nói, chú hai, chú tới đúng lúc lắm, giết chết tên khốn kiếp này cho cháu. Ngay sau đó, Mộ Dung Vân Thiên chỉ vào Diệp Phàm nói với vẻ mặt lạnh như băng. Người trẻ tuổi, dám ra tay với thiếu gia nhà Mộ Dung, lá của cậu cũng ngươi không nhỏ đấy. Ánh mắt Mộ Dung Thần nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Anh ta cứ thích trêu chọc tới tôi, vậy thì cũng không thể trách tôi được. Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Dám động đến người nhà Mộ Dung, nhất định phải trả giá lớn. Mộ Dung Thần trực tiếp quát. Dứt lời, ông ta lao nhanh tới, đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Đối mặt với đòn tấn công của Mộ Dung Thần, Diệp Phàm cũng đánh trả một chưởng, khiến đối phương bay ngược ra ngoài. Phụt phụt, cơ thể Mộ Dung Thần lui mấy chục mét về phía sau, ông ta quỳ trên mặt đất hộc máu, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Thực lực của ông ta đã đạt tới huyền cảnh bát trọng, nhưng ngay cả một chiêu của Diệp Phàm cũng không đỡ được. Sao có thể như vậy? Người này tuổi còn trẻ mà sao lại có thể lợi hại như thế? Diệp Phàm đi về phía chú cháu nhà này. Ngay lúc mọi người đang chú ý đến Mộ Dung Thần và Mộ Dung Vân Thiên thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng Diệp Phàm, thanh kiếm sắc bén muốn đâm vào nơi chí mạng của hắn. Thanh kiếm này có tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như tia chớp lóe lên rồi biến mất, căn bản khiến cho người khác không phát hiện được. Nhưng khi thanh kiếm sắp đâm trúng Diệp Phàm, bóng người lại biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Người phía sau chém trượt, thanh kiếm như xé rách không khí, sức mạnh tỏa ra xung quanh. Lúc này, U Ảnh, Hoa Hồng Đỏ, đám người Đường Sở Sở mới kịp phản ứng, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi. Bọn họ nhìn qua thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen, hai tay cầm kiếm, trên người cũng không để lộ bất cứ hơi thở nào. Người này chính là kiếm khách mạnh nhất của gia tộc Ito Ito Ichiken. Sau khi chém Diệp Phàm thất bại, hai mắt hắn trừng lớn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay thất bại. Trước kia, cho dù gặp phải cường giả nào thì đều ngăn không nổi một kiếm của hắn. Nhưng hôm nay, kiếm của hắn lại chém vào khoảng không. Nhưng mà tốc độ phản ứng của Ito Ichiken cũng rất nhanh. Sau khi chém vào khoảng không, hắn muốn rút lui nhưng đã muộn. Vụt! Ngay khi Ito Ichiken chuẩn bị rút lui thì một thanh kiếm khác đã đặt ở trên cổ, Diệp Phàm cầm trong tay thanh kiếm ngắn màu đen đang đứng cạnh hắn. Chỉ trong vòng một giây đồng hồ, Diệp Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt của Ito Ichiken rồi lại xuất hiện sau lưng hắn ta, tốc độ này có thể nói như là dịch chuyển tức thời. Ito Ichiken căn bản không nhận ra Diệp Phàm đã ở phía sau. Kết quả trong nháy mắt hắn đã bị bắt. Điều này khiến trong lòng Ito Ichiken như cơn sóng ngầm, thậm chí còn có chút sợ hãi. Người này thật đáng sợ. Nói ra lai lịch, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi sẽ không trả lời. Ito Ichiken lạnh giọng đáp. Phụt. Trong nháy mắt, Diệp Phàm vung một kiếm giết chết kiếm khách mạnh nhất được gia tộc Ito bồi dưỡng, không một chút dây dưa. Không nói thì đi chết đi. Đây chính là nguyên tắc của Diệp Phàm. Điều tra rõ ràng thân phận của hắn. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hoa Hồng Đỏ. Vâng, thưa thiếu chủ. Hoa Hồng Đỏ gật đầu. Lúc này, Mộ Dung Thần đã nhân cơ hội mang theo Mộ Dung Vân Thiên chạy trốn. Bịch bịch bịch. Ngay khi đám Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, bọn họ muốn đến xem thử. Một đám người đang đánh nhau cách dạ hội từ thiện không đến 300 mét. Thực lực của hai bên đều rất mạnh, trong đó một bên chính là Bạch Ưng Long Quân và cường giả của Điện Long Vương, bên còn lại thì mặc đồ giống nhau. Cả hai bên có tổng cộng có hơn 100 võ giả đang chém giết lẫn nhau. Bạch Ưng Long Quân đối phó với ba người đàn ông khoác áo choàng. Thực lực của cả bốn người này đều vượt trên địa cảnh, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, đánh cho mặt đất xuất hiện cả vết nứt, mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy. Vậy mà lại có người dám ra tay với Long Quân của Điện Long Vương. Kẻ nào to gan như vậy? Hoa Hồng Đỏ nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên. Lúc này, Bạch Ưng Long Quân tung móng vuốt đấu lại đòn tấn công của ba người. Hai bên chạm nhau truyền ra một tiếng vang thật lớn. Bịch bịch bịch. Cả bốn người đều lui về phía sau,
trên mặt đất in hẳn dấu bàn chân. Không hổ là Bạch Ưng Long Quân, quả nhiên lợi hại, tam đại thiên vương cùng lên mà cũng không chiếm được thế thượng phong. Một trong ba người này nhìn Bạch Ưng Long Quân lạnh lùng nói. Chỉ để đối phó với tôi mà thiên võng phái cả ba trong cửu đại thiên vương, tôi đây quả thật là rất được thiên võng xem trọng. Bạch Ưng Long Quân cười lạnh nói. Bất kể là ai của Điện Long Vương thì thiên võng chúng tôi đều rất coi trọng, nếu là Bạch Ưng Long Quân bằng lòng gia nhập thiên võng, tôi tin là chủ nhân sẽ còn xem trọng ông hơn cả mấy đại thiên vương như tôi. Một người khác lên tiếng. Ba người bọn họ chính là thiên vương thứ tư, thứ năm và thứ sáu trong cửu đại thiên vương của thiên võng. Tôi cũng đã đến tuổi này rồi, làm một long quân nho nhỏ là đủ, được thiên võng các người xem trọng, tôi sợ mình nhận không nổi. Bạch Ưng Long Quân lạnh giọng đáp. Bạch Ưng Long Quân, chỉ cần ông đồng ý quy thuận thiên võng, tổ chức có thể giúp ông ngồi lên cái ghế long vương, quản lý điện long vương, vụ giao dịch này ông cảm thấy thế nào? Tứ thiên vương nhìn Bạch Ưng Long Quân nói. Bản Long Quân nếu muốn ngồi lên ghế Long Vương, chỉ cần bản lĩnh của ông đây là đủ, không cần thiên võng các người nhọc lòng. Nhưng mà thiên võng lại dám bước chân vào Long Quốc, lẽ nào các người đã quên cảnh cáo của điện chủ Long Vương ta năm đó sao? Chẳng lẽ cửu đại thiên vương lại muốn đổi mới thêm lần nữa? Bạch Ưng Long Quân lạnh lẽo nhìn tam đại thiên vương. Ba người này nghe Bạch Ưng Long Quân nói xong thì vẻ mặt đều thay đổi. 18 năm trước. Vì để thiên võng phát triển thế lực ở Long Quốc, bọn họ muốn diệt trừ Điện Long Vương, kết quả chọc cho điện chủ tức giận, một mình đối phương tàn sát mấy vạn cường giả của thiên võng, giết sạch cửu đại thiên vương, hơn nữa còn cảnh cáo, nếu thiên võng còn dám bước chân vào Long Quốc thì sẽ tự tay diệt sạch thiên võng. Trận chiến đó, thiên võng tổn thất nghiêm trọng, cửu đại thiên vương chết hết. Cửu đại thiên vương bây giờ đều là thượng vị sau trận chiến năm đó. Đoạn quá khứ này là một nỗi sỉ nhục lớn với thiên võng. Hôm nay Bạch Ưng Long Quân nhắc tới khiến cho vẻ mặt của tam đại thiên vương vô cùng khó coi. Bạch Ưng Long Quân, ông đã không biết đầu như vậy thì đừng trách chúng tôi. Tứ thiên vương lạnh lùng quát. Cả ba cầm vũ khí tấn công về phía Bạch Ưng Long Quân. Hừ! Bạch Ưng Long Quân nhìn ba người đang vào tới, ông hừ lạnh một tiếng, hai tay hóa thành móng vuốt rồi ra tay điên cuồng. Bịch bịch bịch! Lúc này, Bạch Ưng Long Vương dùng móng vuốt sắc bén tấn công tam đại thiên vương, thậm chí còn liên tục đánh lui họ. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, tiếng vang như sấm truyền ra. Tam đại thiên vương bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hộc máu. Mấy người còn kém xa cửu đại thiên vương năm xưa. Chỉ dựa vào ba người cũng muốn đối phó bản Long Quân. Thiên võng coi ông đây già không làm ăn được gì sao? Bạch Ưng Long Quân khinh thường nói. Vút. Đúng lúc này, tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên. Lúc này, một mũi tên sắc bén lao về phía Bạch Ưng Long Quân. Mũi tên xé gió mà đến, mang theo năng lượng vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt Bạch Ưng Long Quân cứng lại, thân thể chợt lóe tránh thoát được mũi tên. Phút phút phút. Nhưng ngay sau đó, ba mũi tên bắn ra cùng lúc hướng về phía Bạch Ưng Long Quân, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Bạch Ưng Long Quân trực tiếp ra tay hủy đi ba mũi tên. Kết quả, một mũi tên màu đen đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không cho ông ta cơ hội phản ứng, mũi tên đâm thẳng vào giữa ngực. Nhưng dù sao Bạch Ưng Long Quân cũng đường đường là Long Quân, phản ứng vẫn rất nhanh, ở thời điểm then chốt ông nghiêng người, mũi tên kia đâm vào bả vai khiến ông liên tục lui về phía sau, nửa quỳ trên mặt đất. Phụt! Bạch Ưng Long Quân phun ra máu, ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, kẻ nào lén lút bắn tên, đi ra. Bịch bịch bịch! Một người mặc đồ đen bước ra từ trong tối, một tay hắn cầm cây cung đen, một tay cầm mũi tên, sau lưng còn dắt theo ba tên chưa bắn. Cửu tiễn hộ pháp. Ba vị thiên vương nhìn vị người cầm cung thì ngạc nhiên nói. Người này chính là cửu tiễn hộ pháp, một trong tứ đại hộ pháp của thiên võng, khả năng bắn cung của hắn ta còn kinh khủng hơn cả súng ống. Đối phương chỉ bắn 9 mũi tên, không một ai sống sót dưới 9 mũi tên này. Vậy nên tự xưng là cửu tiễn. Ông rất khá, có thể khiến tôi bắn liên tục 5 mũi tên mới trúng được. Cửu tiễn hộ pháp nhìn Bạch Ưng Long Quân lạnh lùng nói. Xem ra hiện tại thiên võng có không ít cường giả nhỉ. Đúng là đổi giang sơn mới xuất hiện nhân tài. Khụ khụ. Bạch Ưng Long Quân lạnh nhạt nhìn cửu tiễn rồi ho khan một trận. Mà vị cửu tiễn hộ pháp này trực tiếp đi về phía Bạch Ưng Long Quân.
thuộc hạ của Long Quân đều bị cường giả Thiên Võng cuốn lấy không thể phân thân. Phút, ngay khi cửu tiễn chuẩn bị bắt lấy Bạch Ưng Long Quân thì lại có một tiếng xé gió truyền đến. Tiếng xé gió này không phải mũi tên nhọn, mà là tới từ một cây châm bạc còn nhỏ hơn vô số lần. Châm bạc như mũi tên bắn về phía cửu tiễn hộ pháp. Lúc này, hai mắt cửu tiễn hộ pháp trừng lớn, hắn không kịp bắn tên, chỉ có thể vung trường cung trong tay. Châm bạc siêu nhỏ lại xuyên thủng trường cung được đặc chế trong tay hắn. Răng rắc, cây trường cung lập tức gãy nát, trở thành đồ bỏ đi. Vẻ mặt cửu tiễn hộ pháp lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn quanh, nói, rút lui. Cửu tiễn hộ pháp ra lệnh một tiếng, trực tiếp rút lui. Ba vị thiên vương cũng có biểu cảm tương tự, bọn họ đứng dậy rút quân, các cường giả Thiên Võng khác cũng ngừng chiến đấu. Long Quân đại nhân, ông không sao chứ? Lúc này, điện chủ phân điện Long Vương ở quận Thiên Thục, Từ Xuyên bước nhanh tới, lo lắng hỏi. Xin hỏi vị cao nhân nào vừa ra tay? Ánh mắt Bạch Ưng Long Quân nhìn xung quanh. Đi thôi. Diệp Phàm ở phía xa thản nhiên nói. Cây châm bạc vừa rồi là do hắn bắn ra, nhưng hiện tại hắn cũng không có ý định gặp mặt vị Long Quân này. Đi. Bạch Ưng Long Quân kêu vài tiếng thấy không ai xuất hiện, ánh mắt ngưng tụ rồi trầm giọng nói. Đoàn người bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, phủ Xuyên Vương. Khi Xuyên Vương chuyện xảy ra trong tiệc từ thiện, vẻ mặt ông trầm xuống, giận dữ quát, gọi Lý Nguyên tới đây, nếu ông ta không đến thì không cần phải làm cái chức quận trưởng nữa. Chưa đến 10 phút, Lý Nguyên đã xuất hiện ở phủ Xuyên Vương. Xin lỗi Vương gia, vừa rồi tôi đột nhiên té xỉu, chậm chế việc Vương gia giao phó, xin Vương gia giáng tội. Lý Nguyên trực tiếp quỳ xuống nói với Xuyên Vương. Hừ, Lý Nguyên ông cũng thật biết kiếm cớ đấy. Ông sợ Thương hội Thiên Long uy hiếp, lẽ nào không sợ bổn vương sao? Có tin bây giờ bản vương lấy mạng của ông hay không? Xuyên Vương hung ác nói. Vương gia bớt giận. Lý Nguyên vội vàng lên tiếng. Ông để kẻ làm con gái tôi bị thương chạy mất, hiện tại ông chỉ có hai con đường, một là tìm được người kia, hai là ông phải chết. Xuyên Vương lạnh lùng quát. Vẻ mặt Lý Nguyên thay đổi, toàn thân run rẩy nói, Vương gia, tôi nhất định sẽ tìm được người. Ông tìm bằng cách nào? Xuyên Vương nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Lý Nguyên lập tức nói với Xuyên Vương. Được, cứ làm theo cách của ông, nhớ kỹ, nếu ngày mai bản vương không gặp được người, thì ông sẽ phải chết. Xuyên Vương uy nghiêm quát lớn. Lý Nguyên vội vàng gật đầu. Nhà họ Trương, gia chủ đi vào một căn phòng bí mật ở bên trong. Nơi này có một bóng người đang ngồi. Đại nhân, hỏa linh chi ngàn năm đã bị người ta lấy mất, hiện tại tất cả các thế lực đều đang để ý tới. Gia chủ nhà họ Trương khom người nói. Được, đi chuẩn bị một chút, lui đi. Người này có giọng nói khàn khàn, toàn thân được bao phủ bởi một chiếc áo choàng màu đen, không thấy rõ hình dáng, lộ ra vẻ vô cùng bí hiểm. Cùng lúc, đâu đó ở Tây Nam, đệ nhất quân đoàn trưởng quân Thiên Lang, Mạc Lâm và Sơn Dương Hồ của nhà Ito lại gặp nhau. Quân chủ, vừa mới nhận được tin tức, chiến bộ đã phái tiểu đội Long Hồn đến Tây Nam, sợ là phát hiện ra chuyện của chúng ta, tạm thời dừng hợp tác lại. Mạc Lâm nói với đối phương. Ngay lập tức, vẻ mặt của ông ta thay đổi, Mạc quân đoàn trưởng, quặng mỏ kia đang khai thác, nếu bây giờ dừng lại e là sẽ chậm trễ thời gian, tới khi đó khả năng bị phát hiện sẽ cao hơn. Nhưng bây giờ người của Long Hồn đến, nếu không dừng lại, một khi bị phát hiện thì chúng ta đều phải chết. Mạc Lâm quát lớn. Tôi có cách đối phó với người của Long Hồn. Sơn Dương Hồ nói. Chỉ bằng tộc Ito các người cũng muốn đối phó với Long Hồn. Mạc Lâm nhíu mày, nhìn đối phương. Chúng tôi không đối phó được, nhưng có người có thể đối phó. Lão giả vuốt vuốt tròm râu rồi đáp. Ai? Mạc Lâm tò mò. Sợ là Mạc quân đoàn trưởng cũng không biết, chiến bộ của Lưu Ly Quốc và Anh Quốc chúng tôi, còn cả 6 nước còn lại đều đã phái một đội ngũ cường giả tinh nhuệ đến Tây Nam, nếu như có bọn họ ra tay, đối phó với Long Hồn chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Đối phương lên tiếng đáp. Cái gì? Có chuyện này, 8 nước các người muốn làm gì? Nghe được tin tức này, Mạc Lâm khiếp sợ nói. Mạc quân đoàn trưởng cũng không cần quan tâm tới chuyện này, chỉ cần biết đám người của Long Hồn phải chết, hơn nữa cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta là được. Sơn Dương Hồ thản nhiên đáp. Chớp mắt, một ngày mới đã đến.
Diệp Phàm tỉnh dậy nói chuyện với Đường Sở Sở một lúc liền bị hoa hồng đỏ dẫn tới một nơi. Nơi hắn đến là địa điểm tổ chức cuộc thi y đạo thế giới lần này. Cùng lúc đó, đoàn người bước ra khỏi sân bay Thục Châu, dẫn đầu là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quanh tỏa ra hơi thở vô cùng thần bí. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi thẳng tới điểm tổ chức cuộc thi y đạo sao? Người đàn ông mặc đồ đen ở phía sau lên tiếng hỏi. Đương nhiên, chắc là người của quỷ cốc đã đến, hôm nay để cho đại sư huynh này đi mở mang kiến thức một chút, xem bọn họ giỏi tới đâu. Người đàn ông cười gian tà, ánh mắt lóe lên vẻ yêu dị. Hắn ta chính là đại đồ đệ từng được y thánh quỷ cốc thu nhận Phong Vô Ngân. Thục Châu, cả trong lẫn ngoài tòa nhà nào đó được một đám người canh phòng bảo vệ. Bất cứ ai ra vào đều vào phải trình giấy chứng nhận. Đây là nơi tổ chức cuộc thi y đạo thế giới. Lúc này, mấy trăm thầy thuốc thiên tài đến từ trong và ngoài nước, cùng với các giáo sư, bậc thầy y khoa đều tề tựu về đây. Những người này đều là nhân tài kiệt xuất trong giới Đông Tây y. Chỉ cần có giấy phép hành nghề y hoặc được bậc thầy y học giới thiệu là có thể tham gia cuộc thi y đạo này. Mà cuộc thi y đạo còn là một cơ hội hiếm có để nâng cao trình độ y thuật và mở mang kiến thức. Mỗi lần tổ chức cuộc thi y đạo sẽ có đông đảo thầy thuốc đến dự, cho dù không giành được thứ hạng cao thì cũng có thể mở mang kiến thức, thậm chí học tập y thuật cao siêu. Trong tòa này chia thành từng khu vực dành cho các tinh anh y đạo của các quốc gia khác nhau. Cuộc thi y đạo lần này có khoảng hơn 20 quốc gia cử đại biểu đến tham dự. Khu vực trung tâm tất nhiên là dành cho thầy thuốc của Long Quốc. Trong đó, mấy người viện trưởng ngự y viện Hoa Ân, Khương Vân Hy, Lý Tử Huyên đều xuất hiện ở đây. Hứa Thanh Lai trước đây từng xích mích với Diệp Phàm và Vương Ngự Y cũng có mặt. Tất nhiên còn có các ngự y khác. Viện trưởng, ông nói xem hôm nay Diệp Thần Y có đến không? Vương Ngự Y lên tiếng. Sau sự việc lần trước, Vương Ngự Y vô cùng kính nể Diệp Phàm. Yên tâm đi, cậu ấy nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến. Hoa Ân đáp. Coi bộ các thầy thuốc mà các quốc gia cử tới lần này đều khó chơi. Nếu Diệp Thần Y không ra tay, e là Long Quốc chúng ta có giành được vị trí đầu. Một vị ngự y khác nhìn các thầy thuốc được các quốc gia cử tới, nét mặt nặng nề. Có Diệp Thần Y thì lần này chúng ta nhất định có thể giành vị trí thứ nhất. Khương Vân Hy tràn đầy lòng tin. Thời giờ đúng là ai cũng dám gọi thần y, không sợ người ta cười rụng răng. Lúc này, một giọng nói mỉa mai xen lẫn coi thường vang lên. Một đoàn người đi tới. Bọn họ chính là người của Y Các, dẫn đầu là mấy vị trưởng lão của Y Các. Cung lão có thủ oán với Diệp Phàm và Thôi lão có mặt trong tiệc tối từ thiện tối qua đều ở đây, ngoài ra còn có nhiều nam nữ trẻ tuổi, trong đó có hai đệ tử Y Các trước kia Diệp Phàm từng gặp. Người vừa nói chuyện là một thanh niên lộ vẻ kiêu ngạo trong đội ngũ Y Các. Anh là ai mà nói nhảm ở đây? Lý Tử Huyên nhìn thanh niên này, bất mãn hừ mũi. Vị này là thần tinh. Thầy thuốc thiên tài xếp thứ hai trong thế hệ trẻ Y Các chúng tôi. Người đàn ông thuộc Y Các, trước đây từng bị Diệp Phàm làm bẽ mặt, lập tức giới thiệu. Thanh niên kia vừa được giới thiệu thân phận, dáng vẻ càng kiêu ngạo hơn. Thầy thuốc thiên tài, thôi đi, trước mặt Diệp Thần Y anh ta chả là cái thá gì. Lý Tử Huyên phản bác ngay. Vẻ mặt của thầy thuốc thiên tài thần tinh trở nên lạnh lùng, mắt nhìn Lý Tử Huyên đăm đăm, Diệp Thần Y mà cô vừa nhắc tới là một người trẻ tuổi. Đúng vậy. Lý Tử Huyên trả lời. Ngay cả các chủ y các chúng tôi cũng không dám tự xưng là thần y. Một hậu bối trẻ tuổi như anh ta mà cũng xứng được gọi là thần y. Thật nực cười. Thần tinh khinh miệt ra mặt, lạnh lùng quát. Anh! Lý Tử Huyên còn muốn nói gì đó, nhưng bị Khương Vân Hy kéo lại. Thẩm lão, Thôi lão, Cung lão, đã lâu không gặp. Hoa Ân cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Cất tiếng chào mấy vị trưởng lão Y Các. Viện trưởng Hoa, đã lâu không gặp. Một vị trưởng lão Y Các dẫn đầu đáp lại. Ông ta là Thẩm Tòng Văn, đại trưởng lão của Y Các. Thần tinh, không được ăn nói lung tung. Thẩm Tòng Văn của trách thần tinh, sau đó nhìn Hoa Ân và nói. Viện trưởng Hoa, đệ tử này của tôi thiếu lễ phép, mong ông thứ lỗi. Không sao, người trẻ tuổi mà, nóng tính chút cũng là chuyện bình thường. Hoa Ân cười khẽ. Nhưng mà viện trưởng Hoa này, ông phải dạy dỗ người bên cạnh mình đi, danh xưng thần y không phải ai cũng có thể gọi đâu. Thẩm Tòng Văn liếc nhìn Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên, lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm lão à, hai cô bé không nói sai, vị Diệp công tử kia quả thật đủ tư cách được gọi là thần y, hơn nữa còn là lá bài tẩy lớn nhất để giới y đạo Long quốc chúng ta thi đấu với thầy thuốc của các quốc gia khác trong lần này. Hoa Ân nói thẳng. Ồ, vậy ư, thế thì lão phu cũng muốn xem rốt cuộc người như thế nào mà được viện trưởng Hoa gọi là thân y. Thẩm Tòng Văn trầm giọng nói. Cậu ấy sắp tới rồi. Hoa Ân đáp. Hừ, có đại sư huynh của chúng tôi ở đây, không cần người khác thi đấu với thầy thuốc của các nước khác. Ở Long Quốc, trong số các thầy thuốc thế hệ trẻ có ai giỏi y thuật hơn đại sư huynh của chúng tôi chứ? Lúc này, một cô gái trẻ thuộc y các hừ mũi, vẻ mặt sùng bái. Các đệ tử y các khác nhao nhao gật đầu tỏ ý tán thành. Mà đại sư huynh trong lời nói của bọn họ chính là đệ tử thân truyền của các chủ y các, cũng là thầy thuốc thiên tài giỏi nhất y các, thậm chí y thuật còn giỏi hơn cả một đám bậc thầy y đạo thế hệ trước, rất được các đệ tử y các sùng bái, còn được cho là ứng cử viên duy nhất cho vị trí đầu tiên của cuộc thi y đạo. Sời, đại sư huynh gì chứ, chẳng là gì so với Diệp thần y của chúng ta. Lý Tử Huyên hừ mũi không chút khách khí. Cô gái y các kia trợn mắt chừng Lý Tử Huyên, hai bên không chịu lép vế. Hai cô ồn ào cái gì thế? Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Hai bóng người đi tới. Một người mặc trường sam màu trắng, tóc mai hai bên bạc trắng, khoảng 50 tuổi. Người còn lại khoảng 25-26 tuổi, gương mặt sắc nét, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng chững chạc. Hai người này chính là các chủ y các biên mục và đệ tử thân truyền Thanh Vân của ông ta. Các chủ, đại sư huynh. Người của y các nhìn thấy hai người này liền rối rít chào hỏi. Các chủ biên, đã lâu không gặp. Hoa Ân nhìn biên mục, chắp tay chào. Viện trưởng Hoa, đã lâu không gặp. Biên mục cũng chắp tay đáp lại. Trước mặt bao nhiêu người mà hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì nữa. Sau đó, biên mục khiển trách nữ đệ tử y các kia. Các chủ, tại bọn họ coi thường đại sư huynh mà. Nữ đệ tử kia ấm ức tố cáo. Đại sư huynh của các người vốn không bằng Diệp thần y của chúng tôi. Lý Tử Huyên khoanh tay, hừ mũi. Diệp thần y. Không biết vị Diệp thần y này là. Biên mục tò mò hỏi. Các chủ biên, Diệp thần y là tuyển thủ mà ngự y viện chúng tôi cử tới tham gia cuộc thi y đạo lần này. Bởi vì cậu ấy rất giỏi y thuật nên được gọi là Diệp thần y. Hoa Ân giải thích, tuyển thủ tham gia cuộc thi y đạo, vậy chẳng phải là cậu ấy chưa đến 30 tuổi sao? Biên mục kinh ngạc nói, theo quy định, chỉ có người dưới 30 tuổi mới có tư cách tham gia cuộc thi y đạo. Đúng vậy, cậu ấy mới 20 tuổi. Hoa Ân gật đầu, 20 tuổi mà đã được gọi là thần y, xem ra vị Diệp công tử này không đơn giản. Trong mắt biên mục lóe lên tia sáng. Hừ! Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám tự xưng là thần y, đúng là mặt dày. Đột nhiên, một giọng nói khinh bỉ vang lên, lại có thêm một đám người đi vào. Dẫn đầu là hai chàng trai trẻ, một người là tam thiếu gia đường môn đường Thiên Phong, chàng trai còn lại mang vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt lạnh nhạt. Mà người vừa lên tiếng là đường Thiên Phong, người của đường môn. Vị này hẳn là nhị thiếu gia đường môn kế thừa y thuật đường môn phải không? Đầu tiên biên mục đưa mắt nhìn đám người này một lượt, sau đó nhìn chàng trai bên cạnh đường Thiên Phong. Chàng trai gật đầu, anh ta chính là đường Thiên Thần, anh hai của đường Thiên Phong. Đường môn không chỉ có một tông môn võ đạo, mà còn giỏi y thuật. Ba thiếu gia của đường môn. Địa thiếu gia kế thừa võ đạo đường môn. Nhị thiếu gia kế thừa y đạo đường môn. Tam thiếu gia phụ trách quản lý nghiệp vụ bên ngoài của đường môn. Đường Thiên Phong lập tức hừ mũi. Diệp thần y chó má gì chứ, bảo cậu ta ra so tài với anh hai tôi đi. Dám tự xưng là thần y, thật nực cười. Anh không được mắng Diệp thần y. Nghe đường Thiên Phong nói vậy, Khương Vân Hy nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương. Tôi cứ mắng đấy, thì sao nào? Đường Thiên Phong cười khinh khỉnh. Vân Hy, chúng ta mặc kệ anh ta, chờ Diệp thần y tới rồi chỉnh anh ta. Lý Tử Huyên bĩu môi. Đoàn đại biểu của Anh Quốc đến. Đoàn đại biểu của Man Quốc đến. Đoàn đại biểu của Thiên Trúc Quốc đến. Đột nhiên, từng tiếng hô vang lên. Một đám người có màu da khác nhau, ăn mặc khác nhau đi đến. Bọn họ là đội ngũ thầy thuốc đến từ Anh Quốc, Man Quốc, Thiên Trúc Quốc. Đây là ba quốc gia có thầy thuốc trình độ cực cao, từng xuất hiện rất nhiều thầy thuốc giỏi. Lúc này,
trong đội ngũ của ba quốc gia xuất hiện một đám người ăn mặc quái dị. Lẽ nào bọn họ là phái A Âm Dương, Vu Môn và bà Sa Môn? Vương Ngự Y nhíu mày. Mấy người Hoa Ân, Biên Mục, Thẩm Tòng Văn đều nghiêm mặt nhìn đám người ăn mặc quái dị trong đội ngũ ba nước này. Bọn họ đã nhận được tin tức từ trước, lần này ba quốc gia phái ra thầy thuốc không đơn giản, mà là thầy thuốc thuộc thế lực y đạo đứng đầu trong ba quốc gia. Thế lực y đạo mạnh nhất Anh quốc là phái A Âm Dương, am hiểu phương pháp chữa trị A Âm Dương. Thế lực y đạo mạnh nhất Man quốc là Vu Môn Bí Ẩn, phù thuật tổ truyền của bọn họ cực kỳ lợi hại, có thể chữa trị các bệnh nan y. Thế lực mạnh nhất giới y đạo Thiên Trúc quốc là bà Sa Môn, có thuật pháp kỳ lạ có thể chữa trị các loại bệnh. Tuyển thủ được ba quốc gia cử tới tham gia cuộc thi y đạo lần này chính là người của ba thế lực này. Trước kia, người của ba thế lực y đạo này không đến tham dự cuộc thi y đạo. Nhưng hôm nay bọn họ đều tới. Phái A Âm Dương, Vu Môn, bà Sa Môn đều khó chơi. Thôi lão thuộc y các nhíu mày, trầm giọng nói. Có Thanh Vân ở đây, chắc là có thể đối phó với bọn họ. Cung lão liếc nhìn Thanh Vân rồi nói. Lúc này, trong mắt vị đại sư huynh y các Thanh Vân lóe lên tia sáng, chăm chú nhìn người của ba thế lực kia. Đường Thiên Thần cũng đưa mắt nhìn người của ba thế lực ấy. Tiếp theo còn có thế lực y đạo của các quốc gia khác xuất hiện. Không lâu sau lại có ba nhóm người xuất hiện ở đây, tất cả đều mặc đồ cổ trang. Nhìn thấy lối ăn mặc cổ trang của ba nhóm người này, ai nấy đều sửng sốt. Nhà họ Tôn, nhà họ Lý, nhà họ Tiết. Người của ba thế gia y đạo Hạnh Lâm giới cũng đến rồi. Thấy ba nhóm người này xuất hiện, Hoa Ân không giấu được biểu cảm kinh ngạc. Hạnh Lâm giới là tên khác của giới y học Long Quốc thời cổ đại. Mặc dù hiện nay Long Quốc đã trở thành xã hội hiện đại, nhưng Hạnh Lâm giới vẫn luôn tồn tại giống như giới võ đạo. Chỉ có điều bọn họ giống với thế lực giới võ đạo, đều sống ẩn dật, rất ít hiện thế. Nhưng chắc chắn là y thuật của thế lực y đạo Hạnh Lâm giới cao siêu hơn y thuật hiện đại rất nhiều. Tất nhiều sách thuốc cổ thất truyền của Long Quốc chỉ có thể tìm thấy ở Hạnh Lâm giới. Ba nhóm người này là người của ba thế gia y đạo truyền thừa lâu đời của Hạnh Lâm giới. Đây cũng là lần đầu tiên ba thế gia y đạo chính thức xuất hiện một cách công khai, vì vậy không có nhiều người biết bọn họ, chỉ có Hoa Ân và Biên Mục nhận ra. Không ngờ ngay cả người của Hạnh Lâm giới cũng tới. Cuộc thi y đạo ngày hôm nay náo nhiệt thật đấy. Biên Mục mỉm cười nói. Vậy thì phải cảm ơn mấy món chí bảo mà các chủ biên cung cấp, nếu không sẽ không thu hút nhiều người tới đây như vậy. Hoa Ân hờ hững cất lời. Nói xong ông ấy bước đến chào hỏi người của ba thế gia y đạo. Quỷ cốc đến. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Người của ba thế gia, người của y các, người của đường môn, thậm chí thầy thuốc của các quốc gia khác đều trở nên nghiêm túc. Đồng loạt đưa mắt nhìn. Chỉ thấy một đám người đi vào, ai nấy đều mặc trang phục đặc biệt. Đây chính là đệ tử Quỷ Cốc. Bởi vì năm đó danh tiếng của Y Thánh Quỷ Cốc cực cao, dẫn đến danh tiếng của Quỷ Cốc cũng cực kỳ vang dội. Nhưng kể từ khi Y Thánh Quỷ Cốc biến mất, đệ tử Quỷ Cốc chưa từng xuất hiện. Hôm nay người của Quỷ Cốc tới tất nhiên khiến mọi người kinh ngạc. Các người là người của Quỷ Cốc ư? Không đợi những người khác lên tiếng, một người đàn ông tóc vàng, mặt mày lạnh lùng kiêu ngạo đã bước ra, chỉ vào đám người Quỷ Cốc và hỏi. Hả? Đám đệ tử Quỷ Cốc sửng sốt nhìn người này. Dẫn đầu Quỷ Cốc là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, người này hỏi, cậu là? Tôi là Teo, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trẻ tuổi nhất viện y học Hoàng gia Vương quốc Anh. Nghe nói y thuật của Quỷ Cốc các ông rất lợi hại, hôm nay gặp nhau, vừa hay tôi muốn chỉ giáo. Teo nhìn đệ tử Quỷ Cốc với vẻ kiêu ngạo, buông lời khiêu khích. Chỉ bằng anh mà cũng muốn đấu y thuật với Quỷ Cốc chúng tôi. Một đệ tử Quỷ Cốc nói bằng giọng điệu khinh thường. Tôi thì làm sao? Tôi chính là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trẻ tuổi nhất viện y học Hoàng gia Vương quốc Anh. 13 tuổi tôi đã được viện y học Hoàng gia Vương quốc Anh đặc cách tuyển chọn. 17 tuổi tham gia vào dự án nghiên cứu y học đỉnh cấp quốc tế, nhận được giải thưởng y học đỉnh cấp quốc tế. 20 tuổi có luận văn y học được phát hành trên The Lancet. Tuần san y học đỉnh cấp Vương quốc Anh. 25 tuổi, nữ hoàng Anh đích thân gặp tôi tại cung điện Buckingham và trao tặng huân chương kỵ sĩ, trở thành người đoạt giải huân chương kỵ sĩ trẻ nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Teo vô cùng kiêu ngạo nói về thành tựu và vinh quang của mình. Mọi người nghe Teo nói xong đều lộ vẻ chấn động.
Bọn họ không ngờ đối phương còn trẻ mà lại có thành tựu huy hoàng như vậy. Đây đúng là thiên tài trong thiên tài. Chỉ riêng thành tựu này thôi cũng đủ hạ gục người cùng thế hệ, thậm chí cây đa cây đề trong giới y học nhìn thấy cũng phải tự ti mặc cảm. Một đám thầy thuốc trẻ tuổi và lớn tuổi ở đây đều bị đả kích trước thành tựu của Teo. Đúng là người so với người phải tức chết. Bây giờ anh đã cảm thấy tôi có tư cách đấu y thuật với quỷ cốc các anh chưa? Teo nhìn vị đệ tử quỷ cốc trẻ tuổi kia, lạnh lùng quát. Sau đó, anh ta đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, lạnh giọng nói, nói thật là trong mắt tôi, các ngươi đều là rác rưởi, không xứng đánh đồng với tôi. Nghe thấy câu nói khinh bỉ tập thể này của Teo, mọi người đều thầm thấy kinh ngạc, cũng hơi tức giận, nhưng không thể phản bác. So với Teo thì bọn họ đúng là rác rưởi. Ngay cả nhị thiếu gia Đường Môn và đại đệ tử y các cũng im như thóc. Vừa mới vào đã nghe thấy tiếng vo ve, ồn ghê. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Sau đó, một cây kim bạc bay vèo tới, đâm vào người Teo. Một giây sau, Teo há miệng nhưng không nói ra lời, bị biến thành câm luôn. Mọi người thấy vậy đều giật mình. Ánh mắt đổ dồn vào người vừa lên tiếng, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm đi tới, vừa nhìn Teo vừa lạnh lùng hừ mũi, anh nói mình giỏi lắm kia mà, vậy thì chữa trị cho mình trước đi, để cho chúng tôi xem y thuật của anh giỏi cỡ nào. Teo há miệng, giận dữ nhìn Diệp Phàm, nhưng không nói được câu nào. Anh đã làm gì ngài Teo? Lúc này, người đi cùng Teo chỉ vào Diệp Phàm mà hét. Chẳng phải anh ta nói những người khác là rác rưởi, không xứng đánh đồng với anh ta ư? Tôi cho anh ta cơ hội thể hiện thực lực mà. Tôi tin rằng vị thiên tài y học giỏi nhất Vương quốc Anh này có thể chữa khỏi cho mình, mở miệng nói chuyện. Diệp Phàm nhìn Teo, cười khẽ. Sau đó, hắn nhìn sang đám người quỷ cốc, các anh là người quỷ cốc ư? Đúng vậy. Người đàn ông dẫn đầu quỷ cố gật đầu với Diệp Phàm. Diệp Phàm lại liếc nhìn đám người này, không nói gì thêm mà đi thẳng đến chỗ đám Hoa Ân. Teo trừng mắt nhìn Diệp Phàm đăm đăm, nhưng không làm được gì. Diệp thần y, cuối cùng anh cũng tới rồi. Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên nhìn Diệp Phàm, rối rít chào hỏi. Nghe cách gọi của hai cô gái, người của y các và người của Đường Môn đều nhìn Diệp Phàm, trong đó có mấy người nhận ra Diệp Phàm, ai nấy đều kinh ngạc. Lại là thằng nhãi này. Anh hai, tối qua chính thằng nhãi này đã cướp mất hỏa linh chi nghìn năm. Đường Thiên Phong hừ lạnh, nói với anh hai của mình. Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt vào Diệp Phàm. Cậu chính là Diệp thần y mà viện trưởng Hoa nhắc tới. Quả nhiên phi phàm. Biên mục nhìn Diệp Phàm và nói. Diệp công tử, vị này là biên mục, các chủ y các. Các chủ biên, đây là Diệp Phàm Diệp công tử. Hoa Ân giới thiệu cho hai người làm quen. Lúc này, Thôi lão và Cung lão đứng hai bên trái phải ghé vào tai biên mục nói thầm. Biên mục nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lấp lóe. Cuộc thi y đạo vẫn chưa bắt đầu sao? Mau bắt đầu đi, thi xong tôi còn phải về với vợ. Diệp Phàm thẳng thừng nói. Sau đó, Hoa Ân đứng dậy, nói với mọi người, chào mừng các vị tới tham gia cuộc thi y đạo thế giới lần này. Tôi là Hoa Ân trong ban tổ chức cuộc thi y đạo lần này. Người đứng thứ nhất trong cuộc thi y đạo lần này không chỉ nhận được tiền thưởng, mà còn nhận được một chí bảo mà y các cung cấp. Chí bảo này là gì? Xin mời các chủ biên nói. Chí bảo này là Thần Nông Y Điển, cuốn sách y hay nhất Long Quốc. Biên mục lập tức lấy ra một cuốn sách y ố vàng tràn đầy hơi thở cổ kính, trên đó viết bốn chữ Thần Nông Y Điển. Thần Nông Y Điển là Thần Nông Y Điển do Thần Nông Thị biên soạn. Nhất thời không ít người ở đây chấn động khi nhìn thấy cuốn sách y này. Thần Nông Thị là nhân vật thần thoại của Long Quốc thời cổ đại, y thuật cực kỳ cao siêu. Truyền thuyết Thần Nông nếm thử hàng trăm loại cây cỏ để nhận biết dược liệu trên đời được lưu truyền rộng rãi. Đồn rằng Thần Nông Thị ghi lại toàn bộ y thuật, cảm ngộ và các phương thuốc thần kỳ của mình vào một cuốn sách, đó chính là cuốn Thần Nông Y Điển. Đối với thầy thuốc mà nói, Thần Nông Y Điển có tầm quan trọng giống như thần công tuyệt thế đối với võ giả. Tuy nhiên, trước nay Thần Nông Y Điển chỉ có trong truyền thuyết, chưa có ai chân chính nhìn thấy. Nhưng hôm nay Thần Nông Y Điển đã xuất hiện, tất nhiên khiến mọi người chấn động. Quả nhiên Thần Nông Y Điển ở trong tay y các. Lúc này, trong đội ngũ nhà họ Tôn một trong ba thế gia y đạo hạnh lâm giới, một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cuốn Thần Nông Y Điển trong tay biên mục,
trong mắt lóe lên tia sáng. Thần Nông Y Điển. Người nhà họ Lý và người nhà họ Tiết cũng dán chặt mắt vào Thần Nông Y Điển, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lần này ba thế gia y đạo xuất thế là vì Thần Nông Y Điển. Không chỉ có các thầy thuốc Long Quốc kích động khi nhìn thấy Thần Nông Y Điển, ngay cả các thầy thuốc nước ngoài nhìn thấy cuốn sách y này cũng lộ vẻ hưng phấn. Nhưng trong những người này, Diệp Phàm lại cực kỳ bình tĩnh. Thì ra chí bảo này là Thần Nông Y Điển, tôi còn tưởng cái gì? Diệp Phàm bĩu môi nhìn Thần Nông Y Điển, có hơi thất vọng, như thể hắn không để mắt tới Thần Nông Y Điển. Diệp Thần Y, đây là Thần Nông Y Điển mà đại năng Thần Nông Thị để lại đấy. Trong đó ghi lại tinh hoa y đạo cả đời của ông ấy. Hoa Ân nhìn dáng vẻ cụt hứng của Diệp Phàm, bèn lên tiếng. Ồ, Diệp Phàm thì lại hờ hững đáp. Thật sự là hắn không có hứng thú với Thần Nông Y Điển, dù sao y thuật của hắn chẳng thua kém gì y thuật được ghi trong Thần Nông Y Điển. Được rồi, mọi người đã nhìn thấy phần thưởng của người đứng đầu trong cuộc thi y đạo lần này. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố cuộc thi y đạo thế giới lần này chính thức bắt đầu. Bây giờ xin mời tất cả các tuyển thủ dự thi bước lên đăng ký, bắt đầu phần thi đấu y thuật của cuộc thi y đạo lần này. Lúc này, Hoa Ân lại lên tiếng. Tiếp theo, các tuyển thủ y đạo mà các quốc gia cử tới bắt đầu lần lượt bước lên đăng ký. Phía Long Quốc, người của ba thế gia y đạo, Diệp Phàm, Thanh Vân, đệ tử thần tinh của đại trưởng lão Y Các, nhị thiếu gia Đường Môn và các đệ tử Quỷ Cốc lần lượt bước lên đăng ký. Sau khi báo danh xong, Hoa Ân ra hiệu cho người bên cạnh. Không lâu sau, có 10 chiếc xe đẩy được đẩy tới, trên mỗi chiếc xe có một người nằm. 10 người này vô cùng hôi thối, toàn thân thối rữa, sắc mặt tái nhợt, tóm lại là không phải người bình thường. 10 người này mắc các bệnh đặc biệt, việc các tuyển thủ phải làm là kiểm soát bệnh tình của họ, thậm chí làm cho bọn họ có dấu hiệu chuyển biến tốt. Trong số các vị, ai thể hiện xuất sắc nhất sẽ là người đứng đầu cuộc thi y đạo lần này. Hoa Ân chỉ vào 10 người trên xe đẩy rồi nói với các thầy thuốc dự thi. Các thầy thuốc dự thi đi tới chỗ 10 người này. Tuy nhiên, sau khi bọn họ kiểm tra bệnh tình của 10 người này, ai nấy đều nhíu mày ủ rũ, không nhìn ra manh mối. Bệnh của 10 người này không phải bệnh thường gặp, thậm chí có nhiều chứng bệnh mà các thầy thuốc chưa từng nghe bao giờ, càng khỏi cần nói chữa trị ra sao. Nhất thời một đám thầy thuốc chìm vào suy tư. Chốc lát sau, đại đệ tử Thanh Vân của Y Các, nhị thiếu gia Đường Thiên Thần của Đường Môn, hai đệ tử Quỷ Cốc và tuyển thủ mà ba thế gia y đạo phái ra bắt đầu tiến hành điều trị, mỗi người một bệnh nhân. Các tuyển thủ dự thi mà phái A Âm Dương của Anh Quốc, Phu Môn của Man Quốc, Bà Sa Môn của Thiên Trúc Quốc phái ra cũng chọn một bệnh nhân và tiến hành chữa trị. 10 bệnh nhân vừa đủ chia cho 10 người bọn họ. Mà phương pháp chữa trị của bọn họ nhiều vô kể, khiến người ta cảm thán không thôi. Còn Diệp Phàm thì chỉ bình tĩnh đứng đó, vẫn chưa hành động. Diệp công tử, cậu không ra tay à? Hoa Ân hỏi Diệp Phàm. Hừ, nhất định là thằng nhãi này không biết chữa trị thế nào nên mới không ra tay, vậy mà còn tự xưng là thần y gì đó. Thật nực cười. Lúc này, cô gái Y Các cãi nhau với Lý Tử Huyên lúc nãy lập tức hừ mũi khinh bỉ. Dù sao bọn họ cũng không thể chữa khỏi cho nhóm bệnh nhân này, tôi không vội. Cứ để cho bọn họ thể hiện trước đi, nếu không, tôi mà ra tay thì bọn họ không có cơ hội thể hiện. Diệp Phàm cười khẽ. Lời nói ngông cuồng của hắn lọt vào tai mọi người, khiến mọi người cực sốc. Người này ngông quá đấy. Trong lúc nhất thời, người của ba đại thế gia y đạo và Y Các với cả đại diện y đạo của các nước khác đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt bất mãn. Người trẻ tuổi, cuồng vọng quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Đại trưởng lão của Y Các nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Diệp Phàm không cho là đúng, nói. Hừ. Nếu thằng nhãi nhà cậu có bản lĩnh thì làm thử coi, đừng có đứng đây chỉ tay năm ngón như vậy, định lừa ai chứ? Đường Thiên Phong nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hừ một tiếng. Không ít người bắt đầu chế giễu Diệp Phàm, cảm thấy hắn chỉ đang giả vờ giả vịt, hoàn toàn không có bản lĩnh gì hết. Nhưng Diệp Phàm lại chẳng bị ảnh hưởng mảy may, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn. Chẳng bao lâu sau, hơn 10 phút đã trôi qua. Đột nhiên một tiếng kêu to truyền tới, mau nhìn xem. Hình như bệnh tình của bệnh nhân kia khống chế được rồi kìa. Ánh mắt mọi người quét về phía bệnh nhân mà đệ tử của các chủ y các Thanh Vân đã điều trị. Bệnh nhân kia bị mắc chứng hôi thối hiếm thấy, toàn thân thối vô cùng, khó có thể trị tận gốc.
nhưng hôm nay dưới sự điều trị của Thanh Vân, mặc dù chứng bệnh hôi thối kỳ lạ của đối phương vẫn chưa được trị dứt điểm, nhưng mùi thối trên người đã giảm bớt không ít, đạt tới mức độ có thể làm cho người ta chấp nhận được. Vẫn là đại sư huynh lợi hại, không giống như vài người chỉ biết khoác lác. Đám đệ tử của y các nhao nhao nhìn Thanh Vân bằng ánh mắt sùng bái, thuận tiện đạp cho Diệp Phàm một phát. Ý là nâng người này lên hạ người kia xuống, câu trước khen người này câu sau đâm chọc chửi xéo người kia. Tiếp theo, đám người Đường Thiên Thần, con cháu của ba đại thế gia y đạo và hai đệ tử của Quỷ Cốc đều lần lượt trị liệu xong. Mà dưới sự điều trị của bọn họ, triệu chứng của mấy bệnh nhân kia đều giảm bớt không ít và đã được khống chế. Về phần tình trạng của bệnh nhân mà ba đại đệ tử phái Âm Dương, Vu Môn và bà Sa Môn đã trị liệu cũng nhanh chóng chuyển biến tốt, mặc dù chưa triệt được tận gốc nhưng cũng đã khống chế được phần nào. Một màn này làm cho đám đại sư y đạo ở đây rung động không thôi. Với bệnh tình của 10 người này, phần lớn y giả ở đây đều phải bó tay chịu chết, mà mấy người Thanh Vân lại có thể khống chế bệnh tình của 10 người này hơn nữa còn giảm bớt, không thể không nói y thuật của bọn họ rất mạnh. Chủ yếu nhất chính là bọn họ còn đều chưa đầy 30 tuổi mà y thuật đã mạnh đến nhường đó rồi, đúng là yêu nghiệt mà. Trong các trận so tài y đạo trước đây, yêu nghiệt như vậy chỉ xuất hiện cùng lắm là 1 đến 2 người, hôm nay lại xuất hiện một phát 10 người lận, quả thực đúng là thần tiên đánh nhau. Nhưng ngay khi mọi người đang chấn động trước y thuật cao siêu của đám Thanh Vân, Đường Thiên Thần, một câu nói của Diệp Phàm đã làm cho bầu không khí tại hiện trường khựng lại. Mấy người chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Diệp Phàm vừa nói ra những lời này, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Ánh mắt của bọn họ tức khắc liếc về phía Diệp Phàm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này lại dám khiêu khích mấy yêu nghiệt y đạo này ư, cũng điên cuồng quá rồi đó. Nhãi con, cậu nói cái gì đó? Đường Thiên Phong lập tức bất mãn chỉ vào Diệp Phàm quát. Đường Thiên Thần, Thanh Vân, con cháu của ba đại thế gia y đạo, đệ tử của phái Âm Dương, Vu Môn, bà Sa Môn đều liếc mắt nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt có không thể tin nổi, có bất mãn, thậm chí còn có cả tức giận. Chẳng lẽ vị công tử này có thể chữa trị tốt hơn bọn tôi ư? Một vị y giả trẻ tuổi của Tiết gia một trong ba đại thế gia y đạo, nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Với y thuật này của mấy người mà còn đến tham gia thi đấu à? Diệp Phàm bĩu môi, khinh thường nói. Có bản lĩnh thì anh làm thử xem. Nhất thời có không ít người nhao nhao chỉ vào Diệp Phàm, gào to. Hôm nay tôi sẽ cho mấy người được chiêm ngưỡng cái gì mới gọi là y thuật thực sự. Diệp Phàm lắc đầu, phun ra một câu. Hắn nói xong thì vung ngón tay lên, 10 cây ngân châm lập tức lao vút ra ngoài, đâm thẳng vào huyệt vị nào đó của 10 bệnh nhân này một cách chuẩn xác không sai một ly. Cảnh tượng này đã khiến cho đám y giả trẻ tuổi và các đại sư giáo sư y đạo đều phải giật mình kinh hãi. Thuật châm cứu, không phải là phương pháp trị liệu mới lạ gì. Nhưng cách xa tận mấy mét mà lại có thể ghim ngân châm vào huyệt vị trên cơ thể người một cách chính xác, hơn nữa còn là 10 cây ngân châm đồng thời ghim vào các huyệt vị khác nhau của những người khác nhau, đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Chiêu thức ghim ngân châm vào huyệt từ khoảng cách xa này, ở đây không ai có thể làm được. Người đàn ông trung niên dẫn đầu Quỷ Cốc nhìn chiêu thức đó của Diệp Phàm, nheo mắt lại, chợt có cảm giác quen thuộc. Nhưng rất nhanh sau đó, chuyện khiến người ta càng khiếp sợ hơn đã xảy ra. Theo 10 cây ngân châm của Diệp Phàm đâm vào cơ thể của 10 bệnh nhân này, triệu chứng bệnh của 10 bệnh nhân này đang nhanh chóng biến mất. Mùi thối trên người bệnh nhân mắc chứng hôi thối đó lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, không còn chút hôi thối nào nữa. Có bệnh nhân bị thối rữa khắp người, chỗ thối rữa trên cơ thể đang nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng đã khôi phục bình thường. Trước đó, 10 bệnh nhân này dưới sự điều trị của Thanh Vân thì triệu chứng chỉ mới được giảm bớt và khống chế, nhưng sau khi bị ngân châm của Diệp Phàm ghim vào người, cơ thể của bọn họ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, những chứng bệnh kỳ lạ đặc biệt kia đều biến mất toàn bộ. Chẳng bao lâu, 10 bệnh nhân này đã bình thường trở lại giống như người bình thường. Chuyện này, thời khắc này, các giáo sư đại sư thiên tài trong giới y học kia đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, lộ ra ánh mắt khó có thể tin được. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Diệp Phàm chỉ lấy ra 10 cây ngân châm đâm vào huyệt vị nào đó, lại có thể khiến cho 10 bệnh nhân này khôi phục bình thường, đây quả thật là kỳ tích trong kỳ tích. Giờ phút này, đám y sư, giáo sư, mấy người chức cao vọng trọng của giới y học tựa như thấy được thần tích, cả đám đều kích động đến mức toàn thân run hết cả lên.
Đỉnh quá rồi đó, đây không phải là y thuật nữa, phải là tiên thuật mới đúng. Một vị đại sư trong giới y học kích động đến mức ngay cả nói cũng nói không xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, tràn ngập sự sùng bái. Thanh Vân, Đường Thiên Thần và 10 y giả thiên tài, giờ phút này cũng đều bị chấn động không nói lên lời. Biên Mục và một đám trưởng lão y các đều sốc toàn tập nhìn Diệp Phàm. Trong số những người ở đây cũng chỉ có mấy người Hoa N, Vương Ngự Y, Khương Vân Hy là tương đối bình tĩnh, dù sao bọn họ cũng đã được chứng kiến y thuật thần kỳ của Diệp Phàm rồi. Thấy chưa, đây mới gọi là thần y. Lúc này Lý Tử Huyên nhìn mấy đệ tử y các vừa chế giễu Diệp Phàm, vẻ mặt đắc ý hừ một tiếng. Mà mấy đệ tử của y các nhìn thấy y thuật của Diệp Phàm, nhất thời cảm thấy xấu hổ không có cái lỗ nào để chui xuống, mặt bị vả bôm bốp. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, y thuật của người này lại mạnh đến đáng sợ như vậy. Diệp thần y, quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là gánh được cái danh thần y này. Các chủ của y các biên mục nhìn Diệp Phàm, cảm thán nói. Hiện giờ mọi người đều không có bất kỳ ý kiến nào đối với việc Diệp Phàm được xưng là thần y. Chỉ cần một chiêu này của hắn, đủ để xưng là thần y rồi. 10 y giả thiên tài kia mà so với hắn, lập tức trở nên yếu hơn hẳn. Các đại y giả nước ngoài đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt sùng bái. Về phần người của Âm Dương Phái, Phu Môn và Bà Sa Môn thì trong mắt đều hiện lên ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mà người của ba đại thế gia y đạo nhìn Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Trận đấu kết thúc rồi đúng không? Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía Hoa N. Kết thúc rồi. Hoa N tươi cười phun ra một câu. Ngay khi ông ấy muốn tuyên bố kết quả của trận đấu lần này, đột nhiên một giọng nói âm trầm truyền đến từ bên ngoài. Đường đường là một trận so tài y đạo mà chỉ so những cái này, sao có thể bộc lộ hết y thuật của mấy người? Hay là để bản tông chủ ra đề thi cho mấy người đi? Cùng với giọng nói âm trầm đó truyền đến, hiện trường đột nhiên xuất hiện một tầng khói mù màu đen, tràn ngập mỗi một ngóc ngách. Không hay rồi, là khí độc. Mọi người cẩn thận. Sắc mặt Hoa N và biên mục chìm xuống, lập tức kêu lên. Nhưng giờ phút này đã có không ít người bị trúng khí độc này, ngã lăn ra đất, chết ngay tại chỗ. Cùng với khí độc khủng khiếp này, tông chủ của Độc Tông Khâu Thiên Nhận dẫn theo một đám cường giả Độc Tông xuất hiện. Là người của Độc Tông. Bọn họ vẫn chưa bị diệt sạch. Người quỷ cốc thấy Độc Tông xuất hiện, khiếp sợ nói. Mau ăn đan tị độc này đi. Ngay sau đó, một đệ tử của quỷ cốc lấy ra một đống đan dược đưa cho những người khác. Đường Thiên Thần, Thanh Vân, người của ba đại thế gia y đạo và phái Âm Dương cùng các thế lực lớn đều bắt đầu dùng các loại phương pháp để giải độc. Độc Tông, rốt cuộc cũng tới. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Khâu Thiên Nhận một cái, cười lạnh. Không phải Độc Tông đã bị quỷ cốc tiêu diệt rồi sao? Sao vẫn còn sống thế? Mấy vị trưởng lão của y các vừa chống chọi với khí độc, vừa nghiêm trọng nói. Người của quỷ cốc. Ánh mắt Khâu Thiên Nhận liếc về phía đám đệ tử của quỷ cốc. Trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Năm đó quỷ cốc chúng mày diệt Độc Tông của tao, hôm nay bản tông chủ sẽ đòi lại món nợ máu này. Người quỷ cốc chúng mày, đều phải chết. Khâu Thiên Nhận đằng đằng sát khí quát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tức khắc, khí độc đáng sợ kia điên cuồng lao về phía đám đệ tử của quỷ cốc, muốn cắn nuốt bọn họ. Tông chủ của Độc Tông phải không, ông có thể đi cùng với con trai của ông. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng quanh quẩn bên tai Khâu Thiên Nhận. Ánh mắt Khâu Thiên Nhận tập trung, lúc ông ta đang muốn tìm ai là người nói chuyện thì một người đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta một cách kỳ dị, tay người kia nắm lấy cổ ông ta trực tiếp bóp nát. Chuyện này xảy ra rất nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng, bao gồm cả vị tông chủ của Độc Tông này. Khâu Thiên Nhận thậm chí còn không thấy rõ khuôn mặt Diệp Phàm đã trực tiếp bị bóp chết. Diệp Phàm hất tay, thi thể Khâu Thiên Nhận bị ném xuống đất, chết không nhắm mắt. Mà Khâu Thiên Nhận đến lúc chết cũng không ngờ rằng đời này của ông ta cứ như vậy mà chấm dứt. Ông ta bế quan tu luyện nhiều năm như vậy chỉ vì muốn hủy diệt quỷ cốc, rửa sạch nhục nhã, kết quả vừa mới lên sàn chưa được 3 phút đã chết thảm ở đây, có thể nói là cực khổ đến cùng cực. Lúc này từng cường giả của Độc Tông đều mở to mắt, một lúc sau cũng không phản ứng lại kịp. Phút phút phút. Diệp Phàm vung tay lên, một đống ngân châm lập tức được phi ra, đám người Độc Tông này bị giết sạch.
Lúc này khí độc trên bầu trời đã biến mất, tất cả đều khôi phục lại như cũ, ngoài việc thi thể bên ngoài độc tông ra thì dường như không có gì thay đổi. Những người khác lại vì quá chấn động mà ngây ra như phỗng. Bốp, bốp, bốp. Ngay lúc khắp nơi đang chìm vào yên tĩnh, một tiếng vỗ tay vang lên. Một đám người khác xuất hiện, đi đầu là đồ đệ mà Thánh Y Quỷ Cốc đã từng nhận, Phong Vô Tích. Phong Vô Tích nhìn bàn tay vừa ra đòn của Diệp Phàm, vẻ mặt tán thưởng nói, lợi hại, quá lợi hại. Bù! Diệp Phàm nhìn Phong Vô Tích, trong mắt hiện lên ánh sáng. Mặc dù hắn chưa từng gặp Phong Vô Tích nhưng từ lần đầu tiên gặp đối phương trong lòng hắn đã xuất hiện địch ý. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng quát. Là ông. Phong Vô Tích. Lúc này trong quỷ cốc, người đàn ông trung niên dẫn đầu nhận ra Phong Vô Tích, vẻ mặt không thể tin nổi nói lớn. Năm đó khi Phong Vô Tích vẫn còn là thiếu chủ quỷ cốc, người đàn ông kia vẫn chỉ là một đệ tử bình thường của quỷ cốc, đương nhiên đã từng gặp qua hắn ta. Mặc dù thời gian đã trôi qua nhiều năm nhưng bề ngoài Phong Vô Tích không có quá nhiều thay đổi, vậy nên người kia vừa nhìn qua đã nhận ra. Phong Vô Tích. Diệp Phàm nghe ba chữ này, ánh mắt ngưng lại, nhìn đối phương không chớp mắt. Hắn không ngờ người này chính là đồ đệ năm đó Tam Sư Phụ đã thu nhận. Quan hệ của cậu và quỷ cốc là gì? Phong Vô Tích chăm chú nhìn Diệp Phàm, thản nhiên hỏi. Rõ ràng hắn ta cũng nhìn ra gì đó từ Diệp Phàm. Ông cảm thấy thế nào? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như tôi đoán không sai thì chắc cậu là đồ đệ mới mà ông già kia mới thu nhận. Phong Vô Tích nói thẳng. Ông già trong miệng hắn ta đương nhiên là Thánh Y Quỷ Cốc. Nghe được lời Phong Vô Tích, người đàn ông trung niên của Quỷ Cốc đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt hiện ra sự kinh ngạc. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Phong Vô Tích mà nói, người tự xưng là lão Quỷ Cốc ở nhà họ Hoàng Bộ là ông. Hóa ra cậu chính là Diệp Thiếu. Tiểu sư đệ, chúng ta đúng là lũ lụt cuốn trôi Miếu Long Vương, người một nhà mà lại không nhận ra nhau. Phong Vô Tích cười nhẹ một tiếng. Ông đã không phải người của quỷ cốc nữa rồi, đừng có nhận vơ. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tính cách tiểu sư đệ thật kiêu ngạo, không hổ là đồ đệ lão già kia dạy dỗ. Phong Vô Tích nghiền ngẫm nhìn Diệp Phàm. Bớt nói nhảm đi. Diệp Phàm vung tay, một cây ngân châm lập tức bắn về phía Phong Vô Tích. Nhưng cây ngân châm này căn bản không lại gần hắn ta được, khi còn cách Phong Vô Tích ba tấc đã tự động chia làm đôi. Tiểu sư đệ, chút thủ đoạn này của cậu không đối phó được với sư huynh đâu. Lấy bản lĩnh thật sự ra đi, để tôi xem đồ đệ mới mà lão già kia thu nhận kế thừa được những gì. Phong Vô Tích lạnh nhạt nói. Vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, hắn lao thẳng về phía Phong Vô Tích để tấn công. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, hai sư huynh sư đệ trực tiếp giao chiến với nhau. Hai bên cứ anh đến tôi đi, tiếng động không ngừng vang lên. Mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Rầm. Một tiếng động lớn nhanh chóng vang lên. Phong Vô Tích bị đẩy mạnh về phía sau. Diệp Phàm cũng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hơi nhướng mày. Phong Vô Ngân tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà Diệp Phàm từng gặp từ khi xuống núi đến nay, so với mấy người Long Hồn, Long Vệ và Bạch Ưng Long Quân đều mạnh hơn nhiều. Khó trách Tam Sư Phụ từng nói, trước khi gặp Diệp Phàm, đây chính là yêu nghiệt có thiên phú mạnh nhất quỷ cốc trăm ngàn năm nay, quả nhiên có chút bản lĩnh. Phong Vô Tích bị Diệp Phàm đánh lùi, vẻ mặt hắn ta cứng lại, nói, không ngờ cậu. Rầm. Diệp Phàm căn bản không cho đối phương cơ hội nói hết câu, trực tiếp đánh một chưởng ra muốn bắt hắn ta lại. Nét mặt Phong Vô Tích cứng lại, hắn ta vung tay một viên bi đen nhanh chóng bắn ra rồi nổ tung trước mặt Diệp Phàm, một làn khói đen kịt xuất hiện ngăn cản tầm mắt của Diệp Phàm. Đến khi Diệp Phàm xua tan được làn khói đen này thì Phong Vô Tích và thuộc hạ của hắn ta đã biến mất không dấu vết. Tên này. Diệp Phàm cau mày, mặc dù Phong Vô Tích cứ như vậy mà chạy trốn nhưng hắn lại không thể nào vui nổi. Vì trong trận chiến vừa rồi, Diệp Phàm phát hiện trong cơ thể Phong Vô Tích có một sức mạnh vô cùng đáng sợ, chỉ là không hiểu tại sao đối phương không thể điều động được sức mạnh này. Một khi sức mạnh này bùng nổ, cho dù là Diệp Phàm cũng không hoàn toàn chắc chắn về chuyện đánh bại Phong Vô Tích. Hơn nữa người tên Phong Vô Tích này lại rất khôn khéo, vừa gặp nguy hiểm đã lập tức rút lui, không cho người khác có cơ hội ra tay giết hắn ta. Loại người này mới là đáng sợ nhất. Bây giờ hắn đã gặp Phong Vô Tích,
dựa vào tâm tư và thực lực của đối phương mà nói, đây tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ. Diệp Phàm lập tức phân phó cho Hoa Hồng Đỏ đi thăm dò tung tích của Phong Vô Tích. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoa Ân, không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Chờ chút, cuốn thần nông y điển này thuộc về cậu. Biên mục ở bên nói, ông ta đưa cuốn thần nông y điển cho Diệp Phàm. Tôi không có hứng thú với thứ đồ chơi này, cho cô đấy. Diệp Phàm nhận thần nông y điển, hắn không thèm nhìn, cứ như vậy ném cuốn sách thuốc vô số bác sĩ mơ ước cho Khương Vân Hy. Khương Vân Hy được cưng chiều mà lo sợ, cô ngẩn người đứng đó. Những người khác có mặt ở đây thấy Diệp Phàm tùy ý ném thần nông y điển quý giá như vậy cho người khác thì không khỏi kinh ngạc. Ngay cả Biên Mục và Hoa Ân cũng sững sờ, họ hoàn toàn không ngờ Diệp Phàm sẽ làm vậy. Những người khác đều nhìn Khương Vân Hy với vẻ mặt hâm mộ. Còn có một số người nhìn chằm chằm thần nông y điểu trong tay Khương Vân Hy với ánh mắt tỏa sáng, rõ ràng bọn họ đã có kế hoạch, ví dụ như ba thế gia y đạo của Hãnh Lâm giới. Diệp thần ý, thần nông y điển này. Khương Vân Hy nhìn thần nông y điển trong tay, vô cùng chấn động nhìn Diệp Phàm. Không phải cô muốn học sâu hơn về y thuật sao, đúng lúc có thể học từ cuốn sách này, cô cũng không cần tìm tôi để bái sư nữa. Diệp Phàm tùy ý nói. Cảm ơn. Khương Vân Hy cảm kích nhìn Diệp Phàm, trong lòng cực kỳ cảm động. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía đám người quỷ cốc, hắn đang định nói gì đó, Hoa Hồng Đỏ ở một bên đột nhiên nhận được điện thoại, cô ta vội vàng nói với Diệp Phàm, thiếu chủ, phía tổng đốc Đoạn Thiên Bằng xảy ra chuyện rồi. Bù! Vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn nói, xảy ra chuyện gì? Nghe nói tổng đốc Đoàn vì muốn gây bất lợi cho quận chúa Phủ Xuyên Vương nên đã bị bắt đến Phủ Xuyên Vương. Bây giờ sống chết không rõ. Hoa Hồng Đỏ nói. Quanh người Diệp Phàm lập tức xuất hiện sát khí ngập trời. Phủ Xuyên Vương. Diệp Phàm nhấn mạnh từng chữ, sát khí trong mắt tỏa ra khắp nơi. Hắn và Hoa Hồng Đỏ lập tức biến mất khỏi nơi này. Xuyên Vương Phủ nằm ở phía đông Thục Châu, diện tích mấy ngàn mẫu. Xuyên Vương Phủ được thiết kế như một vương phủ thời cổ đại, vô cùng huy hoàng xa hoa. Lấy Xuyên Vương Phủ làm trung tâm, phạm vi 10 dặm xung quanh đều là cấm địa, đều có thủ vệ Vương Phủ canh gác, người thường không được tự tiện đến gần. Làm một trong 8 vương gia của Long Quốc, Xuyên Vương Phủ là hoàng đế ở quận Thiên Thục. Rất nhanh, một chiếc xe lao đến khu vực cấm của Xuyên Vương Phủ với tốc độ tia chớp. Dừng xe. Một đám thủ vệ xông ra, tay cầm vũ khí chắn trước chiếc xe này. Kết quả tốc độ của chiếc xe này không hề giảm, ngược lại còn tăng tốc. Đâm bay đám thủ vệ này, tất cả đều chết thảm. Ngồi trong xe này là Diệp Phàm và Hoa Hồng Đỏ. Diệp Phàm lái xe, Hoa Hồng Đỏ chỉ đường. Thiếu chủ, có cần tôi triệu tập toàn bộ nhân viên Bách Hoa Lâu quận Thiên Thục đến không? Hoa Hồng Đỏ nói. Không cần. Đây là chuyện của tôi, không cần liên lụy đến Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Thiếu chủ, Xuyên Vương là tước vị được triều đình ban cho, hơn nữa ông ta có rất nhiều môn sinh. Ngay cả mấy tướng lĩnh ở chiến khu phía Tây cũng là môn sinh của Xuyên Vương, quân chủ quân Thiên Lang đóng tại khu vực Tây Nam có quan hệ rất tốt với Xuyên Vương, chúng ta. Hoa Hồng Đỏ nhắc nhở Diệp Phàm. Cô ta biết rõ mục đích lần này của Diệp Phàm, muốn xốc loạn Xuyên Vương Phủ, hậu quả của việc này cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả Hoa Hồng Đỏ cũng không khiêng được. Bởi vậy cô ta không thể không nói rõ tính nghiêm trọng của việc này cho Diệp Phàm. Nhưng cô ta còn chưa nói xong đã bị Diệp Phàm ngắt lời. Tôi biết cô lo lắng, nếu cô sợ hãi, bây giờ có thể xuống xe. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hoa Hồng Đỏ mỉm cười nói, thiếu chủ không cần sợ thì tôi còn sợ gì. Cùng lúc đó trong Xuyên Vương Phủ, một người bị trói trên cột, trên người chồng chất vết thương, máu tươi đầm đìa. Người này là Đoạn Thiên Bằng, quân đoàn trưởng quân đoàn 6 của quân Thiên Sách. Quận chúa Xuyên Vương Phủ đang không ngừng vung roi quất lên người Đoạn Thiên Băng, phát tiết lửa giận. Cách đó không xa, Xuyên Vương đang ngồi uống trà, Lý Nguyên cung kính đứng một bên. Một người vội vã đi vào, quỳ xuống nói, bẩm vương gia, bên ngoài truyền tín có một chiếc xe đang xông qua trạm kiểm soát, lao thẳng vào Vương Phủ. Lý Nguyên nói, vương gia, có lẽ thằng nhãi kia đến. Lá gan rất lớn. Xem ra tên nhóc đó và Đoạn Thiên Bằng quen biết nhau. Xuyên Vương lạnh nhạt nói. Cuối cùng tên khốn kia cũng đến. Con muốn băm xác tên đó thành vạn mảnh. Quận chúa lạnh lùng quát to.
nếu mấy người dám động vào thiếu chủ, Quân Thiên Sách sẽ không buông tha cho các người. Đoạn Thiên Bằng ngẩng đầu nói. Quân Thiên Sách, tên đó và Quân Thiên Sách có quan hệ gì? Lý Nguyên nhíu mày, hỏi Đoạn Thiên Bằng. Ngài ấy chính là đệ tử của quân chủ Quân Thiên Sách, mấy người dám động vào ngài ấy, Quân Thiên Sách sẽ bắt các người trả giá. Đoạn Thiên Bằng hét lớn. Nghe vậy Lý Nguyên biến sắc, vô cùng khiếp sợ. Xuyên Vương nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Không ngờ hắn ta lại là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Không phải Chiến Thần Thiên Sách đã chết từ lâu rồi sao? Lý Nguyên nói. Quân chủ anh dũng thần võ, sao có thể chết được? Mấy người dám động vào đệ tử của quân chủ, chờ hối hận đi. Đoạn Thiên Bằng lạnh nhạt nói. Bốp! Quận chúa vung roi quất lên người Đoạn Thiên Bằng, da chóc thịt bong, lộ ra xương trắng. Đệ tử Quân Thiên Sách thì sao? Ba ta còn là vương gia kìa. Quận chúa khinh thường nói. Vương gia! Lý Nguyên lo lắng nhìn về phía Xuyên Vương. Sợ cái gì? Con gái của ta nói đúng, hắn ta là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách thì sao? Không lẽ bổn vương còn thua kém Chiến Thần Thiên Sách? Xuyên Vương uy nghiêm quát. Lý Nguyên run lên, cúi người nói, vương gia mạnh hơn Chiến Thần Thiên Sách kia rất nhiều. Thời đại của Chiến Thần Thiên Sách đã hết, hơn nữa Chiến Thần Thiên Sách dám xuất hiện, có rất nhiều người đuổi giết ông ta, cho dù ta giết đệ tử của ông ta thì ông ta có thể làm gì được ta? Xuyên Vương khinh thường nói, còn Quân Thiên Sách, ha ha. Sợ rằng một tháng sau Long Quốc sẽ không còn ba chữ Quân Thiên Sách nữa, còn muốn đối phó với ta, nằm mơ giữa ban ngày. Lý Nguyên nghe Xuyên Vương nói vậy cũng dần bình tĩnh lại. Nghe thấy không? Hôm nay không ai có thể cứu được thiếu chủ của ngươi, ta sẽ làm ngươi chính mắt nhìn thấy thiếu chủ của ngươi chết trong tay ta. Quận chúa ác độc nói, không ngừng vung roi đánh lên người Đoạn Thiên Bằng, đánh đến mức ông ta không ngừng hộc máu, hơi thở thoi thóp. Lúc này cánh cửa mạ vàng của Xuyên Vương phủ dập nát, mảnh vụn văng khắp nơi. Một đám thủ vệ bay vào, nện mạnh trên mặt đất, hộc máu bỏ mình. Diệp Phàm cầm thanh kiếm ngắn màu đen, đằng đằng sát khí đi đến, hoa hồng đỏ theo sát phía sau. Đám người Xuyên Vương, Lý Nguyên, quận chúa nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cuối cùng cũng đến. Quận chúa thấy Diệp Phàm xuất hiện, lạnh lùng quát to. Diệp Phàm nhìn thấy quận chúa cầm roi. Lại nhìn thấy Đoạn Thiên Bằng bị trói trên cột, vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa, đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe lên sát ý vô tận. Đáng chết! Diệp Phàm nhìn chằm chằm quận chúa, hai mắt đỏ đậm, gằn từng chữ một. Lời của hắn truyền vào trong tai của quận chúa, cả người vô thức run lên, tim đập nhanh, cảm thấy hít thở không thông. Lúc này, mấy ngàn quân quận vệ của Xuyên Vương phủ xông đến, bọn họ cầm súng ống chĩa thẳng vào Diệp Phàm. Thiếu chủ, đi nhanh đi. Đoạn Thiên Bằng thoi thóp nói. Thằng danh, mày là người đã đánh con gái tao. Có vài phần gan dạ sáng suốt, quả nhiên là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Xuyên Vương đứng dậy, uy nghiêm nói. Tất cả các người đều đáng chết. Diệp Phàm lao thẳng về phía Đoạn Thiên Bằng. Lập tức chịu trói, nếu không đừng trách tao không khách khí. Lý Nguyên chỉ tay vào Diệp Phàm, quát to. Diệp Phàm như không nghe thấy đối phương nói gì, tiếp tục đi về phía Đoạn Thiên Bằng. Nổ súng. Lý Nguyên hét lên. Đùng đùng đùng. Mấy ngàn chiến sĩ quân quận vệ bóp cò súng, vô số viên đạn bắn về phía Diệp Phàm, muốn bắn hắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng những viên đạn đó cách Diệp Phàm 1 cm thì đều dừng lại. Diệp Phàm bùng nổ một kình khí khủng bố, những viên đạn đó quay ngược lại, bắn ngược về phía đám quân quận vệ kia. Phụt phụt phụt. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn quân quận vệ đã bị viên đạn bắn thành cái sàng, ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng. Lý Nguyên biến sắc, cả người chấn động mắt dại ra. Ngay cả quận chúa cũng bị dọa ngây người. Xuyên Vương vung tay lên, lại có 3.000 chiến sĩ mặc chiến giáp, tay cầm trường đao xông ra. 3.000 người này tản ra khí thế sắc bén, đều là người đã được huấn luyện, tất cả đều là võ giả. Còn có không ít cao thủ cửu trọng nhân cảnh hoặc bán bộ huyền cảnh. Bọn họ, Lý Nguyên kinh sợ thốt lên. Bọn họ là quân đoàn Xuyên Vương phủ do ta hao tâm tổn sức tiêu phí suốt 10 năm để bồi dưỡng. 10 năm mài kiếm, hôm nay là lúc kiểm tra thành quả. Giết! Xuyên Vương lạnh nhạt nói. Ngay lập tức 3.000 chiến sĩ Xuyên Vương phủ cầm vũ khí lao về phía Diệp Phàm. 3.000 người cũng lên nhưng lại không hề hỗn loạn.
bọn họ tạo thành một trận hình, tấn công Diệp Phàm. Hiển nhiên Xuyên Vương tốn không ít công sức để chế tạo ra quân đoàn này. Nhưng cho dù bọn họ có mạnh đến thế nào, đứng trước mặt Diệp Phàm đều là con kiến. Diệp Phàm cầm kiếm ngắn màu đen lao vào trong đội ngũ 3.000 người này, mở ra cuộc tàn sát. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm không ngừng chém giết, 3.000 người này liên tục ngã vào vũng máu. Cho dù bọn họ không sợ sống chết, che già măng mọc nhưng vẫn không cản được Diệp Phàm. Cùng lên đi. Thấy vậy, sắc mặt của Xuyên Vương vô cùng khó coi, hét lên. Xuyên Vương vừa ra lệnh, lại thêm một đám người lao ra. Nhóm người này đều là cao thủ từ bán bộ huyền cảnh trở lên, trong đó phần lớn là cao thủ huyền cảnh, còn lại là cao thủ từ địa cảnh trở lên. Bọn họ đều là cao thủ võ đạo do Xuyên Vương tuyển chọn, từ lúc bị tuyển vào vương phủ, gần như chưa từng ra tay. Hôm nay bọn họ ra tay cùng một lúc, tấn công về một mục tiêu. Đám cao thủ võ đạo này gia nhập chiến trường nhưng vẫn không thay đổi được chiến cuộc, một cao thủ địa cảnh vừa mới vọt đến bên cạnh Diệp Phàm đã bị hắn cắt đứt cổ. Diệp Phàm vung tay, máu tươi bắn tung tóe, vô số thi thể ngã xuống đất. Lúc này Diệp Phàm giống như một sát thần, vô cùng khủng bố. Tất cả đám người của Xuyên Vương phủ đều bị Diệp Phàm giết chết. Chỉ trong nháy mắt, thi thể trong vương phủ chồng chất như núi. Sắc mặt của Xuyên Vương, Lý Nguyên và quận chúa cực kỳ khó coi. Lập tức triệu tập tất cả quân quận vệ, thông báo cho sở tuần tra, bảo bọn họ lập tức đến đây. Xuyên Vương ra lệnh cho Lý Nguyên vội vàng gật đầu liên hệ người. Chỉ trong chớp mắt, quân đoàn tiêu tốn 10 năm của Xuyên Vương bị Diệp Phàm giết gần hết, bao gồm cả đám cao thủ võ đạo do ông ta mới đến. Lúc này, Diệp Phàm cầm đoàn kiếm, đằng đằng sát khí, bước từng bước về phía Đoạn Thiên Bằng. Tùy Phong, giữ hắn lại. Xuyên Vương nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Bằng, ra lệnh. Một trận gió thổi qua. Một bóng người mặc đồ xanh xuất hiện bên cạnh Đoạn Thiên Bằng muốn bắt cóc ông ta để uy hiếp Diệp Phàm. Kết quả Diệp Phàm vung đoạn kiếm lên, xông về phía người kia. Người mặc đồ xanh biến sắc, muốn trốn tránh nhưng bị đoạn kiếm đen đâm thủng người, máu bắn tung tóe, đôi mắt mở to. Sắc mặt của Xuyên Vương cực kỳ khó coi. Tùy Phong là cao thủ khinh công do ông ta mời chào, khinh công cực nhanh, ngay cả cao thủ ngũ trọng cũng không đuổi kịp. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Phàm giết chết trong nháy mắt. Tại sao thực lực của tên này lại khủng bố như vậy? Diệp Phàm bước về phía Đoạn Thiên Bằng, cứu ông ta xuống, dùng ngân châm thi triển cửu châm quỷ cốc chữa trị vết thương trong cơ thể cho ông ta. Chết đi! Quận chúa thấy Diệp Phàm tiến hành trị liệu cho Đoạn Thiên Bằng, vung roi về phía đầu của Diệp Phàm. Nếu roi này nện xuống đầu, sợ rằng sẽ nát đầu ngay lập tức. Lúc này hoa hồng đỏ xuất hiện. Bắt lấy cái roi kia. To gan, dám đối địch với ta. Quận chúa trừng mắt nhìn hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ vung tay, quận chúa bị ném ra ngoài. Con à! Xuyên Vương vội vàng vọt qua đỡ lấy con gái của mình. Dưới sự trị liệu của Diệp Phàm, vết thương ngoài da của Đoạn Thiên Bằng đã dần kết vảy, nội thương cũng dần khôi phục. Cảm ơn thiếu chủ. Đoạn Thiên Bằng nói. Hoa hồng đỏ, chăm sóc tốt quân đoàn trưởng Đoạn. Diệp Phàm nói xong, nhìn về phía ba con Xuyên Vương. Mấy người muốn chết kiểu gì? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Muốn giết ta? Xuyên Vương nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông và con gái ông đều đáng chết. Diệp Phàm lạnh nhạt vô tình nói. Đối với Diệp Phàm, có thể động vào hắn, nhưng động vào người của hắn, chết. Ở trong lòng Diệp Phàm, Đoạn Thiên Bằng là trưởng bối của hắn, không ai được phép động đến. Xuyên Vương lạnh lùng nói. Muốn giết ta, còn non lắm. Diệp Phàm lao về phía Xuyên Vương. Xuyên tương tứ quỷ. Xuyên Vương kêu lên. Giây tiếp theo, bốn bóng người xuất hiện từ bốn hướng vọt về phía Diệp Phàm. Bốn bóng người này như bóng ma, tốc độ cực nhanh. Sức chiến đấu của bọn họ cũng cực mạnh, toàn bộ đều trên địa cảnh ngũ trọng. Bốn người này liên thủ tạo thành một trận pháp công kích áp chế Diệp Phàm. Ngay cả cao thủ địa cảnh cửu trọng cũng khó cản được một đòn này của họ. Xuyên tương tứ quỷ là át chủ bài lớn nhất của Xuyên Vương Phủ, được ông ta mời từ một thế lực siêu cấp đến bảo vệ Vương Phủ. Đối mặt với bốn người này, Diệp Phàm vẫn lạnh nhạt thờ ơ. Diệp Phàm tung ra bốn quyền liên tiếp, va chạm với bốn người này, đánh bay bọn họ. Diệp Phàm đang định lao về phía một người trong đó, người kia lại biến mất, giống như đối phương thật sự là quỷ hồn, không có thật thể.
Diệp Phàm tấn công mấy lần nhưng đều thất bại. Bốn người này thật sự giống như quỷ hồn, không bắt được, giống như không tồn tại. Thấy vậy Xuyên Vương thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn về phía Xuyên Tương Tứ Quỷ, giết hắn. Xuyên Vương vừa ra lệnh, Xuyên Tương Tứ Quỷ lại biến mất. Giây tiếp theo, bọn họ xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Phàm, thi triển đạo ấn tổ hợp thành một đạo ấn pháp tối tăm như quỷ ấn, đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vung quyền, va chạm với đòn tấn công của bốn người này. Phụt, 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 phụt. Xuyên Tương Tứ Quỷ tập thể hộc máu, bay ra ngoài, nện trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Không phải rất giỏi trốn sao? Hiện tại tôi muốn nhìn xem mấy người trốn kiểu gì. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn vung tay lên, bắn ra bốn ngâm châm. Xuyên Tương Tứ Quỷ muốn tránh lại không thể động đậy, trơ mắt nhìn ngân châm chui vào trong cơ thể. Bốn người này tử vong tại chỗ, mắt trừng to, tràn ngập không cam lòng. Xuyên Vương thấy Xuyên Tương Tứ Quỷ đã chết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người có thể giết được Xuyên Tương Tứ Quỷ, người cũng biết bọn họ đến từ nơi đó. Xuyên Vương lạnh lùng nói. Không muốn biết. Diệp Phàm lạnh nhạt vô tình nói, hắn tiếp tục đi về phía Xuyên Vương và quận chúa. Người trẻ tuổi, đừng xúc động, nếu cậu giết Xuyên Vương và quận chúa, cậu sẽ phạm phải tội nặng. Đến lúc đó cậu sẽ không còn chỗ dung thân, thậm chí cho dù chiến thần thiên sách rời núi cũng không giữ nổi cậu. Cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Lý Nguyên hét lớn. Nghe thấy vậy, Diệp Phàm vẫn không dừng lại, tiếp tục đi đến. Hắn đi đến trước mặt Xuyên Vương và quận chúa, một tay bóp cổ một người, nhấc bổn đôi ba con này lên cao. Hai người bọn họ không ngừng giãy giụa, sắc mặt nghẹn đỏ, hít thở không thông. Lý Nguyên thấy vậy, cả người run lên. Nếu Xuyên Vương và quận chúa chết ở đây, toàn bộ quận Thiên Thục sẽ bị đảo loạn, ông ta cũng không giữ nổi chức quận thủ. Thiếu chủ, xin hãy nương tay. Đoạn Thiên Băng kêu lên. Quân đoàn trưởng Đoạn, hai người bọn họ hại ông, đáng chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Thiếu chủ, tôi không sao, thả bọn họ đi. Tôi không muốn liên lụy đến thiếu chủ, nếu không tôi vĩnh viễn không thể yên lòng. Đoạn Thiên Băng liếc nhìn hai ba con Xuyên Vương. Nói với Diệp Phàm. Ông đừng lo liên lụy tôi. Diệp Phàm nói. Thiếu chủ, thôi. Đoạn Thiên Bằng lắc đầu. Được. Diệp Phàm gật đầu, nhìn về phía hai ba con Xuyên Vương, nể mặt quân đoàn trưởng Đoạn, hôm nay tôi tha cho các người một mạng. Nói xong hắn vứt hai ba con này xuống đất. Chúng ta đi. Diệp Phàm nói xong, quay người rời đi. Tên khốn, ngươi lợi hại thì sao chứ? Còn không phải không dám giết ta. Chờ đó, ta sẽ không buông tha cho các ngươi. Quận chúa nhìn Diệp Phàm, kiêu căng ngạo mạn hét lên. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía quận chúa. Lúc này sắc mặt Xuyên Vương biến đổi, trong lòng có dự cảm không ổn, ông ta đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy một cây châm bạc bắn nhanh đến, trực tiếp xuyên qua mi tâm con gái ông ta. Trong nháy mắt, con mắt vị quận chúa này trừng thật to, trực tiếp ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cô ta không nghĩ tới Diệp Phàm lại thật sự dám giết mình. Cô ta còn tưởng rằng vừa rồi Diệp Phàm buông tha hai cha con bọn họ, chính là bởi vì sợ hãi thân phận của bọn họ, lại không biết rằng Diệp Phàm chỉ là để cho Đoạn Thiên Bằng an tâm nên mới không giết hai cha con bọn họ, kết quả cô ta hết lần này tới lần khác lại muốn tìm đường chết. Khiết Nhi. Xuyên Vương nhìn con gái chết thảm, vẻ mặt bi thống hô lên, mày. Theo đó. Hai tròng mắt Xuyên Vương như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập sát ý. Mà Lý Nguyên nhìn thấy quận chúa bị giết cũng biến sắc. Nếu cô ta đã muốn tìm đường chết, tôi đây sẽ thành toàn cho cô ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói một câu rồi đi ra ngoài. Đoạn Thiên Bằng và Hồng Hoa Hồng nhìn lướt qua thi thể quận chúa cũng đi ra ngoài. Chẳng qua lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi vương phủ, bên ngoài xuất hiện rất nhiều quân quận vệ. Trong đó còn có thành viên đóng giữ quận Thiên Thục, Tuần Thiên Ti. Cút! Khuôn mặt Diệp Phàm tràn ngập sát khí nhìn đám người này, trên người một cỗ uy áp vô hình giáng lâm, trực tiếp đánh vào trên người đám người này, chấn áp toàn bộ bọn họ quỳ trên mặt đất. Mà Diệp Phàm trực tiếp công khai rời khỏi phủ Xuyên Vương. A! À, trơ mắt nhìn hung thủ sát hại con gái mình rời đi, vẻ mặt Xuyên Vương dữ tợn giống lên. Phốc suy! Một giây sau! Thân thể Xuyên Vương run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Vương gia, Lý Nguyên nhìn Xuyên Vương hộc máu, vội vàng tiến lên.
lập tức giúp ta liên lạc với nội các đế đô. Xong đi liên lạc với thiên quỷ phái. Hôm nay cho dù bổn vương phải trả giá lớn, cũng phải bắt hắn đền mạng cho con gái của ta. Xuyên vương vẻ mặt dữ tợn, vẻ mặt sát khí giận dữ hét lên. Vâng. Lý Nguyên nhìn sát khí trên người xuyên vương tán phát ra, thân thể run lên, vội vàng gật đầu rồi rời đi. Kế tiếp, tin tức quận chúa phủ xuyên vương bị giết được lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Thục Châu thậm chí là quận Thiên Thục, đưa tới oanh động thật lớn. Xuyên vương là hoàng đế quận Thiên Thục không người nào dám chọc, tuy con gái của ông ta chỉ là quận chúa, nhưng lại giống như công chúa bình thường, không có người nào dám đắc tội. Vậy mà hôm nay vị quận chúa này bị giết. Hơn nữa còn bị giết ở trong phủ xuyên vương, chuyện này đương nhiên khiến cho người ta khó có thể tin. Rất nhanh tin tức này liền truyền đến đế đô, khiến cho đế đô chấn động. Mặc dù xuyên vương không chờ ở đế đô, nhưng dù sao ông ta cũng là một trong 8 đại vương gia của Long Quốc, thân phận tôn quý, cho dù ở đế đô cũng có thanh danh cực cao. Hôm nay con gái ông ta lại bị người ta nhìn thấy giết chết trong vương phủ, hành động này chẳng khác nào đánh vào mặt toàn bộ quý tộc và triều đình Long Quốc. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp đế đô nghị luận. Triều đình nội các liên tiếp phát ra mấy đạo mệnh lệnh. Tuần Thiên Ti, Giám Sát Ti, Hộ Long Ti, toàn bộ người của Tổng bộ Long Quốc Tam Ti chạy tới Tây Nam. Ngay cả Ngự Lâm quân đế đô cũng bị điều động một chi đi về hướng Tây Nam. Mà lúc này ở trong căn cứ chiến bộ, Long Chiến Thiên nhận xong một cú điện thoại, cau mày. Long Soái, làm sao vậy? Một nam nhân trường sam màu đen đứng trước mặt Long Chiến Thiên dò hỏi. Anh ta chính là Hắc Uyên, một trong Long Hồn Cửu Đại Long Vệ. Nội các phát mệnh lệnh tới, để cho tôi triệu tập cường giả Long Hồn tiến đến Tây Nam, trợ giúp Xuyên Vương bắt hung thủ sát hại quận chúa. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Long Soái, nhân viên tình báo Tây Nam bên kia truyền đến tin tức, người sát hại con gái Xuyên Vương chính là Diệp Phàm, chẳng lẽ chúng ta xuống tay với hắn sao? Hắc Uyên nhướng mày. Thằng nhóc này thật đúng là luôn tạo phiền phức cho tôi mà. Long Chiến Thiên xoa xoa đầu. Lúc này, điện thoại Hắc Uyên đột nhiên vang lên, anh ta vừa tiếp sắc mặt lập tức trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt Long Chiến Thiên quét về phía đối phương. Tiểu đội tình báo Long Hồn truyền đến tin tức, đoàn người Mã Tấu ở Tây Nam gặp phải một nhóm cường giả ngoại quốc cực kỳ đáng sợ, bọn họ tổn thất thảm trọng, bây giờ Mã Tấu bị bắt. Thành viên Long Hồn còn lại bị vây ở bên trong một tòa sơn mạch Tây Nam. Khuôn mặt Hắc Uyên nghiêm túc nói. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Mã Tấu mang theo 4 người tiểu đội Long Hồn đến đó, tại sao lại xuất hiện tình huống này? Nghe được tin tức này, khuôn mặt Long Chiến Thiên cực kỳ khiếp sợ xen lẫn khó coi. Chuyện xảy ra đột ngột, tình huống cụ thể vẫn đang điều tra. Nhưng hiện giờ chúng ta nhất định phải mau chóng cứu Mã Tấu cùng những thành viên Long Hồn còn lại ra. Hắc Uyên trầm giọng nói. Xem ra thằng nhóc kia còn phải được bảo vệ. Sắc mặt Long Chiến Thiên ngưng tụ, mở miệng nói. Chẳng lẽ Long Soái định cãi lệnh nội các? Mà ánh mắt Hắc Uyên quét về phía Long Chiến Thiên. Không. Cậu và người của thiết thủ mang theo Long Hồn dựa theo mệnh lệnh của nội các đi Tây Nam. Tuy nhiên khi đến Tây Nam cậu lập tức mang theo Diệp Phàm đi cứu viện đám người Mã Tấu, nếu như lần này hắn có thể lập được đại công, tôi ở trước mặt đám lão già nội các kia cũng có chuyện để nói. Long Chiến Thiên mở miệng nói. Vâng. Hắc Uyên gật đầu. Vì bảo đảm vạn nhất, tôi sẽ lập tức liên hệ người chiến khu Tây Bộ, để cho hắn triệu tập nhân thủ hành động cùng các người, cần phải lưu lại hết đám người ngoại quốc kia lại cho tôi. Dám phạm vào Long Quốc. Giết người Long Hồn chúng ta nhất định phải cho bọn họ một chút giáo huấn. Vẻ mặt Long Chiến Thiên lạnh như băng quát. Tôi cam đoan một tên trong bọn họ đều chạy không thoát. Trong mắt Hắc Uyên lóe ra sát khí lạnh như băng, lạnh lùng như uyên phun ra. Ngay khi đế đô và Tây Nam bởi vì chuyện quận chúa Phủ Xuyên Vương bị giết mà cực kỳ chấn động, lúc này Diệp Phàm cùng Đoạn Thiên Bằng còn có Hoa Hồng Đỏ tìm một quán nướng ngồi xuống, gọi một đống rượu cùng thịt xiên, bắt đầu ăn uống. Diệp Phàm vừa mới giết nhiều người như vậy, cũng đang định mượn cơ hội này thư giãn tâm trạng một chút. Thiếu chủ, lão Đoạn tôi kính cậu một chén, hôm nay nếu không có thiếu chủ, cái mạng này của tôi có lẽ không còn rồi. Đoạn Thiên Bằng giơ ly rượu lên nói với Diệp Phàm. Đoàn trưởng quân đoàn, ông sở dĩ bị bắt bị thương đều là bởi vì tôi, đúng ra tôi phải nhận lỗi với ông mới đúng. Diệp Phàm giơ ly rượu lên nói. Hai người chạm nhau một cái.
một ngụm uống cạn. Thiếu chủ, quân chủ đại nhân hắn có khỏe không? Đoạn Thiên Bằng dò hỏi. Lục sư phụ rất tốt. Diệp Phàm vừa ăn xiên thịt vừa nói. Mà đôi mắt hoa hồng đỏ hiện lên vẻ kinh dị nhìn Diệp Phàm. Cô ta không nghĩ tới Diệp Phàm không chỉ là đệ tử của lâu chủ Bách Hoa, mà còn là đệ tử của Thiên Sách Chiến Thần. Hơn nữa Thiên Sách Chiến Thần mới chỉ là lục sư phụ của hắn, vậy năm vị sư phụ phía trước hắn có bao nhiêu mưu bức. Đoàn trưởng quân đoàn, đợi lát nữa ăn xong ông có thể trở về quân Thiên Sách, về phần điều lệnh tôi sẽ giúp ông giải quyết. Diệp Phàm nhìn Đoạn Thiên Bằng nói. Được. Đoạn Thiên Bằng gật gật đầu. Đát đát đát. Lúc này, xa xa truyền ra từng đợt tiếng bước chân trầm trọng như sấm, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Dân chúng bốn phía đều bị dọa nhảy dựng. Ánh mắt bọn họ nhao nhao nhìn về phía xa xa, toàn bộ sợ ngây người. Chỉ thấy ở phía xa, ngàn vạn chiến sĩ võ trang đầy đủ, cầm trong tay vũ khí xuất hiện ở đây, bọn họ tạo thành từng phương trận đi về phía đám người Diệp Phàm. Giờ phút này toàn bộ dân chúng đều bị trận chiến này dọa cho trợn tròn mắt. Đoạn Thiên Bằng và Hồng Hoa nhìn thấy những chiến sĩ này. Hai người biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng. Ngược lại, Diệp Phàm lẳng lặng ăn thịt xiên. Không có bất cứ lo lắng gì. Rất nhanh, hơn vạn chiến sĩ tụ tập ở đây, vây xung quanh chật như nêm cối. Phủ Xuyên Vương trả thù nhanh như vậy sao? Diệp Phàm uống xong một ngụm rượu, ánh mắt quét về phía đám người này. Tôi chính là phó chỉ huy sứ chiến khu Tây Bộ Nghiêm Trấn, phụng quân lệnh trưởng quan chiến khu Tây Bộ, mang anh về chiến khu, nếu có phản kháng, trực tiếp giết chết. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc chiến phục nhìn Diệp Phàm lạnh lùng quát. Chiến khu Tây Bộ, thì ra là người của Mục Thiên Lăng. Diệp Phàm cười lạnh. Mời anh lập tức cùng chúng tôi tiến về chiến khu. Nghiêm Trấn nhìn Diệp Phàm quát. Nếu tôi không đi thì sao? Diệp Phàm quét mắt nhìn đối phương. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, hơn vạn chiến sĩ trực tiếp giơ vũ khí trong tay lên về phía Diệp Phàm, tùy thời chuẩn bị bóp cò súng. Một màn này khiến cho sắc mặt những người ăn thịt nướng xung quanh Diệp Phàm trắng bệch, thân thể run rẩy. Mà Diệp Phàm nhìn những người bình thường xung quanh, nhướng mày. Hắn đương nhiên không sợ đám chiến sĩ này nhưng giờ phút này bên cạnh hắn còn có một đám người vô tội. Một khi đánh nhau tất nhiên sẽ tai bay vạ gió. Diệp Phàm cũng không muốn bởi vì hắn mà liên lụy đến người vô tội. Tôi đi theo các người. Sau đó Diệp Phàm nói thẳng. Thiếu chủ. Đoạn Thiên Bằng và Hoa Hồng Đỏ nghe Diệp Phàm nói, khuôn mặt biến đổi. Không có việc gì, hai người trở về trước đi, rất nhanh tôi sẽ trở về. Diệp Phàm thản nhiên nói. Hắn đứng dậy nhìn Nghiêm Trấn, nói, đi thôi. Đưa đi. Nghiêm Trấn kêu lên. Hai vị chiến sĩ lập tức tiến lên muốn áp giải Diệp Phàm. Tôi không thích ai chạm vào mình. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nghiêm Trấn nhìn lướt qua Diệp Phàm một cái. Ý bảo chiến sĩ chuẩn bị áp giải Diệp Phàm lui ra. Anh tốt nhất không nên dở trò gì. Nghiêm Trấn cảnh cáo Diệp Phàm. Tôi cũng phải nhắc nhở ông một câu, mời thần dễ tiễn thần khó. Hiện tại các người đưa tôi đi chiến khu, đến lúc đó muốn cho tôi đi có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm nhìn Nghiêm Trấn nói. Hừ. Mà Nghiêm Trấn hừ, căn bản không đặt lời Diệp Phàm ở trong lòng. Đắc tội với con trai tướng quân Mục. Còn hy vọng sống sót rời khỏi chiến khu phía Tây. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Kế tiếp, Diệp Phàm bị đám người này mang đi đến căn cứ chiến khu Tây Bộ. Chiến khu Tây Bộ, một trong năm chiến khu của Long Quốc, là chiến khu cực kỳ quan trọng ở Long Quốc. Bởi vì chiến khu Tây Bộ nằm sát biên giới nên, từ xưa đã là pháo đài quân sự. Vì vậy, chiến khu Tây Bộ cực kỳ quan trọng đối với Long Quốc. Căn cứ chiến khu Tây Bộ có diện tích hàng chục nghìn mẫu, với 100.000 chiến sĩ đóng quân ở đây. Vào lúc này, ở trung tâm của căn cứ chiến khu Tây Bộ, Mục Thiên Lăng đứng đó, vẻ mặt thay đổi liên tục, thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài căn cứ. Yên tâm, Nghiêm Trấn nhất định sẽ mang thằng nhóc đó trở về. Lúc này, đứng cạnh Mục Thiên Lăng là một người đàn ông trung niên mặc chiến phục, huy hiệu trên vai có 3 ngôi sao vàng. Ông ta là một trong 3 chỉ huy của chiến khu Tây Bộ, Mục Chiến, người giữ cấp bậc tướng quân 3 sao. Chiến khu Tây Bộ có 3 vị chỉ huy, theo thứ tự là Tổng chỉ huy chiến khu Tây Bộ và 2 phó chỉ huy. Mục Chiến là một trong 2 người phó chỉ huy, địa vị và quyền lực rất cao, thậm chí có thể điều động quân Thiên Lang đóng quân ở phía Tây Nam.
Cha, thực lực của thằng nhóc kia không đơn giản, nhỡ đâu Nghiêm Chấn không bắt được cậu ta thì sao? Mục Thiên Lăng lo lắng hỏi. Yên tâm, chỉ cần hắn còn ở phía Tây Nam, hắn sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của cha. Mục Chiến lạnh lùng hét lên. Vài phút sau, đoàn người của Nghiêm Chấn quay về căn cứ chiến khu. Hắn ta trực tiếp dẫn theo Diệp Phàm đến. Là hắn. Mục Thiên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Mục Chiến cũng nhìn về phía Dương Phàm. Tướng quân, thuộc hạ của tôi đã mang mục tiêu đến. Nghiêm Chấn chào Mục Chiến rồi nói. Làm tốt lắm. Mục Chiến bình tĩnh nói. Thằng nhóc, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay tôi. Trước đây không phải cậu rất ngông cuồng sao, còn dám cướp đồ của tôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi. Mục Thiên Lăng nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng. Cậu là đồ vô dụng, không phải chỉ dựa vào cha của anh à. Diệp Phàm không e dè mà mỉa mai. Sau đó hắn nhìn Mục Chiến, ông chắc chắn là cha của cậu ta, cấp bậc tướng quân 3 sao, thân phận khá cao. Nhưng ông là một tướng quân, vì con trai của mình, tự điều động quân đội, không màng đến sự an toàn của người dân, ông làm tướng quân như thế nào vậy? Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khi Diệp Phàm vừa nói xong, tất cả các quan chức cấp cao của chiến khu Tây Bộ đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ cậu nhóc này lại dám khiển trách Mục tướng quân, lá gan cũng lớn quá đi. Cậu đang dạy tôi cách làm việc. Mục Chiến nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lùng nói. Tôi đang nhắc nhở ông. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tốt lắm, tuổi còn trẻ, lá gan cũng lớn, dám dạy bảo trên đầu bản tướng quân. Tôi nghe nói cậu rất giỏi võ, hôm nay bản tướng quân sẽ cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu có thể đánh thắng một người, tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Mục Chiến nói với Diệp Phàm. Đánh ai? Diệp Phàm nhếch môi. Mục Chiến chỉ thẳng vào một người đàn ông ở đằng xa. Người đàn ông này có thân hình vạm vỡ, cao 1m90, mặc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp cực kỳ rắn chắc, cộng với làn da màu đồng, giống như tạo thành từ từng khối nham thạch, chứa đầy sức mạnh bùng nổ. Người đàn ông này đang huấn luyện một nhóm chiến sĩ, giọng nói to rõ, khí thế như muốn xé tan cầu vồng. Hồng Thiên, đến đây. Mục Chiến kêu người này đến. Ông ta ra lệnh một tiếng. Người đàn ông lập tức ngừng huấn luyện, đi về phía Mục Chiến. Tướng quân. Người đàn ông đi đến trước mặt Mục Chiến, cúi chào. Chỉ cần hôm nay cậu có thể đánh bại anh ta, tôi sẽ tha mạng cho cậu. Mục Chiến nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mục Chiến nói xong, tất cả lãnh đạo cấp cao của chiến khu Tây Bộ có mặt ở đây đều rất ngạc nhiên. Ngay cả những chiến sĩ đang huấn luyện ở đằng xa nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Tướng quân muốn tên này thi đấu với huấn luyện viên Hồng. Ông đang nói đùa sao? Thằng nhóc này gầy đến mức sợ là không chịu được một cú đấm của huấn luyện viên Hồng, còn muốn thắng nữa thì đúng là mơ mộng hão huyền. Tôi thấy thằng nhóc này không dám đấu với huấn luyện viên Hồng đâu. Có lẽ cậu ta đã sợ đến mức tè ra quần. Những người lính ở Tây Sân Khu nhìn Diệp Phàm nói nhiều. Lời nói đầy giễu cợt và khinh thường. Hồng Thiên này là huấn luyện viên số 1 của chiến khu Tây Bộ, chiến sĩ của toàn bộ chiến khu Tây Bộ phần lớn đều do anh ta huấn luyện và dạy dỗ, thực lực của anh rất mạnh. Ở chiến khu Tây Bộ, Hồng Thiên được xưng là huấn luyện viên ma quỷ, anh ta căn bản không phải người, thực lực cường đại đến mức kinh người. Mà Diệp Phàm còn trẻ, nhìn rất gầy, hắn không có khả năng là đối thủ của Hồng Thiên. Vì vậy đối với người của toàn bộ chiến khu Tây Bộ thì Mục Chiến đang nói đùa. Đánh bại huấn luyện viên số 1 của chiến khu Tây Bộ. Đây đơn giản là một điều không thể. Ngay cả bản thân Hồng Thiên cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Mục Chiến nói, anh ta nhìn Diệp Phàm, nói thẳng, tướng quân, cậu ta không phải là đối thủ của tôi. Thế nào, dám không? Mục Chiến nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đánh chết anh ta, tôi có phải chịu trách nhiệm không? Diệp Phàm nhìn thoáng qua Hồng Thiên nói. Thằng nhóc, nếu cậu có thể đánh chết tôi, đó là bản lĩnh của cậu. Hồng Thiên nghe Diệp Phàm hỏi vậy, trong mắt anh hiện lên vẻ khinh thường, lạnh lùng hét lên, thậm chí còn có chút giận dữ. Lời nói vừa rồi của Diệp Phàm khiến anh ta cảm thấy như bị khiêu khích. Vậy thì đến đi. Diệp Phàm không nói nhảm nữa, trực tiếp đi tới. Vậy mà cậu ta thật sự dám đấu với huấn luyện viên Hồng. Thằng nhóc này điên à. Tên này sắp tự rước lấy nhục rồi.
Mọi người đoán xem cậu ta có thể chịu được bao nhiêu cú đấm với huấn luyện viên Hồng. Nhiều nhất là một cú đấm. Tôi e rằng một cú đấm cậu ta cũng chịu không nổi. Thằng nhóc này đúng là không biết tự lượng sức mình. Những chiến sĩ ở chiến khu Tây Bắc vừa nhìn Diệp Phàm vừa nghị luận sôi nổi. Vào lúc này, khi Diệp Phàm chuẩn bị đấu với huấn luyện viên ma quỷ của chiến khu Tây Bộ, đã hấp dẫn một lượng lớn chiến sĩ, cùng với tất cả các quan chức cấp cao của chiến khu và người phụ trách đều tập trung ở đây. Bọn họ đều muốn xem ai chán sống muốn đấu với Hồng Thiên, đây không phải là muốn bị ngược đãi sao? Hồng Thiên, chút nữa đừng nương tay, giúp tôi dạy cho cậu ta một bài học, tốt nhất là trực tiếp đánh chết cậu ta. Lúc này, Mục Thiên Lăng dặn dò Hồng Thiên. Khi Hồng Thiên nghe Mục Thiên Lăng nói vậy, đôi mắt anh ta nheo lại, nhìn về phía Mục Chiến, rõ ràng là đang xin chỉ thị. Mục Chiến khẽ gật đầu. Rõ. Hồng Thiên lập tức hét lên. Thủ đoạn này của cha thật là hay, dùng cách này để đối phó với thằng nhóc này, cho dù hắn có chết cũng không phải lỗi của chúng ta. Mục Thiên Lăng nhìn Mục Chiến, cười nói. Tên này có mối quan hệ không đơn giản với Thương hội Thiên Long, cũng có mối quan hệ sâu sắc với hoa hồng đỏ của Bách Hoa Lâu, không có lý do gì để giữ cậu ta lại. Nếu cuối cùng bọn họ thật sự truy cứu thì chỉ cần giao Hồng Thiên ra là xong. Ánh mắt Mục Chiến lóe lên một tia sáng, lạnh lùng nói. Nghe Mục Chiến nói vậy, Mục Thiên Lăng giơ ngón tay cái lên với cha mình. Lúc này, Diệp Phàm và Hồng Thiên đang giằng co ở trung tâm căn cứ. Được bao quanh bởi hàng chục ngàn chiến sĩ và một đám sĩ quan lãnh đạo của chiến khu. Thằng nhóc, có gì ngôn gì thì mau nói đi. Hồng Thiên nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Anh không có tư cách để tôi nói gì ngôn. Diệp Phàm nhìn Hồng Thiên, thờ ơ nói. Ồ, lời nói của Diệp Phàm trực tiếp khiến chiến sĩ xung quanh giật mình, thầm nghĩ tên này ngông cuồng quá rồi phải không? Sắc mặt Hồng Thiên càng thêm lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm, cơ bắp cuồn cuộn, tản ra khí tức cực kỳ hung hãn và áp bức. Lên! Hồng Thiên hét lên như ra lệnh, trực tiếp đánh một cú đấm về phía Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt! Cú đấm của anh ta cực kỳ nhanh, xé rách không gian, phát ra âm thanh răng rắc chói tai. Khi cú đấm của anh ta sắp giáng xuống, một cơn gió dữ dội vọt về phía Diệp Phàm, khiến mọi người có cảm giác bị áp đảo. Thằng nhóc này xong đời rồi. Người ở chiến khu Tây Bộ nhìn thấy cú đấm này của Hồng Thiên, đều cảm thấy Diệp Phàm coi như xong. Hồng Thiên không hề nương tay đánh ra cú đấm này. Toàn bộ chiến khu Tây Bộ này, người duy nhất có thể đỡ được cú đấm này của anh ta chắc chỉ có người đó. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng xảy ra khiến tất cả mọi người ở chiến khu Tây Bộ đều phải kinh ngạc. Chỉ thấy cú đấm áp đảo nặng như núi của Hồng Thiên, chỉ cách Diệp Phàm ba tấc đột ngột dừng lại, không thể tiến thêm được nữa. Sở dĩ cú đấm của anh ta dừng lại là do Diệp Phàm dùng một tay nhẹ nhàng bắt lấy cú đấm của anh ta. Ngay cả bản thân Hồng Thiên cũng không nhìn rõ, làm sao Diệp Phàm lại bắt được nắm đấm của anh ta với tốc độ nhanh như vậy. Với tốc độ và lực lượng cú đấm này của anh ta, cho dù Diệp Phàm có bắt được thì cũng không thể ngăn cản được. Nhưng Diệp Phàm không chỉ bắt được mà còn khiến nắm đấm của anh ta không thể tiến thêm nữa, điều này làm cho Hồng Thiên kinh ngạc đến ngơ ngác. Cậu! Sắc mặt Hồng Thiên thay đổi, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phàm. Anh không thể làm được. Diệp Phàm nhìn Hồng Thiên lắc đầu. Nói xong, hắn thả nắm đấm của đối phương ra và đồng thời đấm ra một cú đấm. Cú đấm của hắn cực kỳ nhanh, chỉ để lại một dư ảnh trước khi đánh vào cơ thể Hồng Thiên. Bang! Ngay lập tức, một tiếng sấm rền vang lên. Hồng Thiên bị nắm đấm của Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất mấy cái rồi nôn ra máu. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, không nói được câu nào đã tắt thở. Lúc này, mọi người đều im lặng. Toàn bộ chiến khu Tây Bộ lặng ngắt như tờ. Tất cả chiến sĩ, các tướng lĩnh đều ngơ ngác, bị sốc nặng. Vẻ mặt Mục Thiên Lăng thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Về phần Mục Chiến, ông ta cau mày, vẻ mặt có chút khó coi. Cậu ta thực sự đã giết huấn luyện viên Hồng ngay lập tức. Sao có thể được? Khi mọi người phản ứng lại, nhìn thấy thi thể của Hồng Thiên, tất cả đều há hốc mồm không tin nổi. Là huấn luyện viên ma quỷ số 1 trong chiến khu Tây Bộ, vậy mà lại bị giết ngay lập tức. Mà người giết anh ta ngay lập tức chỉ là một thằng nhóc gầy gò khoảng 20 tuổi. Nếu không tận mắt chứng kiến thì sẽ không tin được. Huấn luyện viên, huấn luyện viên, huấn luyện viên.
Lúc này, một nhóm chiến sĩ xung quanh nhìn vào thi thể Hồng Thiên hét lên, bọn họ phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mặc dù Hồng Thiên bị chiến sĩ chiến khu Tây Bộ gọi là huấn luyện viên ma quỷ nhưng dù sao anh ta dạy bọn họ đã lâu đương nhiên là có tình cảm. Bây giờ Hồng Thiên bị giết, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy phẫn nộ và sát ý đối với Diệp Phàm. Vào lúc này, trên sân có hàng ngàn chiến sĩ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lùng, giống như một đàn hổ dữ, sẵn sàng xé nát Diệp Phàm bất cứ lúc nào. Tôi đã bảo anh chuẩn bị di ngôn, anh lại không nghe. Nhìn thi thể Hồng Thiên, Diệp Phàm lại nói thêm một câu nữa, suýt chút nữa khiến cho hàng vạn chiến sĩ của chiến khu Tây Bộ nổi điên. Tại sao lại như vậy? Tại sao thực lực của hắn lại mạnh như vậy? Giờ phút này, vẻ mặt Mục Thiên Lăng cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vốn dĩ ông ta cho rằng để Hồng Thiên ra trận, Diệp Phàm chết chắc, nhưng kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán của ông ta. Cha! Mục Thiên Lăng nhìn về phía cha mình. Chàng trai trẻ, tôi thực sự đã xem thường cậu rồi. Lúc này, Mục Chiến nhìn Diệp Phàm nói. Cảm ơn đã khen ngợi. Diệp Phàm vui vẻ tiếp nhận. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt Mục Chiến trở nên lạnh lẽo, trực tiếp ra lệnh. Hai người nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống là Hắc Huyên và Thiết Thủ, một trong 9 long vệ của Long Hồn. Tiếp theo, một máy bay trực thăng khác thả xuống một sợi dây, một đám thành viên Long Hồn túm lấy sợi dây nhanh chóng rơi xuống. Chỉ trong thời gian nháy mắt đã có hơn 100 thành viên Long Hồn đáp xuống đất, vẻ mặt lạnh lùng. Các người là ai? Xuyên Vương nhíu mày nhìn đám người này. Thưa Xuyên Vương, tại hạ là Hắc Uyên, một trong 9 long vệ của Long Hồn. Vị này là Thiết Thủ, cũng là một trong 9 long vệ. Hắc Uyên đi tới trước mặt Xuyên Vương, lên tiếng giới thiệu. Long Hồn, các người do nội các phái tới hỗ trợ bản vương bắt hung thủ sát hại quận chúa. Xuyên Vương lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Hắc Uyên gật đầu. Vậy thì tốt, các người ra tay đi, bắt tên kia lại. Nhân tiện cho bản vương xem sự lợi hại của Long Hồn lực lượng mạnh nhất chiến bộ. Xuyên Vương lập tức nói. Thưa vương gia, không để động vào cậu ấy. Hắc Uyên nói thẳng. Sắc mặt Xuyên Vương trở nên lạnh lùng, mắt nhìn Hắc Uyên đăm đăm, cậu có ý gì? Trước đây chiến bộ đã phái một đội ngũ tới Tây Nam chấp hành nhiệm vụ, kết quả là bị một nhóm cường giả nước ngoài vây giết, tổn thất nặng nề. Hiện tại bọn họ đang ngàn cân treo sợi tóc. Tôi theo lệnh Long Soái đi cứu bọn họ. Hắc Uyên nói. Vậy thì có liên quan gì đến thằng nhãi này? Xuyên Vương lạnh lùng chất vấn. Chỉ có cậu ấy mới có thể đối phó với nhóm cường giả nước ngoài kia, tôi theo lệnh Long Soái tới đưa cậu ấy đi cứu viện. Mong Xuyên Vương đừng gây trở ngại cho nhiệm vụ của tôi, nếu chậm trễ việc cứu viện thì không chỉ khiến Long Quốc uổng mất một đội lính tinh nhuệ, mà còn ảnh hưởng đến uy danh của Long Quốc. Hắc Uyên hờ hững nói. Nghe vậy, đám người Xuyên Vương, Mục Chiến đều biến sắc. Cậu đang uy hiếp bản vương đấy à? Xuyên Vương lạnh lùng nhìn Hắc Uyên. Không dám. Hắc Uyên cúi đầu. Nếu bản vương không thả cậu ta đi thì sao? Xuyên Vương lạnh lùng nói. Thống soái chiến khu Tây Bộ Nguyên Hạo nghe lệnh. Hắc Uyên lập tức hô. Có Nguyên Hạo. Nguyên Hạo bước lên, đáp. Long soái có lệnh, lệnh cho ông đảm bảo hành động cứu viện lần này tiến hành thuận lợi. Nếu ai dám làm chậm trễ việc cứu viện thì bắt hết. Hắc Uyên dứt khoát lấy lệnh bài Long Soái ra lệnh cho Nguyên Hạo. Rõ. Nguyên Hạo gật đầu, sau đó nhìn đám người Xuyên Vương, mời vị xin vui lòng lùi lại. Ông dám ra lệnh cho bản vương. Xuyên Vương sầm mặt nhìn Nguyên Hạo. Nếu Xuyên Vương không lùi lại, vậy thì thứ lỗi cho chúng tôi vô lễ. Người đâu, bắt hết toàn bộ. Nguyên Hạo ra lệnh. Một đám chiến sĩ của chiến khu Tây Bộ lập tức xông tới chỗ Xuyên Vương và người của ba sở cùng quân Ngự Lâm. Các người muốn tạo phản sao? Sắc mặt Xuyên Vương tối sầm, lạnh lùng quát. Chúng tôi chỉ đang thi hành mệnh lệnh của Long Soái, xin thứ lỗi. Nguyên Hạo nói thẳng. Người của ba sở và quân Ngự Lâm đều biến sắc, nhưng không phản kháng. Một khi bọn họ nảy sinh xung đột với chiến khu Tây Bộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Thống soái. Ông làm gì thế? Ông muốn làm trái ý chỉ của nội các và triều đình sao? Mục Chiến trầm giọng hỏi Nguyên Hạo. Vậy ông muốn làm trái mệnh lệnh của Long Soái sao? Mục Chiến, ông phải nhớ kỹ mình là lính của ai? Nếu ông không rõ, vậy thì đừng làm phó thống soái nữa. Nguyên Hạo khiển trách Mục Chiến.
sắc mặt Mục Chiến thay đổi, hết sức khó coi. Chúng ta đi thôi. Hắc Uyên đi tới trước mặt Diệp Phàm rồi nói. Không được. Diệp Phàm lắc đầu. Vì sao? Hắc Uyên thắc mắc. Lúc trước tới đây tôi đã nói mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Đã đưa tôi tới đây, muốn bảo tôi đi thì không dễ như vậy đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vậy cậu muốn sao? Hắc Uyên dò hỏi. Tôi muốn ba con bọn họ quỳ xuống xin lỗi tôi. Diệp Phàm đưa mắt nhìn cha con Mục Chiến và Mục Thiên Lăng. Hắn nói xong, mọi người giật mình. Tên này muốn bắt phó thống soái của chiến khu Tây Bộ, tướng quân ba sao Mục Chiến quỳ xuống xin lỗi hắn. Hắn bị điên à? Ngay cả Hắc Uyên cũng thay đổi sắc mặt, chuyện này. Nếu ông ta không chịu xin lỗi, thì hôm nay tôi không đi. Diệp Phàm bĩu môi. Nhãi danh, cậu đừng ngông quá mức. Mục Chiến chỉ vào Diệp Phàm quát. Hai người quỳ xuống xin lỗi cậu ấy đi. Hắc Uyên chỉ vào Mục Chiến và Mục Thiên Lăng và ra lệnh. Gì cơ? Cậu bắt bản tướng quân quỳ xuống xin lỗi cậu ta á? Cậu đang đùa đấy à? Mục Chiến sầm mặt nhìn Hắc Uyên. Tức thì trên người Hắc Uyên phát ra một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ, đè ép ba con Mục Chiến. Hai ba con nhà này bị đè xuống đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu hai người không làm theo thì xử theo quân pháp. Hắc Uyên lập tức quát. Anh ta nói xong, uy áp trên người càng lúc càng mạnh, đè ép hai ba con này không thở nổi, Mục Thiên Lăng có cảm giác ngạt thở. Mục Chiến nhìn tình trạng của con trai, đành phải cắn răng nói với Diệp Phàm, xin. Xin lỗi. Mục Chiến đã xin lỗi, dưới áp lực đáng sợ này, Mục Thiên Lăng cũng buộc phải xin lỗi Diệp Phàm. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai ba con nhà này, biểu cảm khác nhau. Được chưa? Hắc Uyên liếc Diệp Phàm. Nhớ cho kỹ, tốt nhất là sau này đừng chọc vào tôi. Nếu không, không chỉ quỳ xuống xin lỗi đơn giản như vậy đôi, mà là chết đấy. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hai ba con nhà này, sau đó đi thẳng ra ngoài. Sau khi Diệp Phàm rời đi, sắc mặt Mục Chiến cực kỳ khó coi, hai tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay chảy máu. Lúc này trong lòng ông ta ngùn ngụt lửa giận, muốn cắn nuốt tất cả. Ông ta đường đường là phó thống soái chiến khu Tây Bộ, tướng quân có tướng hàm ba sao, vậy mà lại bị ép quỳ xuống xin lỗi một thanh niên trước mặt mọi người. Đối với ông ta mà nói, chuyện này vô cùng nhục nhã. Hiện tại tôn nghiêm và thể diện của ông ta đã mất sạch rồi. Mà nỗi hận Diệp Phàm cũng lên đến tột đỉnh. Mục Chiến thể nhất định phải khiến Diệp Phàm trả giá đắt. Nguyên Hạo, bản vương nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Xuyên Vương trơ mắt nhìn Diệp Phàm một lần nữa rời đi trước mặt mình, trong lòng cũng bừng bừng lửa giận. Ông ta lạnh lùng lườm Nguyên Hạo, sau đó dẫn người bỏ đi. Cung tiễn vương ra. Nguyên Hạo chắp tay nói, liếc Mục Chiến một cái rồi rời đi. Thống soái, tên Mục Chiến kia mất hết mặt mũi rồi, e là sau này ông ta không thể đặt chân ở chiến khu Tây Bộ nữa. Lúc này, sĩ quan phụ tá của Nguyên Hạo kích động nói. Cấp cao của chiến khu Tây Bộ đều biết Mục Chiến vẫn luôn không phục Nguyên Hạo, ỷ mình có người ở đế đô nên không coi thống soái Nguyên Hạo ra gì. Hai người cũng đấu đá trong sáng ngoài tối từ rất lâu rồi, lần này Mục Chiến bị mất mặt như vậy, sĩ quan phụ tá của Nguyên Hạo vui như mở cờ trong bụng. Mục Chiến cực kỳ mưu mô, không dễ bị đánh gục như vậy đâu. Cậu phái người theo dõi ông ta, quan sát xem tiếp theo ông ta muốn làm gì. Mục Chiến nhíu mày nói. Rõ. Sĩ quan phụ tá gật đầu. Còn nữa, bây giờ cậu lập tức đi điều tra rõ nhóm cường giả nước ngoài kia chui ra từ đâu. Ở khu vực trực thuộc chiến khu Tây Bộ lại xuất hiện một nhóm cường giả nước ngoài như thế, còn giết người của chiến bộ, đây là đang đánh vào mặt chiến khu Tây Bộ chúng ta. Lập tức truyền lệnh của tôi, phong tỏa Tây Nam, thông báo cho chiến lang lập tức ra tay cho đám người nước ngoài kia biết chiến khu Tây Bộ chúng ta không dễ chọc. Nguyên Hạo đưa ra từng mệnh lệnh. Rõ. Sĩ quan phụ tá gật đầu. Mà lúc này, Diệp Phàm đã theo đám Hắc Uyên ngồi xe quân đội lao như bay đến nơi nào đó. Các anh muốn đưa tôi đi đâu? Diệp Phàm ngồi trên xe, thờ ơ hỏi. Trước đó quân đao và người của tiểu đội Long Hồn bị cường giả nước ngoài vây giết, quân đao bị bắt, các thành viên khác của Long Hồn bị bao vây trong một ngọn núi. Bây giờ chúng ta đi cứu viện. Hắc Uyên trả lời. Chuyện này các anh làm là được rồi mà, không cần dẫn theo tôi. Diệp Phàm bĩu môi.
Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa xác định rốt cuộc đối phương có bao nhiêu người, thực lực mạnh cỡ nào. Hơn nữa, đối phương đã dám quang minh chính đại ra tay với Long Hồn thì ắt nắm chắc 100%. Lần này bọn họ đến, khí thế nhất định không nhỏ. Để bảo đảm không xảy ra sơ sót, Long Soái dặn chúng tôi nhất định phải dẫn theo cậu, không thì chúng tôi đã chẳng cố ý chạy tới cứu cậu. Hắc Uyên nói, các anh không đến thì bọn họ cũng chẳng làm gì được tôi. Diệp Phàm phản bác, tất nhiên là tôi biết, nhưng cậu sẽ vì chuyện này mà mang tội phản quốc, đến lúc đó cậu định đối địch với cả Long Quốc à? Cậu thì không sao, nhưng những người bên cạnh cậu có thể bình yên không? Hắc Uyên nói, Diệp Phàm nhíu mày, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Trước đó hắn chỉ nghĩ cùng lắm thì trở về núi Cửu Long. Ở đó có đại sư phụ và 6 vị sư phụ khác, không ai có thể làm gì hắn. Nhưng hắn chưa từng suy xét đến những người bên cạnh hắn, ví dụ như Sở Sở hay Bách Hoa Lâu, Điện Long Vương và Quân Thiên Sách phải làm sao. Hắn chưa từng nghĩ cho họ. Lần này, chỉ cần cậu giúp chúng tôi cứu nhóm quân đao ra ngoài, một lưới bắt hết đám người nước ngoài kia, thì cậu sẽ lập được công lớn. Đến lúc đó, Long Soái sẽ nói giúp cậu, phía Xuyên Vương và Mục Chiến cậu cũng không cần lo. Hắc Uyên trầm giọng nói. Thôi được, tôi sẽ giúp các anh một lần. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó, bọn họ đi đến một ngọn núi lớn nào đó ở Tây Nam. Cùng lúc đó, ở Tây Nam xuất hiện nhiều thế lực thần bí. Một tràng sát cơ càng lớn hơn đang ấp ủ. Tại một đỉnh núi nào đó ở khu vực Tây Nam. Một trận đại chiến đang được diễn ra. Khoảng chừng 30 người mình đầy thương tích, trên người mặc đồng phục giống nhau đang đại chiến với 5-60 người nước ngoài không cùng màu da. 30 người này là thành viên của Long Hồn. Những người nước ngoài kia là cường giả tinh nhuệ tới từ chiến bộ của 8 nước. Lần này, 8 nước vì phá hủy căn cứ quân sự thành lập ở khu vực Tây Nam của chiến bộ Long Quốc vì mục đích hỗ trợ chiếm đánh, chiến bộ của mỗi nước đã tập trung những cường giả tinh nhuệ nhất, tất cả bọn họ đều trên nhân cảnh, cộng lại cũng phải hơn 1000 người. Đội ngũ hơn 1000 người này phân tán lẻn vào Tây Nam, chuẩn bị ra tay với căn cứ quân sự Tây Nam, mục đích phá hủy các loại vũ khí do Long Quốc nghiên cứu chế tạo. Nhưng không ngờ bọn họ lại nhận được tin tức chiến bộ Long Quốc đã phái ra Long Hồn, vì đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, bọn họ trực tiếp ra tay với đội ngũ Long Hồn. Cũng bởi vậy mà hai bên đã nổ ra một trận đại chiến. Bên phía Long Hồn, bởi vì trước đó cũng không biết tới tinh nhuệ 8 nước lẻn vào, hơn nữa nhân số của hai bên chênh lệch quá lớn, đội quân bị thương, tổn thất nặng nề. Thành viên của 4 tiểu đội Long Hồn, cuối cùng chỉ còn lại có chừng 30 người này. Trốn trong dãy núi này nhưng cuối cùng vẫn bị chiến bộ của 8 nước tìm được. Hai bên lại tiếp tục đánh nhau, chém giết vô cùng kịch liệt. Trải qua một trận chém giết, thành viên của Long Hồn đều vết thương chồng chất, trong đó còn có nhiều người ngã trên mặt đất. Lúc trước nghe nói Long Hồn rất lợi hại, bây giờ có vẻ cũng chẳng có gì nổi bật. Người Long Quốc đúng là rác rưởi, xem ra số phận bị 8 nước chiếm đoạt là cái chắc rồi. Không bao lâu nữa. Mảnh đất này sẽ trở thành thuộc địa của 8 nước chúng ta, còn dân Long Quốc cũng sẽ trở thành nô lệ. Lúc này, một vị cường giả Lưu Ly Quốc nhìn thành viên của Long Hồn, châm chọc nói. Đúng vậy, người Long Quốc bọn họ chính là một đám phế vật. Một cường giả khác của Anh Quốc không chút khách khí nói. Thành viên của Long Hồn nghe được những lời châm biếm của đối phương, tất cả đều vô cùng căm hận, trong mắt như phun lửa nhìn chằm chằm về phía đối diện. Không được sỉ nhục Long Quốc. Các anh em, giết chết bọn họ, để cho họ biết sự lợi hại của Long Quốc chúng ta. Lúc này, một thành viên Long Hồn hét lớn. Hắn trực tiếp vùng vũ khí lao về phía đám người ngoại quốc. Giết! 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 Những thành viên còn lại của Long Hồn cũng hô vang, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận, bọn họ cầm vũ khí trong tay xông về phía quân địch. Lúc này, 20-30 thành viên Long Hồn đều điên cuồng. Ai nấy đều sát ý ngút trời, bọn họ muốn cho đám người ngoại quốc này biết thực lực chân chính của Long Quốc. Tất cả đều liều mạng, khiến cho 8 nước tinh nhuệ này trở tay không kịp, thương vong hơn 10 người. Giết bọn họ. Vẻ mặt của cường giả Anh Quốc trầm xuống, ánh mắt lóe ra tức giận, hét lớn. Lúc này, cường giả 8 nước này mới kịp hoàn hồn, nhao nhao vùng vũ khí giết tới. Mặc dù... Ngay từ đầu thành viên Long Hồn dựa vào khí thế điên cuồng và liều mạng của bọn họ, giết không ít người trong đội đối phương.
nhưng sau khi người của tám nước phản ứng lại, bọn họ dựa vào người đông thế mạnh lần nữa chiếm thế thượng phong. Mà thành viên Long Hồn ai cũng đã bị thương, trải qua một trận đại chiến, sức cùng lực kiệt, bọn họ bắt đầu bị đối phương áp chế, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Bịch bịch bịch. Rất nhanh, tất cả thành viên Long Hồn đã bị đánh bay ngược ra ngoài, từng người ngã trên mặt đất hộc máu, thương thế nghiêm trọng, đương nhiên đội ngũ của tám nước kia cũng có mấy người bị thành viên Long Hồn đưa xuống địa ngục. Đám rác rưởi chết tiệt chúng mày, đi chết đi. Một vị cường giả Lưu Ly Quốc tức giận, tay cầm dao đâm về phía thành viên của Long Hồn, hắn ta muốn giết hết. Kẻ nào dám động đến Long Hồn, muốn chết. Lúc này, tiếng quát lạnh lẽo truyền đến. Một bóng người lao nhanh tới, bàn tay đeo bao tay kim loại bàn tay đột nhiên giáng xuống, đánh thẳng lên người vị cường giả của Lưu Ly Quốc, khiến cơ thể hắn ta nổ tung. Người này chính là Thiết Thủ, một trong cửu đại Long Vệ. Thiết Thủ đại nhân. Đám thành viên Long Hồn nhìn Thiết Thủ xuất hiện thì kích động hô lên. Phút phút phút. Hắc Uyên, Diệp Phàm và các thành viên Long Hồn khác đều xuất hiện. Viện binh của chúng ta tới rồi. Lúc này, thành viên Long Hồn nằm trên mặt đất bị thương, trái tim căng thẳng rốt cục cũng được thả lỏng. Mà đội quân của tám nước kia nhìn Hắc Uyên, đám người Thiết Thủ xuất hiện, ai nấy đều nhướng mày. Nói ra thân phận và mục đích lần này tới Long Quốc, tôi có thể để cho các người được chết toàn thây. Thiết Thủ nhìn chăm chú vào đám người với vẻ mặt không cảm xúc. Thiết Thủ đại nhân, bọn họ chính là người của chiến bộ tám nước Lưu Ly Quốc, Anh Quốc. Một thành viên Long Hồn đang bị thương lên tiếng. Nghe vậy, vẻ mặt Hắc Uyên và Thiết Thủ đều thay đổi. Cường giả tám nước chiến bộ tập trung ở Tây Nam, các người muốn làm gì? Hắc Uyên lạnh lùng nhìn đám người đối diện. Có thể khiến cho cường giả tám nước kéo về đây, mưu đồ của bọn họ chắc chắn không đơn giản. Rút lui. Một vị cường giả Lưu Ly Quốc ra lệnh. Đội quân tinh nhuệ của tám nước phải rút lui, hôm nay viện binh của Long Quốc tới, nếu cứ đánh tiếp, người chết chỉ có thể là bọn họ. Giết người Long Hồn còn muốn đi. Thiết Thủ vẻ mặt lạnh lùng nói, ông ta trực tiếp xông lên, tấn công điên cuồng về phía quân địch. Hắc Uyên và các thành viên Long Hồn khác cũng lao tới. Diệp Phàm vẫn chưa ra tay, đám người này không cần tới hắn đối phó. Hắn trực đi thẳng tới chỗ thành viên Long Hồn bị thương, rút châm bạc đâm xuống. Khi Hắc Uyên và Thiết Thủ bắt được toàn bộ tám người kia, Diệp Phàm cũng đã chữa khỏi cho thành viên Long Hồn bị thương. Cảm ơn. Đám thành viên Long Hồn nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt cảm kích nói. Nói, rốt cuộc các người có mục đích gì? Lúc này, Hắc Uyên túm lấy một cường giả Anh Quốc ép hỏi. Ngày tận thế của Long Quốc sắp tới rồi. Phụt. Gã cường giả Anh Quốc cười to một tiếng rồi cắn lưỡi tự sát. Hắc Uyên nhướng mày, ném người này trên mặt đất, những người còn lại cũng bị giết chết. Tám nước kia muốn làm gì? Thiết Thủ nhìn Hắc Uyên với vẻ mặt nghi ngờ. Cường giả chiến bộ của cả tám nước đều tập trung về đây, chắc chắn bọn họ có mưu đồ gì đó. Chúng ta phải nhanh chóng làm rõ mục đích của đối phương. Hắc Uyên nghiêm túc nói. Hắc Uyên đại nhân, lúc trước chúng tôi đánh nhau với bọn họ, nghe họ nhắc tới hai chữ lĩnh nam, không biết là có ý gì. Lúc này, vị đội trưởng tiểu đội Long Hồn vừa mới khôi phục vết thương tiến lên nói với Hắc Uyên. Lĩnh Nam. Ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ. Chẳng lẽ là... Đột nhiên, Hắc Uyên nghĩ đến điều gì đó, đồng tử co rút lại, gương mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Là gì? Thành viên Long Hồn ở đây đều nhìn về phía Hắc Uyên. Núi Lĩnh Nam, bên trong núi Lĩnh Nam là một căn cứ quân sự cấp SSS. Ở đó có vũ khí kiểu mới nhất được Long nghiên cứu phát triển. Nơi đó là một trong số ít căn cứ quân sự cấp SSS của Long Quốc, đồng thời cũng là lực lượng quân sự quan trọng của để bảo vệ biên giới phía Tây Nam. Hắc Uyên nghiêm túc nói. Ý cậu mục đích của họ là căn cứ quân sự này. Thiết Thủ khiếp sợ nói. Đúng vậy, Lưu Ly Quốc đã xé bỏ ước định năm đó với chiến thần Thiên Sách, năm nước kia chắc chắn sẽ lại ra tay với Long Quốc. Hơn nữa bọn họ còn tìm thêm ba quốc gia khác gia nhập, hợp thành liên quân tám nước, ít ngày nữa sẽ khai chiến với Long Quốc. Khu vực Tây Nam là tuyến biên giới giữa mấy nước, lúc này bọn họ muốn hủy diệt căn cứ quân sự sẽ gây ra thiệt hại rất lớn ở phòng ngự biên giới Long Quốc. Đến lúc đó bọn họ lại nhân cơ hội xuất binh từ Tây Nam sẽ tràn ngập nguy cơ, một khi Tây Nam mất đi, cánh cửa Long Quốc như mở rộng cho kẻ địch, khi đó nguy hiểm sẽ trải rộng toàn bộ Long Quốc.
Hắc Uyên phân tích. Nghe Hắc Uyên phân tích xong, trong lòng Thiết Thủ và một đám thành viên Long Hồn đều run lên, toàn thân toát cả mồ hôi lạnh. Bọn họ không ngờ lần này cường giả chiến bộ của tám nước tề tụ ở đây lại có mưu đồ lớn như vậy. Ngay cả Diệp Phàm nghe xong cũng nhướng mày. Hắn thân là một người của Long Quốc, lại được Lục sư phụ yêu nước hun đúc, đương nhiên không muốn nhìn lãnh thổ nước mình bị nước khác xâm lược, khiến Long Quốc rơi vào hoàn cảnh sinh linh đồ thán. Huống chi, Lưu Ly Quốc đã xé bỏ minh ước, phần lớn nguyên nhân là vì hắn, bởi vậy Diệp Phàm càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đã như vậy còn phí lời làm gì, nhanh đi núi Lĩnh Nam. Lúc này, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mọi người lập tức liên hệ chiến bộ, nói cho Long Suất biết chuyện này, liên lạc cho thống soái chiến khu Tây Nam, bảo ông ấy để thủ binh căn cứ quân sự núi Lĩnh Nam đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho đám người nước ngoài kia hủy diệt căn cứ quân sự. Chúng ta đi. Hắc Uyên dặn dò đám thành viên Long Hồn xong, bọn họ lập tức đi về hướng núi Lĩnh Nam. Núi Lĩnh Nam. Phía tây nam của quận Thiên Thục là một ngọn núi chưa từng bị khai phá. Mà ở sâu bên trong ngọn núi lại là một khu căn cứ quân sự cấp SSS. Long Quốc có rất nhiều căn cứ quân sự, được chia thành 3 cấp bậc SSS, SSS. Cấp bậc càng cao thì căn cứ quân sự càng đáng sợ, các loại vũ khí quân sự được nghiên cứu và cất giấu ở bên trong càng nhiều. Căn cứ quân sự ở dãy núi Lĩnh Nam này là căn cứ lớn nhất ở khu vực phía tây nam của Long Quốc, cũng là lực lượng quân sự quan trọng bảo vệ biên giới Tây Nam. Để bảo vệ căn cứ quân sự này, chiến khu Tây Nam đã phái 3 vạn người được trang bị võ trang đầy đủ trấn thủ. Khu vực Tây Nam vốn có chiến khu Tây Bộ và quân Thiên Sách trấn giữ, chỉ cần có chuyện thì hai bên sẽ xuất quân khi có yêu cầu, vậy nên căn cứ quân sự này có 3 vạn người canh giữ là đủ. Hơn nữa phía Long Quốc cũng chưa bao giờ nghĩ có người dám tấn công căn cứ quân sự này. Dù sao muốn phá hủy một căn cứ quân sự cao cấp trong lãnh thổ Long Quốc cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ, chuyện này lại thật sự xảy ra. Dưới sự xúi dục của Lưu Ly Quốc, chiến bộ của tám nước đã phái ra những cường giả tinh nhuệ, hợp thành một đội ngũ nhằm mục đích phá hủy căn cứ quân sự. Lúc này đã là ban đêm, ánh trăng chiếu rọi núi Lĩnh Nam. Trong núi là một mảng yên tĩnh. Nhưng trong rừng rậm rạp này, khắp nơi đều là giết chóc. Vài phút sau, 8 bóng người tản ra hơi thở đáng sợ tập trung tại đây. Bọn họ chính là thủ lĩnh của đội ngũ quân tinh nhuệ do 8 nước phái tới. Thực lực của 8 người đều vô cùng đáng sợ. Lính gác vòng ngoài đã bị giải quyết toàn bộ. Tất cả tín hiệu của núi Lĩnh Nam đều đã bị người ta gây nhiễu sóng trước rồi. Cường giả thủ lĩnh Lưu Ly Quốc lạnh lùng nói. Gây nhiễu sóng tín hiệu trước. Lẽ nào Lưu Ly Quốc đã sớm phái người tới? Thủ lĩnh của 7 nước còn lại ngạc nhiên nói. Không, là nội ứng của Lưu Ly Quốc ở Tây Nam làm, hơn nữa hiện tại bọn họ đã phong tỏa tất cả những con đường đi tới núi Lĩnh Nam, cho dù người bên phía Long Quốc phát hiện, nội ứng cũng sẽ kéo dài, giữ chân bọn họ, tranh thủ đủ thời gian cho chúng ta. Người dẫn đầu Lưu Ly Quốc lạnh lùng nói. Lưu Ly Quốc các ngươi đúng là lợi hại. Cường giả Anh Quốc cười nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, lập tức hành động. À, tên kia thế nào rồi? Có khống chế được không? Hắn chính là nhân tố quyết định để chúng ta phá hủy căn cứ quân sự này. Lúc này, thủ lĩnh của Lưu Ly Quốc nhìn cường giả Man Quốc nói. Yên tâm, hắn đã bị vu cổ của Vu Môn Man Quốc khống chế, sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Gã cầm đầu Man Quốc tự tin nói. Vậy thì được, hành động đi. Thủ lĩnh Lưu Ly Quốc lớn giọng, bọn họ bắt đầu hành động. Lối vào núi Lĩnh Nam. Hơn 1.000 người tập trung ở đây, tất cả đều mặc đồ đen, tay cầm đại đao. Khí thế của mỗi người đều sắc bén. Mọi người nghe cho kỹ, nhiệm vụ lần này chính là ngăn cản bất kỳ kẻ nào vào núi. Chỉ cần đêm nay nhiệm vụ hoàn thành, bang chủ nói, mỗi người ban thưởng 100 vạn. Thủ lĩnh của đám người mặc đồ đen lên tiếng. Nghe được thưởng 100 vạn, ai nấy đều lộ ra vẻ kích động. Rõ. Tất cả đều hô lên. Phút phút phút. Rất nhanh, từng chiếc phi cơ trực thăng xuất hiện. Cửa khoang mở ra, Diệp Phàm, Hắc Uyên và Thiết Thủ nhảy thẳng xuống rồi vững vàng tiếp đất, những thành viên khác của Long Hồn cũng lần lượt theo sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của đám người mặc đồ đen khựng lại. Các người là ai? Tránh ra. Nhìn hơn 1.000 người chặn trước lối vào núi, Hắc Uyên quát lớn. Đêm nay, ai cũng không thể vào núi, kẻ nào làm trái, giết.
thủ lĩnh của đám người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Các người có biết, phí lời với bọn họ làm gì? Thiết thủ đang định lên tiếng, Diệp Phàm đã xông tới, trên người hắn tản ra một cỗ năng lượng khủng bố, trực tiếp đánh bay đám người ra ngoài. Những người khác còn chưa phản ứng kịp thì Diệp Phàm đã vào trong núi Lĩnh Nam. Lúc này, đám người Hắc Uyên lần lượt ra tay rồi xông ra ngoài. Ngăn bọn họ lại. Gã thủ lĩnh hô lên, người của hắn cầm đao chặn đám Hắc Uyên lại. Ngay khi Long Hồn đang chém giết đá người cầm đao, Diệp Phàm dùng tốc độ nhanh nhất, đi sâu vào trong núi Lĩnh Nam. Nơi này có một tòa căn cứ quân sự khổng lồ. Căn cứ quân sự này nửa trên mặt đất, nửa dưới lòng đất. Toàn bộ căn cứ được xây dựng không gì phá nổi, chỉ có một cánh cổng ở giữa, được chế tạo đặc biệt nặng 5 tấn cho phép ra vào. Nhưng lúc này, cánh cửa đã bị mở ra, thi thể chiến sĩ nằm la liệt trên mặt đất, tiếng chém giết từ bên trong truyền ra. Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại, hắn trực tiếp vọt vào. Bên trong căn cứ quân sự, cường giả 8 nước đang điên cuồng chém giết những chiến sĩ đóng quân. Bởi vì trong căn cứ có rất nhiều vũ khí quan trọng, không thể nổ súng. Một khi nổ súng thì rất có khả năng hư hại thậm chí là kích nổ những vũ khí tên lửa đạn đạo, lúc đó, hậu quả gây ra là không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nên chiến sĩ trong căn cứ chỉ có thể cầm vũ khí lạnh để đối phó với đội quân tinh nhuệ của 8 nước kia. Nhưng nếu đấu vũ khí lạnh, đám chiến sĩ đóng quân ở căn cứ căn bản không phải là đối thủ với cường giả được chiến bộ 8 nước tỉ mỉ lựa chọn. Mặc dù căn cứ này có 3 vạn binh lính, nhưng vẫn khó có thể chống cự nổi cường giả được phái tới. Từng người chết thảm. Nhưng để bảo vệ căn cứ này, chiến sĩ vẫn không ngừng xông lên, bọn họ phải ngăn cản cường giả của 8 nước xâm lấn. Các người ngăn bọn họ lại, chúng ta đi. Sau một hồi chém giết, 8 cường giả liếc nhìn nhau, bọn họ để những người khác chiến đấu với đám lính ở căn cứ. Mà bọn họ thì thông qua thực lực mạnh mẽ, vòng qua lớp phòng hộ của những chiến sĩ để đi thẳng vào sâu bên trong căn cứ, nơi cất giữ vũ khí quan trọng nhất của căn cứ quân sự. Phút. Lúc này, Diệp Phàm xuất hiện, hắn nhìn quanh một lượt, ánh mắt hiện ra tia sắc lạnh. Dưới sự soi sáng của Lục sư phụ, Diệp Phàm rất chán ghét những người nước ngoài sang xâm lược Long Quốc. Nhìn người của 8 nước kia đang trắng trợn tàn sát chiến sĩ Long Quốc, ánh mắt hắn tràn đầy sát khí. Hắn vung thanh kiếm ngắn màu đen rồi xông tới. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm vung kiếm khiến mười mấy chiến sĩ cường giả của 8 nước ngã xuống. Kế tiếp. Một mình Diệp Phàm cua kiếm màu đen, điên cuồng chém giết đám cường giả này. Chỉ trong vòng một phút, cường giả của 8 nước lần lượt bị Diệp Phàm giết chết. Cảnh tượng này khiến những người lính có mặt phải khiếp sợ. Tít tít tít. Ngay lúc này, còi báo động đột nhiên vang lên. Không xong, có người đột nhập vào căn cứ. Vẻ mặt của người phụ trách căn cứ lập tức thay đổi, trực tiếp xoay người đi vào sâu trong căn cứ. Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Hắn dùng tốc độ như tia chớp xông vào bên trong. Ở sâu trong căn cứ có một kho quân sự, ở đó cất giữ các loại vũ khí đạn đạo mà Long Quốc mới nghiên cứu phát triển ra. Lúc này, 8 gã thủ lĩnh kia đã vào bên trong, bọn họ chuẩn bị phá hủy toàn bộ kho vũ khí. Chỉ cần hủy toàn bộ những thứ này, lực lượng quân sự của Long Quốc sẽ tổn thất nặng nề, tới lúc đó liên minh 8 nước chúng ta sẽ xuất quân, nắm trọn Long Quốc trong lòng bàn tay. Gã thủ lĩnh của Lưu Ly Quốc nói với vẻ đầy phấn khích. Ánh mắt của những gã còn lại cũng lộ ra vẻ kích động, bọn họ trực tiếp lao về kho vũ khí. Từ khi nào mà đám kiến hôi chúng mày cũng dám giễu võ dương oai trên Trung Quốc rộng lớn, mênh mông của bọn ta thế? Chợt, một giọng nói lạnh lùng, vô tình vọng tới. Khoảnh khắc giọng nói đó truyền tới tai 8 người kia, linh hồn của họ lập tức run lên bần bật. Họ đồng loạt quay đầu. Đập vào mắt là một chàng trai trẻ tuổi đang đứng ngay trước mặt họ. Chàng trai ấy chính là Diệp Phàm. Đâu ra thằng nhà quê này vậy, cút ngay. Đầu lĩnh của Anh Quốc nhìn Diệp Phàm, nói với giọng khinh thường. Năm đó liên minh 5 nước mấy người bị chiến thần thiên sách tẩn cho một trận nhưng chắc vẫn chưa biết sợ phải không? Thế nên bây giờ mới dám thành lập ra liên minh quốc tế 8 nước này, đúng là không sợ chết mà. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hừ. Chiến thần thiên sách đã chết từ lâu rồi, có gì mà phải sợ chứ? Trên mặt đầu lĩnh Man Quốc để lộ biểu cảm khinh bỉ. Hừ! Trong mắt Diệp Phàm lập tức lóe lên tia sáng sắc lạnh, hắn khẽ bật người một cái, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt đầu lĩnh của Man Quốc. Hắn dùng một tay bóp lấy cổ đối phương,
nhấc bổng lên trời, vừa nói bằng giọng hờ hững, dù tám nước chúng mày có bị diệt vong thì chiến thần thiên sách cũng sẽ không chết. Giác! Dứt lời, Diệp Phàm lập tức bẻ gãy cổ tên đó. Hành động này đã khiến bảy tên còn lại biến sắc. Phải biết rằng thực lực của cả thầy tám người bọn họ đều đã tới bán bộ thiên cảnh, thậm chí nếu bắt tay hợp tác với nhau thì hoàn toàn có thể đấu tay đôi với cường giả thiên cảnh. Thế mà Diệp Phàm chỉ cần một khoảnh khắc đã giết chết một cường giả bán bộ thiên cảnh, thử hỏi sao họ lại không khiếp sợ cho được. Mấy người cản cậu ta, chuyện phá hủy đống vũ khí kia cứ giao cho tôi. Đúng lúc này, đầu lĩnh Lưu Ly Quốc hét lên. Sau đó lập tức phóng như bay về phía đống vũ khí kia, sáu người còn lại cũng tức tốc tung chiêu tấn công Diệp Phàm. Quả thật thực lực của Diệp Phàm đã dọa họ sợ chết khiếp, nhưng họ vẫn sẽ chẳng chút do dự mà ra tay với hắn. Bởi vì mục đích của họ lần này là phải phá hủy bằng được khu căn cứ quân sự trước mắt, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì dù có toàn mạng trở về cũng sẽ bị xử phạt theo quân pháp thôi. Vụt! Ngay lúc tên đầu lĩnh Lưu Ly Quốc kia móc ra một quả bom đặc chế, chuẩn bị dùng nó để phá hủy số vũ khí này, thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người sừng sững, toát lên khí thế vô cùng hung ác. Người nọ mặc một thân chiến phục, đôi mắt tựa như một con sói dữ, hung tợn đến đáng sợ, thậm chí còn tản mát ra hơi thở khiến người khác tim đập chân run. Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, tới cả đầu lĩnh Lưu Ly Quốc cũng không kiềm được mà run rẩy, toàn bộ thần kinh trên người căng lên như dây đàn vì cảm nhận được rằng đang có nguy hiểm cực lớn lại gần. Tránh ra! Đầu lĩnh của Lưu Ly Quốc hét lớn, không chút do dự mà tung đòn đánh về phía đối phương. Ầm! Người mặc chiến phục vung quyền đánh trả, đấm bay tên đầu lĩnh Lưu Ly Quốc ra xa mấy mét, quả bom trong tay cũng rơi xuống, bị người mặc chiến phục kia bắt được. Khụ! Đầu lĩnh Lưu Ly Quốc nằm vật ra đất, phun ra một vũng máu, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Đi chết hết đi! Ngay sau đó, gã há miệng quát lớn, rồi nhanh tay lấy ra một ống tiêm, tiêm thứ chất lỏng đựng bên trong vào cơ thể. Khi chất lỏng từ từ chảy vào cơ thể, bắp thịt trên người gã cũng dần nở ra, mặt mày vặn vẹo trông rất dữ tợn, miệng há lớn phát ra tiếng gầm chói tai. Sau đó, từ người gã bỗng tỏa ra khí thế đáng sợ vô cùng, thực lực cũng tăng nhanh chóng mặt, ngay giây sau đã tiến vào hàng ngũ thiên cảnh. Hừm! Cảnh tượng trước mặt khiến ánh mắt của người đàn ông mặc chiến phục tối đi, để lộ vẻ nặng nề, nghiêm trọng. Sau khi xảy ra biến dị, đang lúc người Lưu Ly Quốc kia chuẩn bị ra tay, bỗng bị một cú đấm đấm xuyên từ sau lưng ra phía trước ngực. Nét mặt của gã cứng đờ. Bùm! Ngay giây sau, thân thể gã chia năm xẻ bảy, biến thành một đống thịt cụt tay thiếu chân rơi lả tả xuống đất. Và chủ nhân của cú đấm này chính là Diệp Phàm. Về phần đầu lĩnh của sáu nước kia đều đã bị hắn giết sạch. Cảm ơn anh, người đàn ông mặc chiến phục ngước mắt nhìn Diệp Phàm chằm chằm, không quên mở miệng cảm tạ. Anh là ai? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Đội trưởng Chiến Lang thuộc đại đội đặc chủng số 1 của chiến khu Tây Bộ. Chiến Lang hiên ngang trả lời Diệp Phàm. Thực lực của anh không tệ chút nào. Diệp Phàm nhìn đối phương, bình tĩnh đáp. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, nhóm Hắc Huyên xông tới. Mọi chuyện thế nào? Hắc Huyên hỏi. Yên tâm, giải quyết xong rồi. Diệp Phàm nói thẳng. Lần này là do chiến khu Tây Bộ bọn tôi làm ăn tắc trách, không thể phát hiện âm mưu của quân địch đúng lúc. Chiến khu Tây Bộ chúng tôi sẽ báo cáo chuyện này lên Long Soái để xin được xử phạt. Chiến Lang mở miệng bảo. Lần này cũng là một lời cảnh báo cho chúng ta, ngày liên minh tám nước chinh phạt Trung Quốc sắp tới rồi. Hắc Huyên nghiêm mặt nói. Nếu họ không sợ chết thì cứ việc tới. Diệp Phàm bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Sau đó, đoàn người cùng nhau đi ra ngoài. Báo đại nhân, tên này là quân đao thuộc chiến bộ Trung Quốc, lúc trước chính gã là kẻ đã lừa bọn tôi mở cổng căn cứ, tạo điều kiện cho quân của kẻ địch xông vào. Bấy giờ, người phụ trách trong căn cứ áp giải một người tới trước mặt họ, người đó chính là quân đao. Có điều trông quân đao lúc này chẳng mấy tỉnh táo, vẻ mặt mơ màng, thẫn thờ. Quân đao, sao anh ta lại? Hắc Huyên ngạc nhiên nhìn quân đao. Quân đao của chiến bộ lại là kẻ phản bội ư? Chiến Lang lạnh lùng hỏi. Anh ta không làm phản đâu, chỉ là bị người khác khống chế tâm trí mà thôi. Diệp Phàm quan sát quân đao một lúc rồi nói. Bị khống chế tâm trí sao? Mọi người sửng sốt. Đúng lúc này, Diệp Phàm lấy ra một cây châm, rồi ghim lên đầu quân đao một cách dứt khoát, sau đó nhẹ nhàng xoay châm, trên mặt quân đao cũng dần để lộ vẻ thống khổ. Cuối cùng,
Diệp Phàm vỗ mạnh vào lưng quân đao một phát, hắn ta lập tức há miệng, nhổ ra một con sâu nhỏ màu đen. Vừa nhìn thấy con sâu màu đen này, mọi người sợ hoảng hồn, còn Diệp Phàm lại tức tốc vung tay, bắn ra một cây châm, đâm xuyên người con sâu nhỏ, giết chết nó ngay tại chỗ. Thứ gì đây? Chiến Lang kinh ngạc hỏi. Cổ trùng, Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Cổ trùng, đám Hắc Huyên và Chiến Lang khẽ giật mình. Con trùng này là một dạng thuật phu cổ, có thể dùng nó để kiểm soát não bộ của một người nghe theo mệnh lệnh của mình một cách tuyệt đối, không có cách nào kháng cự lại. Bởi vì chúng thuật phu cổ nên cậu ta mới bị người của tám nước kia khống chế. Diệp Phàm hờ hững giải thích. Bọn họ đúng là đáng chết. Chiến Lang tức giận mắng lớn. Đúng lúc này, một thành viên Long Hồn tiến lại gần, báo, khởi bẩm đại nhân, bọn tôi đã điều tra ra thân phận của nhóm người chặn đường chúng ta dưới chân núi rồi, là người của bang Đại Đao ở Tây Nam. Bang Đại Đao? Sao họ lại muốn ngăn cản chúng ta? Mặt Thiết Thủ lạnh như băng. Bang Đại Đao chính là hoàng đế thế giới ngầm vùng Tây Nam, đệ tử đông đúc, trong bang lại có rất nhiều cường giả. Sở trường của bang chủ bang Đại Đao chính là đao, đao thuật của ông ta cực kỳ lợi hại. Từng một người một đao tàn sát hơn trăm thế lực ở vùng Tây Nam, sau đó thành lập bang Đại Đao, trở thành một trong tứ đại bá chủ Tây Nam, ngang hàng với Đường Môn. Chiến Lang giải thích, hiển nhiên bang Đại Đao này có quan hệ với tám nước kia rồi. Diệp Phàm cười khẩy, dám cấu kết với nước ngoài, muốn chết phải không? Thiết Thủ nghiêm mặt mắng. Tôi sẽ báo lại việc này cho thống soái. Chiến Lang tỏ rõ thái độ. Được rồi, mọi chuyện đã xong. Giờ tôi không còn việc gì ở đây nữa, đi trước nhé. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, thật lòng cảm ơn anh về chuyện hôm nay, tôi chắc chắn sẽ báo cáo lại với Long Soái rằng anh đã lập được công lớn, để ông ấy khen thưởng cho anh. Hắc Huyên nói với Diệp Phàm. Khen thưởng thì khỏi, chỉ cần bảo tên Xuyên Vương đừng tới quấy rầy tôi nữa là được, chứ lỡ đâu lần sau, tôi mất kiên nhẫn giết chết gã thì mấy người cũng đừng trách tôi. Diệp Phàm bĩu môi nói. Sau đó đi thẳng một mạch rời khỏi đây. Diệp Phàm rời khỏi núi Lĩnh Nam, quay về nội thành Thục Châu. Chờ đến khi hắn tới được nội thành thì đã quá nửa đêm, bèn gọi điện cho Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Đỏ. Thiếu chủ, ngài trở về rồi. Diệp Phàm vừa mở miệng, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói yếu ớt của Hoa Hồng Đỏ. Cô sao thế? Thiếu chủ, ngài mau tới Bách Hoa Lâu đi. Dứt lời, Hoa Hồng Đỏ đột ngột cúp máy. Nghe vậy, Diệp Phàm bỗng biến sắc, vội chạy thẳng một mạch tới Bách Hoa Lâu ở Thục Châu. Tại Bách Hoa Lâu ở Thục Châu. Giờ phút này, trong Bách Hoa Lâu có vô số thành viên của họ bị chém chết, ngã rạp ra đất, ngoài ra còn có hai cô gái cũng đang nằm, chính là Hoa Hồng Đỏ cùng Cơ Như Yên. Cả người Cơ Như Yên toàn là máu, vết thương chồng chất, như thể vừa trải qua một trận đấu kịch liệt, bị ép tới không còn chút sức lực nào, Hoa Hồng Đỏ nằm ngay bên cạnh. Khóe miệng có vết máu, hiển nhiên vừa bị người khác đả thương. Đứng trước mặt các cô là một gã đàn ông trung niên cầm trường kiếm. Ông ta chính là người đã xông vào Bách Hoa Lâu ở Đế Đô, muốn bắt Cơ Như Yên đi. Tuy Cơ Như Yên đã thoát khỏi tay ông ta qua mật đạo của Bách Hoa Lâu, nhưng vẫn bị ông ta đuổi theo cả một đoạn đường dài. Dưới sự bảo hộ của các cứ điểm Bách Hoa Lâu ở các tỉnh thành, Cơ Như Yên trốn chạy một đường từ Đế Đô đến tận Tây Nam. Rồi tới được đây, thế mà vẫn bị đối phương dí theo sát nút. Cô nghĩ có thể chạy thoát khỏi tay người của hoàng tộc Cơ sao? Mau ngoan ngoãn đi theo tôi đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Gã đàn ông trung niên đến từ hoàng tộc Cơ lạnh mặt nhìn Cơ Như Yên, hờ hững nói. Muốn mang tôi đi ư? Được thôi, vác theo xác của tôi mà về đi. Cơ Như Yên lạnh lùng quát. Sau đó, trong tay cô xuất hiện một con dao, đâm thẳng về phía cổ của mình. Keng! Con người của ông ta co lại, vội vàng vung thanh kiếm trong tay, vỏ kiếm lao ra ngoài, vừa hay đánh bay con dao khỏi tay Cơ Như Yên. Người đàn ông chớp mắt đã đi tới bên cạnh Cơ Như Yên, bình tĩnh nói, tộc trưởng ra lệnh không thể để cô chết, nên cô không được chết, mau đi theo tôi. Dứt lời, ông ta duỗi tay về phía Cơ Như Yên, tính bắt cô đi. Muốn mang người của tôi đi hả, thế đã hỏi ý tôi chưa? Một giọng nói lạnh lùng chợt vang vọng khắp Bách Hoa Lâu. Bên ngoài cửa, Diệp Phàm bình tĩnh bước tới. Vụt! Lúc này, những người khác thuộc hoàng tộc Cơ biến sắc, vội xông về phía Diệp Phàm. Ầm! Làn sóng dao động đáng sợ từ người Diệp Phàm lan khắp bốn phía, thổi bay đám người của hoàng tộc Cơ ra ngoài. Thiếu chủ,
thấy Diệp Phàm xuất hiện, Hoa Hồng Đỏ vội hét lên một tiếng. Cơ Như Yên cũng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt ánh lên tia sáng. Người đàn ông kia quét mắt nhìn về phía Diệp Phàm, thấy hắn đánh bay những người khác thì cất giọng lạnh lùng, mày là người của Bách Hoa Lâu. Ngài ấy là thiếu chủ của Bách Hoa Lâu bọn ta, nếu không muốn chết thì mau thả cô cả ra. Hoa Hồng Đỏ hét vào mặt ông ta. Thiếu chủ Bách Hoa Lâu, vậy thì sao, cút đi, bằng không mày sẽ chết, Bách Hoa Lâu cũng ngã. Ông ta hết mặt nhìn Diệp Phàm, vô thức để lộ biểu cảm thượng đẳng, chẳng thèm để Bách Hoa Lâu vào mắt. Khẩu khí không nhỏ ha, Diệp Phàm mỉm cười, chậm chậm tiến lại gần ông ta. Xoẹt, chỉ trong chớp mắt, lưỡi gươm sắc bén trong tay ông ta được rút ra khỏi vỏ, để lại vệt sáng sắc lạnh, sau đó đâm thẳng về phía Diệp Phàm. Một kiếm này nhanh vô cùng, như xé tan không gian, phát ra tiếng rít gào chói tai. Trước mắt Diệp Phàm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, cảm giác lạnh thấu xương xông thẳng lên não, khiến thần kinh và ý chí của hắn tê dại. Nếu là người khác, e chỉ có thể đứng yên chờ chết. Nhưng Diệp Phàm lại khác, khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách cổ họng của hắn tầm 30 cm, hắn bất ngờ duỗi hai ngón tay kẹp chặt lấy. Sự xuất hiện của hai ngón tay vô cùng đột ngột, tựa như mọc ra từ hư không, không một ai có thể phát hiện ra nổi. Tới cả người đàn ông kia cũng vậy, còn chưa kịp phản ứng thì kiếm đã bị Diệp Phàm kẹp mất. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt người nọ xa sầm, ông ta dồn sức lên tay, muốn đẩy lưỡi kiếm sắc bén tiên vập phía trước, rút ngắn khoảng cách 30 cm này để đâm thẳng vào cổ Diệp Phong. Những 30 cm này lại chẳng khác nào lạch trời, không thể nào vượt qua được. Hai ngón tay của Diệp Phàm chẳng khác nào gọng kìm, giữ chặt lấy thanh kiếm trong tay người nọ, không cho phép nó tiến lên dù chỉ một ly. Nhất thời, người đàn ông chỉ biết đứng ngơ ra nhìn Diệp Phàm đầy kinh hãi. Cạch! Ngay giây sau, ông ta thẳng tay bỏ kiếm, đồng thời tung chưởng về phía ngực Diệp Phàm. Dầm! Diệp Phàm tung một cước đáp lại, đá bay ông ta ra ngoài. Khụ! Ông ta bị Diệp Phàm đá ngã lăn ra đất, miệng hộc máu, ngực cũng lõm vào thành hình dấu chân. Mày! Lúc này, tên cường giả đến từ hoàng tộc Cơ chỉ biết trố mắt nhìn Diệp Phàm chân chân, như không dám tin vào mắt mình vậy. Với thực lực của ông ta mà lại bị một thanh niên như Diệp Phàm hạ gục chỉ bằng một cú đá ư. Sao có thể xảy ra chuyện đó chứ? Tên cường giả của hoàng tộc Cơ không tài nào chấp nhận nổi kết quả này, chỉ có thể dương mắt nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Dám đụng vào người của tao, tất chết! Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau đó, hắn vung tay, thanh kiếm đang bị kẹp giữa hai ngón tay của hắn lập tức xoay ngược, lao như bay về phía người đàn ông nọ. Ông ta biến sắc, định xoay người chạy trốn. Không ngờ một cỗ uy áp bỗng đè nặng xuống người ông ta, làm ông ta không động đậy nổi. Con người của ông ta lập tức co nhỏ, hoảng sợ nhìn sang phía Diệp Phàm. Phập! Đồng thời, lưỡi kiếm sắc bén kia xé gió bay tới, đâm xuyên qua lồng ngực của ông ta, khiến ông ta chết trong một chiêu. Tên cường giả đến từ hoàng tộc Cơ trợn tròn hai mắt, cảm giác không cam lòng nhấn chìm ông ta, cuối cùng chỉ có thể uất ức tắt thở. Diệp Phàm đi tới trước mặt Hoa Hồng Đỏ và Cơ Như Yên, hỏi thăm, hai người thấy sao rồi? Thưa thiếu chủ, tôi không sao, ngài tới kiểm tra sơ cho cô cả đi ạ, thương tích của cô ấy nặng lắm. Hoa Hồng Đỏ mở miệng đáp. Diệp Phàm nhìn lướt qua người Cơ Như Yên, sau đó cầm châm ghim vào người đối phương, chữa khỏi nội thương cho cô. Cô dẫn cô ấy đi xử lý vết thương bên ngoài một chút. Diệp Phàm nhìn Hoa Hồng Đỏ, căn dặn. Thiếu chủ à, tôi cũng bị thương mà, hay là ngài tới xử lý vết thương cho cô cả đi. Hoa Hồng Đỏ trưng ra vẻ mặt đáng thương, nói với Diệp Phàm. Hả? Trên mặt Diệp Phàm để lộ biểu cảm sửng sốt, vô thức liếc mắt nhìn Cơ Như Yên. Nếu muốn xử lý vết thương bên ngoài cho Cơ Như Yên, kiểu gì cũng phải cởi quần áo ra đấy. Như vậy không ổn lắm thì phải. Diệp Phàm từ chối. Không sao đâu thiếu chủ. Cơ Như Yên nhìn Diệp Phàm, nói. Thiếu chủ, đàn ông đàn an mà thẹn thùng làm gì? Hoa Hồng Đỏ chọc ghẹo. Có gì mà phải thẹn thùng chứ? Lần này, Diệp Phàm khịt mũi phản bác. Sau đó hắn bế Cơ Như Yên lên, ôm tới một căn phòng gần đó, đặt cô ấy ngồi lên giường, rồi nói, à thì. Tôi phải cởi đồ của cô ra mới bôi thuốc được, cô đừng để bụng nhé. Không sao đâu, làm gì? Cơ Như Yên gật đầu. Kế tiếp, Diệp Phàm cẩn thận cởi áo Cơ Như Yên xuống, trên người đối phương lập tức chỉ còn lại mỗi một chiếc áo lót tơ tằm màu tím,
da thịt trắng như tuyết gần như lộ hết ra ngoài, vừa gợi cảm lại quyến rũ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phàm không nhịn được mà nuốt ực một cái, máu trong người cũng sôi sục hết lên. Hắn hít một hơi thật sâu, vừa niệm thầm đạo đức kinh trong đầu, vừa nhanh chóng bắt tay vào xử lý vết thương dùm đối phương. Chưa đến một phút, Diệp Phàm đã giải quyết xong xuôi, đang định giúp cô ấy mặc lại áo thì. Trên áo dính máu rồi, tôi không mặc đâu, Cơ Như Yên nói khẽ. Ồ, thế tôi. Thiếu chủ, chuyện hôm nay thật lòng cảm ơn anh. Diệp Phàm vừa định mở miệng, Cơ Như Yên bỗng ngước mắt nhìn Diệp Phàm, nói lời cảm tạ. Cô là người của tôi, không cần cảm ơn làm chi. Diệp Phàm nói thẳng. Những lời này khiến trái tim Cơ Như Yên thoáng rung động. Đúng rồi, đám người kia là ai? Tại sao lại muốn bắt cô? Đúng lúc này, Diệp Phàm lại chuyển chủ đề. Nghe vậy, trong mắt Cơ Như Yên hiện lên vẻ do dự. Nếu cô không muốn thì không cần nói ra đâu. Diệp Phàm bảo. Bọn họ là người của Hoàng tộc Cơ. Cơ Như Yên trả lời. Hoàng tộc Cơ. Diệp Phàm để lộ vẻ sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghe qua về thế lực này. Trung Quốc đất rộng, có hơn 5.000 năm lịch sử văn hóa, trong thời kỳ này, vô số triều đại đã được khai sinh. Tuy cuối cùng, hầu hết đều bị diệt vong, nhưng đa số huyết mạch hoàng thất của các triều đại ấy vẫn còn tồn tại, thậm chí là lưu truyền đến tận ngày nay, và họ được gọi là hoàng tộc. Cơ Như Yên giải thích. Ý cô là hoàng tộc Cơ là dòng dõi hoàng thất của một triều đại nào được truyền tới ngày nay sao? Trong mắt Diệp Phàm để lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, hoàng tộc Cơ chính là hậu duệ của hoàng thất triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Cơ Như Yên nói thẳng. Nghe vậy, Diệp Phàm càng thêm sững sờ. Hắn cũng biết một chút về triều nhà Chu, đó là một triều đại cực kỳ lớn trong lịch sử Trung Quốc, đã tồn tại cách đây hơn 1.000 năm, không ngờ con cháu đời sau của hoàng triều này vẫn còn sống. Trong Trung Quốc đúng là ẩn núp nhiều phương thế lực mà. Hoàng tộc Cơ, Cơ Như Yên, chẳng lẽ cô là, rồi, Diệp Phàm như chợt nghĩ đến điều gì, quét mắt nhìn về phía Cơ Như Yên. Tôi là con gái của tộc trưởng tộc Cơ Hoàng. Cơ Như Yên lạnh nhạt nói, lúc nói đến hai chữ tộc trưởng, trong mắt lóe lên hận thù. Không ngờ cô là con gái của tộc trưởng tộc Cơ Hoàng. Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Năm đó tộc trưởng tộc Cơ Hoàng còn chưa phải là tộc trưởng, đi rèn luyện bên ngoài gặp được mẹ của tôi, hai người thích nhau, xảy ra quan hệ rồi có tôi. Sau đó ông ta đã vứt bỏ hai mẹ con tôi vì vị trí tộc trưởng tộc Cơ Hoàng. Cơ Như Yên lạnh lùng nói. Vứt vợ bỏ con, đủ máu lạnh. Ông ta là một người vô tình, năm đó ông ta cũng chỉ coi mẹ tôi như một món đồ chơi mà thôi. Cơ Như Yên cười khổ. Vậy tại sao bây giờ bọn họ lại muốn bắt cô về? Diệp Phàm tò mò hỏi. Không biết, nhưng dù vì lý do gì, tôi đều sẽ không trở về. Cho dù trở về cũng đường hoàng bước vào tộc Cơ Hoàng, trừng phạt tên đàn ông phụ bạc kia. Cơ Như Yên nói. Yên tâm đi, nếu cô không muốn trở về, không ai có thể mang cô đi. Còn đám người tộc Cơ Hoàng này, dám động đến người của tôi, có cơ hội tôi sẽ cho bọn họ một bài học. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sự miệt thị. Hoàng tộc thì sao, nói dễ nghe là hoàng tộc, nói khó nghe là nước mất người vong chó nhà có tang, không việc gì phải sợ. Nếu để các hoàng tộc ẩn giấu ở Long Quốc nghe thấy suy nghĩ của Diệp Phàm, chắc chắn sẽ xông qua giết hắn. Cảm ơn thiếu chủ. Cơ Như Yên nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, cô bước lên ôm chặt lấy Diệp Phàm. Cái ôm này của cô làm Diệp Phàm cảm thấy trái tim căng đầy. Rốt cuộc hiện tại đối phương chỉ mặc một bộ đồ lót gợi cảm. Hai người dán sát lại với nhau, thân mật đến cực điểm. Không người đàn ông nào có thể cản được loại cảm giác này. Cái đó, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chưa đầy 3 giây, Diệp Phàm đẩy Cơ Như Yên ra, xoay người rời đi. Cơ Như Yên nhìn bộ dáng xấu hổ của Diệp Phàm, cười khúc khích. Người đẹp cười khuynh quốc khuynh thành. Bên kia, trong Xuyên Vương phủ. Xuyên Vương nhìn thuộc hạ, lạnh lùng quát, bên Thiên Quỷ phái đã truyền tin đến chưa? Bẩm vương gia, Thiên Quỷ phái đã phái ra hai hộ pháp dẫn theo các cao thủ của Thiên Quỷ phái đến đây, ngày mai sẽ đến quận Thiên Thục. Một thuộc hạ nói, tốt, nhìn chằm chằm thằng danh kia cho ta, tuyệt đối không thể để hắn ta rời khỏi quận Thiên Thục. Xuyên Vương quát, rõ, tên thuộc hạ này gật đầu. Bẩm vương gia, quận thủ Lý đến. Một hạ nhân vào báo cáo. Tên phế vật kia còn đến làm gì? Bảo hắn cút đi.
Xuyên Vương lạnh lùng nói. Vương gia. Lý Nguyên đi vào cúi người hành lễ. Ngươi còn dám xuất hiện trước mắt bổn vương. Ta thấy ngươi muốn chết. Xuyên Vương nhìn Lý Nguyên, quát to. Vương gia bớt giận, lần này tôi đến muốn nói cho vương gia, nếu vương gia còn muốn giết chết tên Diệp Phàm kia, thống soái Nguyên Hạo chiến khu Tây Bộ là trở ngại lớn nhất. Lý Nguyên mở miệng nói. Nguyên Hạo dám che chở thằng nhãi kia, bổn vương nhớ kỹ thù này. Ngươi có ý tưởng gì? Xuyên Vương liếc nhìn về phía Lý Nguyên. Tôi đã liên hệ với Hoàng Bộ Quyền Đại Nhân, nghĩ cách điều Nguyên Hạo đi, nhưng Nguyên Hạo là người của chiến bộ, chỉ một mình Hoàng Bộ Đại Nhân vẫn chưa đủ, nếu vương gia nguyện ý ra sức thì càng tốt. Chỉ cần Nguyên Hạo bị điều đi, lại trợ giúp mục tướng quân ngồi lên vị trí thống soái chiến khu Tây Bộ, đồng nghĩa chiến khu Tây Bộ sẽ cùng một phe với chúng ta. Lý Nguyên nói, tại sao mục chiến ngồi lên vị trí thống soái sẽ về cùng một phe với chúng ta? Xuyên Vương khó hiểu hỏi, Lý Nguyên giải thích, bởi vì con trai của mục tướng quân cũng bị tên nhãi kia đánh, ông ta cũng ước gì tên nhãi kia chết đi. Nghe xong, hai mắt Xuyên Vương lóe lên, được, cứ làm như ngươi nói đi. Hôm sau, ở Thục Châu, Hoa Hồng Đỏ chuẩn bị nơi ở cho Diệp Phàm và Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, hôm nay chúng ta trở về à? Đường Sở Sở hỏi. Diệp Phàm đang định nói chuyện thì điện thoại vang lên. Alo, Diệp công tử đúng không? Tôi là Hoa N. Đầu bên kia vang lên giọng của Hoa N. Có chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi. Diệp công tử, cậu có thể đến chỗ chúng tôi một chuyến không? Vân Hy gặp phải rắc rối. Hoa N cầu xin. Diệp Phàm nhíu mày, nói, được. Sở Sở, anh đi ra ngoài một chuyến, em và đám tiểu manh đi chơi đi, anh bảo Hoa Hồng đi cùng bọn em. Diệp Phàm dặn dò xong rời đi. Hắn đi thẳng đến nơi ở của Hoa N. Lúc này ở trong nơi ở của Hoa N, Khương Vân Hy. Khương Vân Hy ôm chặt một quyển sách cổ, tức giận nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Đám người này chính là người của ba thế gia Y Đạo Tôn, Lý, Tiết của Hạnh Lâm giới Long Quốc. Lúc này bọn họ đang nhìn chằm chằm quyển sách cổ trong tay Khương Vân Hy với ánh mắt cực kỳ tham lam. Quyển sách cổ này chính là Thần Nông Y Điển. Khương Tiểu Thư, biết điều thì giao ra Thần Nông Y Điển, chân bảo y học không phải loại người như cô có thể có được, nó ở trong tay cô là phí phạm của trời. Một nam tử người nhà họ Tôn nói. Mấy người còn muốn động tay động chân, không biết xấu hổ hả? Tôi xem ai dám. Lý Tử Huyên vén tay áo, tức giận nhìn đám người này. Các vị làm như vậy không sợ làm mất mặt gia tộc mấy người sao? Nếu loại hành vi này của mấy người truyền đến Hạnh Lâm giới, sợ rằng sẽ bị mắng trơ trẽn. Hoa N gần giọng nói. Chúng tôi chỉ không muốn Thần Nông Y Điển bị mai một trong tay một kẻ vô dụng, chỉ có ở trong tay chúng tôi nó mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của mình. Người nhà họ Tôn giả nhân giả nghĩa nói. Vân Hy là đại tiểu thư nhà họ Khương, một trong 10 thế gia lớn nhất đế đô, mấy người không sợ đắc tội nhà họ Khương hả? Hoa N nói. Một nhà họ Khương còn con cũng dám tự xưng thế gia trước mặt ba thế gia y đạo. Quá buồn cười. Người nhà họ Lý lạnh lùng nói. Không cần nhiều lời với bọn họ, ra tay luôn đi. Người nhà họ Tiết không kiên nhẫn quát. Bọn họ đang định ra tay cướp thì một tiếng quát lạnh băng truyền đến. Đường môn muốn Thần Nông Y Điển này. Sau tiếng quát này, mấy trăm người xông vào, tay cầm vũ khí, đều là cao thủ từ nhân cảnh lục trọng trở lên. Bọn họ mặc trang phục đường môn, trong đó có hơn 10 cao thủ huyền cảnh. Nhị thiếu gia đường môn Đường Thiên Thần và tam thiếu gia đường môn Đường Thiên Phong đi đến. Theo sau bọn họ là hai cao thủ địa cảnh. Đường môn muốn quyển Thần Nông Y Điển này, ai dám cướp, giết không tha. Đường Thiên Phong quát to. Các đệ tử đường môn chĩa lưỡi dao sắc bén về phía đám người Khương Vân Hy và ba thế gia y đạo. Đường môn muốn trở thành kẻ địch với Hạnh Lâm giới sao? Người nhà họ Tiết nói. Hạnh Lâm giới chó má chẳng là gì với đường môn cả. Đường Thiên Phong kiêu ngạo nói. Thiên Phong, lui ra. Đường Thiên Thần lên tiếng, Đường Thiên Phong ngoan ngoãn lùi về sau. Tại hạ chỉ muốn có được Thần Nông Y Điển, không muốn đối địch với ai cả. Đường Thiên Thần lạnh nhạt nói. Nói xong anh ta đi về phía Khương Vân Hy. Tiểu thư, tôi ra giá 1 tỷ mua Thần Nông Y Điển trong tay cô. Đường Thiên Thần nói. Anh trả bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không bán. Khương Vân Hy kiên quyết nói.
vậy đừng trách tôi không khách khí. Đường Thiên Thần ra tay muốn cướp thần nông y điển trong tay Khương Vân Hy. Người của ba thế gia y đạo thấy vậy cũng ra tay muốn cướp thần nông y điển. Đồ của tôi, mấy người cũng dám cướp. Đột nhiên một giọng nói lạnh băng vang lên như sấm sét đánh, làm những người có mặt ở đây bị chấn động, suýt nữa không đứng vững. Đồ của tôi, mấy người cũng dám cướp. M thanh lạnh băng vang lên, người của Đường Môn, người của ba thế gia y đạo và đám người Hoa N đều bị chấn động. Diệp Phàm khoanh tay đi đến. Thần y Diệp. Lý Tử Huyên vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Diệp Phàm, Khương Vân Hy cũng thả lỏng lại khi nhìn thấy hắn. Trong vô thức cô cảm thấy chỉ cần Diệp Phàm ở, cô không cần sợ gì cả. Hai anh em Đường Thiên Thần và đám người của ba thế gia y đạo nhìn Diệp Phàm, nhíu mày, sắc mặt rất xấu. Lại là mày. Đường Thiên Phong lạnh lùng nói. Mấy người rất to gan, đồ của tôi cũng dám cướp. Diệp Phàm liếc nhìn đám người này, lạnh nhạt nói. Không phải mày đã đưa thần nông y điển cho người khác rồi hay sao? Sao lại nói là đồ của mày? Một con cháu nhà họ Tiết nói. Đồ của tôi, cho dù cho người khác cũng không cho phép mấy người đến cướp. Diệp Phàm bá đạo nói. Nghe vậy sắc mặt của mọi người đều thay đổi, vô cùng khó coi. Mày tưởng mày là ai? Lúc trước tao không động đến mày là do mày may mắn. Nếu hôm nay mày tự đưa đến, vậy cũng đừng trách tao, Đường Môn muốn thần nông y điển này. Đường Môn cũng muốn có được hỏa linh chi ngàn năm, giao hết đồ ra đây, nếu không tao sẽ cho mày chết không chỗ chôn. Đường Thiên Phong cực kỳ kiêu ngạo nói. Mày biết người lần trước nói như vậy với tao sao rồi không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đường Thiên Phong sửng sốt, tò mò nhìn Diệp Phàm. Đã chết. Dứt lời, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Đường Thiên Phong. Bóp chặt cổ của anh ta, bẻ gãy. Đường Thiên Phong bị giết, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trừng to mắt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Đường Thiên Thần và đệ tử Đường Môn thấy Đường Thiên Phong bị giết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Em ba. Đường Thiên Thần lao đến trước mặt Đường Thiên Phong, bế thi thể của đối phương lên, hét to. Mày dám giết em trai tao. Đường Thiên Thần tức giận nhìn Diệp Phàm. Hắn ta tự tìm chết. Không liên quan đến tôi. Diệp Phàm bĩu môi, vô tội nói. Giết! Đường Thiên Thần giận dữ hét lên. Mấy trăm đệ tử Đường Môn cầm vũ khí lao về phía Diệp Phàm. Ầm! Diệp Phàm dậm chân, mặt đá cẩm thạch bị dập nát, hóa thành vô số mũi tên đá bắn ra ngoài. Phụt phụt phụt! Đám đệ tử Đường Môn còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống. Lúc này đột nhiên Đường Thiên Thần ra tay. Vô số ngân châm thon dài bắn về phía Diệp Phàm. Ngân châm này cực kỳ thon dài, giống như lông tóc, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Diệp Phàm vung tay lên, những cây ngân châm thon dài kia bắn ngược trở lại. Đường Thiên Thần biến sắc, đang định né tránh thì những cây ngân châm kia đâm vào trong thân thể anh ta. Anh ta trừng to mắt, sắc mặt cứng đờ, không nhúc nhích. Người của ba thế gia y đạo thấy cảnh tượng này. Sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Mấy người cũng muốn thần nông y điển. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nghe vậy, người của ba thế gia y đạo nghiêm lại, hỏi. Rốt cuộc mày là ai? Người đàn ông nhà họ Tôn gằn giọng nói. Đường đường là người của thế gia y đạo lại đi ép bức, cướp đoạt đồ của người khác, thật sự làm mất mặt hạnh lâm giới. Mấy người không xứng làm y. Diệp Phàm gằn từng câu từng chữ. Người của ba thế gia y đạo nghe vậy vô cùng xấu hổ, muốn phản bác nhưng nhìn thấy tình trạng thê thảm của Đường Môn, đành phải nén giận. Cút! Để tôi nhìn thấy mấy người nữa, chết! Diệp Phàm quát! Người của ba thế gia y đạo liếc nhìn Diệp Phàm, lại nhìn thần nông y điển trong tay Khương Vân Hy, không cam lòng rời đi. Thần y Diệp, anh quá tuyệt vời! Lý Tử Huyên nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sùng bái. Diệp Phàm nhìn Khương Vân Hy, nói, cô không sao chứ? Tôi không sao. Thần y Diệp, anh vẫn nên lấy lại thần nông y điển đi, bọn họ nói đúng, thần nông y điển ở trong tay tôi rất lãng phí. Khương Vân Hy cầm thần nông y điển, nói. Đồ tôi đã đưa sẽ không bao giờ thu lại, nếu cô không cần có thể vứt hoặc đốt. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Diệp thiếu, thần nông y điển ở trong tay Vân Hy, sợ rằng sẽ gây không ít rắc rối cho con bé. Hoa N nói. Cho dù bây giờ tôi lấy lại thần nông y điển, ông cảm thấy những người khác sẽ tin tưởng nó không ở trong tay cô ấy sao?
Những người đó chỉ cảm thấy cô ấy đang nói dối. Diệp Phàm nhìn về phía Khương Vân Hy, nếu cô thật sự muốn học sâu hơn về y thuật, quyển thần nông y điển này là lựa chọn tốt nhất, tất nhiên cô cũng phải thừa nhận rất nhiều nguy hiểm. Khương Vân Hy nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Cảm ơn thần y Diệp dạy bảo, tôi sẽ không làm anh thất vọng, sẽ chăm chỉ nghiên cứu quyển y điển này, tranh thủ trở thành bác sĩ cứu người như thần y Diệp. Khương Vân Hy kiên định nói. Vậy là được rồi. Diệp Phàm gật đầu. Giao hỏa linh chi ngàn năm ra đây. Một giọng nói lạnh băng vang lên. Diệp Phàm đảo qua, nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện. Đây là cao thủ Lâm Việt từng tham gia buổi bán đấu giá ở tiệc từ thiện tối hôm đó. Lại đến từ thế lực nào? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Mày không cần biết, nếu không muốn chết thì giao hỏa linh chi ngàn năm ra đây. Cao thủ Lâm Việt này hùng hổ dọa người hét to. Nếu tôi không giao thì sao? Vậy chết đi. Diệp Phàm vừa nói xong, đối phương đã lao về phía hắn. Người này là cao thủ địa cảnh thất trọng, ra tay vô cùng sắc bén. Kết quả đối phương vừa mới xông đến trước mặt Diệp Phàm đã bị hắn bóp chặt cổ nhấc lên. Mày muốn làm gì? Cao thủ Lâm Việt khiếp sợ nói. Hắn ta không ngờ thực lực của thanh niên này lại khủng bố như vậy, có thể áp đảo hắn ta trong nháy mắt. Làm gì, tất nhiên là giết rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tao là người của Lâm Việt, một trong 9 phiệt ở Long Quốc, mày dám giết tao. Vị cao thủ Lâm Việt này vội vàng tự báo thân phận, muốn uy hiếp Diệp Phàm. Nhưng hắn ta không ngờ sau khi báo xong thân phận, Diệp Phàm càng thêm lạnh lùng, thì ra là người Lâm Việt, vậy càng thêm đáng chết. Nói xong Diệp Phàm bẻ gãy cổ tên cao thủ này. Hoa N nhìn Diệp Phàm dễ dàng chém giết người của Lâm Việt, trong lòng vô cùng chấn động. 9 phiệt Long Quốc là quái vật khổng lồ cực kỳ đáng sợ, ngay cả các hào môn thế gia ở đế đô cũng không dám chọc vào, Diệp Phàm lại ra tay giết chết người của Lâm Việt, sự quyết đoán và can đảm này làm người cảm thấy xấu hổ. Lúc này lại một đám người xuất hiện, cầm đầu là Teo, thiên tài của Viện Y học Hoàng gia Vương quốc Anh, đi theo anh ta là một người đàn ông nước ngoài tóc vàng. Lại là mày. Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao? Diệp Phàm nhìn lứa qua Teo, đối phương há miệng, không nói lên lời. Cậu chính là y giả làm Teo tiên sinh không thể nói chuyện. Người đàn ông nước ngoài tóc vàng nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương. Tôi là lãnh sự Vương quốc Anh thường trú ở lãnh sự quán quận Thiên Thục, hiện tại tôi ra lệnh cho cậu làm Teo tiên sinh bình thường lại, nếu không tôi sẽ lập tức phản ánh lên chính phủ Long Quốc. Làm bọn họ chế tài cậu. Người đàn ông tóc vàng nói. Chế tài tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bốp. Hắn vung tay tát bay người này ra ngoài. Chế tài thì chế tài. Diệp Phàm khinh thường nói. Liếc nhìn Teo. Đời này làm thiên tài câm đi. Nói xong rời khỏi đây. Teo nhìn Diệp Phàm rời đi. Không ngừng há mồm nhưng lại không nói nên lời. Chết tiệt. Vị tổng lãnh sự này bụng mặt. Tức giận chửi tục. Lập tức liên hệ chính phủ Long Quốc, tôi phải báo cáo bọn họ. Vị tổng lãnh sự này tức giận nói. Diệp Phàm vừa rời khỏi thì gặp được một người đàn ông, đối phương là người cầm đầu đội ngũ do quỷ cốc phái ra tham gia đại hội y đạo. Thiếu chủ, cuối cùng cũng tìm được ngài. Người đàn ông này kích động nói. Sao ông biết thân phận của tôi? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Lúc trước thiếu chủ nói chuyện với Phong Vô Ngân tôi đã có suy đoán. Bây giờ xem ra ngài đúng là đệ tử mới của cốc chủ. Đệ tử Trịnh Thiên bái kiến thiếu chủ. Người này quỳ gối kêu to. Đứng lên đi. Diệp Phàm nói. Thiếu chủ, cốc chủ còn khỏe không? Trịnh Thiên đứng dậy, chờ mong hỏi. Yên tâm, ông ấy rất khỏe. Bây giờ quỷ cốc sao rồi? Diệp Phàm nói. Bẩm thiếu chủ, bây giờ quỷ cốc do trưởng lão tám bộ thống lĩnh, nhiều năm nay các đệ tử vẫn luôn dốc lòng tu hành, nhưng... Trịnh Thiên nói, đột nhiên biến sắc. Nhưng sao? Diệp Phàm thấy sắc mặt đối phương khác thường, bèn hỏi thẳng. Bởi vì cốc chủ đã biến mất nhiều năm, tám bộ vẫn chưa chọn được cốc chủ mới, dẫn đến tình trạng như rắn mất đầu. Điều này làm cho không ít thế lực nhăm nhe quỷ cốc như hổ đói rình mồi. Pi viết hoa. Nhiều năm qua liên tục có các thế lực muốn công phá quỷ cốc nhưng không thành công, song những thế lực này vẫn không từ bỏ. Giờ đây ngay cả các thế lực lánh đời cũng bắt đầu ra tay với quỷ cốc, hiện tại quỷ cốc tổn thất rất lớn. Xin thiếu chủ hãy trở về quỷ cốc,
chủ trì đại cục. Trịnh Thiên khom lưng nói với Diệp Phàm. Hiện tại tôi chưa thể trở về. Ông về trước đi, nếu quỷ cốc xảy ra tình huống khẩn cấp thì lập tức liên lạc với tôi. Diệp Phàm nhíu mày nói. Vâng, thưa thiếu chủ. Trịnh Thiên gật đầu. À đúng rồi, sao lần này các ông lại đột nhiên đến tham gia cuộc thi y đạo này thế? Diệp Phàm tò mò hỏi. Lần này chúng tôi rời cốc tham gia cuộc thi y đạo là vì Thiên Cơ trưởng lão đã tính ra được Long tỷ sắp xuất thế, cho nên phái chúng tôi tới đây âm thầm nghe ngóng tình hình. Trịnh Thiên trả lời. Long tỷ? Đó là cái gì? Ánh mắt Diệp Phàm lóe sáng. Long tỷ là ngọc tỷ truyền quốc của Long quốc qua các thời đại. Long tỷ không chỉ tượng trưng cho hoàng quyền, mà còn là chí bảo cường đại, bên trong ẩn giấu huyền cơ. Tuy nhiên, Long tỷ đã biến mất gần 1.000 năm. Lần này Thiên Cơ trưởng lão tính ra được Long tỷ sắp hiện thế, mà vị trí là quận Thiên Thục, vì vậy ông ấy bảo chúng tôi mượn cớ tham gia cuộc thi y đạo để đến đây âm thầm điều tra. Trịnh Thiên đáp. Diệp Phàm nghe Trịnh Thiên nói vậy, trong mắt Diệp Phàm lóe lên vẻ khác thường. Long tỷ đang ở quận Thiên Thục à? Diệp Phàm hỏi. Thiên Cơ trưởng lão tính ra ở quận Thiên Thục, sẽ không sai đâu. Trịnh Thiên trả lời. Thiên Cơ trưởng lão là trưởng lão của bộ Thiên Cơ, một trong 8 bộ của quỷ cốc. Ông ấy được gọi là Thiên Cơ trưởng lão bởi vì tinh thông thôi diễn thiên cơ, cực kỳ thần bí và lợi hại. 8 bộ của quỷ cốc am hiểu các kỹ năng thần thông khác nhau. Ví dụ như bộ y có sở trường chữa bệnh cứu người, bộ Thiên Cơ tinh thông thôi diễn thiên cơ. Ngoài ra, 8 bộ của quỷ cốc còn có bộ kỳ môn độn giáp, bộ rèn đúc. Tóm lại là trong quỷ cốc có các loại kỳ thuật đa dạng, có thể nói là cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Đây cũng là điểm lợi hại của quỷ cốc, cũng là nguyên nhân vì sao nhiều thế lực muốn tiêu diệt như vậy. Là do quỷ cốc có các loại kỹ thuật thần kỳ khiến thế lực các nơi kiêng dè. Được, tôi biết rồi, ông về trước đi. Chuyện Long tỷ tôi sẽ chú ý. Diệp Phàm nói. Vâng. Thưa thiếu chủ. Trịnh Thiên gật đầu, sau đó rời khỏi đây. Long tỷ. Diệp Phàm lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng. Sau đó, hắn đi đến Bách Hoa Lâu. Thiếu chủ. Trong Bách Hoa Lâu ở Thục Châu. Thấy Diệp Phàm xuất hiện, Hoa Hồng Đỏ khom lưng chào. Cô ấy sao rồi? Diệp Phàm hỏi. Thiếu chủ đang hỏi thăm tình hình của đại tiểu thư sao? Ngài quan tâm đại tiểu thư như vậy. Có phải là có hứng thú với cô ấy không? Hoa Hồng Đỏ nói đùa với Diệp Phàm. Đừng nói linh tinh. Diệp Phàm trợn mắt chừng Hoa Hồng Đỏ. Thiếu chủ. Lúc này Cơ Như Yên đi tới, hơi khom lưng chào Diệp Phàm. Trên cơ bản thì sức khỏe của cô ấy đã ổn rồi. Nhìn dáng vẻ của cô chắc là không sao rồi. Diệp Phàm hờ hững cất lời. Cảm ơn thiếu chủ quan tâm. Tôi ổn rồi. Cơ Như Yên gật đầu. Thiếu chủ, tôi vừa mới nhận được một tin tức, ngài có muốn nghe không? Lúc này, Hoa Hồng Đỏ lên tiếng. Tin tức gì? Diệp Phàm nhìn sang Hoa Hồng Đỏ. Phu môn của Man Quốc, phái A Âm Dương của Anh Quốc, bà Sa Môn của Thiên Trúc Quốc, sau khi cuộc thi y đạo kết thúc, ba thế lực này vẫn chưa rời đi. Hoa Hồng Đỏ nói. Chưa rời đi, lẽ nào bọn họ cũng muốn cướp cuốn thần nông y điển kia? Ánh mắt chợt đóng băng. Diệp Phàm lạnh lùng cất lời. Không phải. Bọn họ đang âm thầm hỏi thăm về một dãy núi. Hoa Hồng Đỏ nói. Hỏi thăm về một dãy núi. Diệp Phàm sửng sốt. Đúng vậy, dãy núi mà bọn họ hỏi thăm tên là Thiên Xuyên, là dãy núi lớn nhất, cổ xưa nhất khu vực Tây Nam. Hoa Hồng Đỏ đáp. Diệp Phàm hỏi, bọn họ hỏi thăm về dãy núi này làm gì? Tạm thời vẫn chưa rõ. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng chuyện này không đơn giản, vì vậy tôi đã cho người âm thầm theo dõi bọn họ, một khi có biến thì lập tức báo cáo. Hoa Hồng Đỏ trả lời Diệp Phàm. Tốt lắm. Diệp Phàm gật đầu rồi nói, à đúng rồi, cô hãy sai người đi thăm dò một thứ. Thiếu chủ muốn thăm dò thứ gì? Long tỷ. Khi Diệp Phàm nói ra hai chữ Long tỷ, Hoa Hồng Đỏ thoáng sửng sốt, hiển nhiên là cô ta chưa từng nghe nói. Nhưng sắc mặt Cơ Như Yên lại thay đổi. Thiếu chủ, ngài muốn tìm Long tỷ. Cơ Như Yên nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói. Cô cũng biết Long tỷ à? Diệp Phàm nhìn Cơ Như Yên, đối phương trả lời, tôi từng thấy tin tức về Long tỷ trong phòng tình báo của Bách Hoa Lâu. Nghe nói Long tỷ là ngọc tỷ truyền quốc, cực kỳ quý giá, hơn nữa còn có lực lượng phi phàm,
ai chiếm được nó sẽ trở thành đứa con thiên mệnh, thống trị tất cả. Đứa con thiên mệnh, thống trị tất cả. Đỉnh thế cơ à? Diệp Phàm cười khẽ. Nhưng đã gần 1.000 năm Long Tỷ không xuất hiện, muốn tìm e là không dễ. Cơ Như Yên nói xong, tầm mắt chuyển sang Diệp Phàm. Tôi nhận được tin Long Tỷ đang ở quận Thiên Thục. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Đang ở quận Thiên Thục, Cơ Như Yên thốt lên đầy kinh ngạc, ánh mắt như đóng băng, nhìn hoa hồng đỏ, cô lập tức điều động toàn bộ lực lượng đi điều tra tung tích của Long Tỷ. Vâng. Hoa hồng đỏ gật đầu. Tại một nơi khác ở Thục Châu, Phong Vô Ngân ngồi uống rượu với vẻ mặt u ám. Chủ nhân, đã tìm được nơi người quỷ cốc dừng chân, hình như bọn họ chuẩn bị rời đi. Lúc này, một người đàn ông đi đến trước mặt Phong Vô Ngân báo cáo. Ra tay đi, bắt hết bọn họ, không được để cho một ai chạy thoát. Đã đến thì phải lợi dụng triệt để chứ. Chờ đến khi tôi bắt được quỷ cốc, lấy được thứ kia, hoàn toàn kiểm soát được lực lượng kia trong cơ thể, tôi muốn xem vị tiểu sư đệ này của tôi còn đối kháng với tôi kiểu gì. Phong Vô Ngân uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, lạnh lùng hừ mũi, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Trong chiến khu Tây Bộ, Nguyên Hạo đứng đó, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thống soái, chuyện căn cứ quân sự kia bị xâm phạm không phải là lỗi của một mình ngài, sao lại phạt một mình ngài chứ? Lại còn bãi bỏ vị trí thống soái của ngài, muốn tiến hành điều tra ngài. Quan trọng nhất là bọn họ để cho Mục Chiến thay thế vị trí của ngài. Thế này là muốn làm gì? Sĩ quan phụ tá của Nguyên Hạo đứng đằng sau ông ta, tức giận bất bình nói. Quả thật chuyện này là do tôi tắc trách, tôi nên chịu trách nhiệm. Nguyên Hạo lắc đầu. Thống soái, ngài vẫn ổn chứ? Mục Chiến đi tới, nhìn Nguyên Hạo, tỏ vẻ an ủi. Chúc mừng Mục tướng quân, sau này ông là thống soái của chiến khu Tây Bộ rồi. Nguyên Hạo nhìn Mục Chiến, lạnh nhạt nói. Thống soái tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi cũng không ngờ mình sẽ thay thế vị trí của ông. Sau khi thống soái tiếp nhận điều tra xong, ông nhất định sẽ trở lại, vị trí thống soái này vẫn là của ông. Mục Chiến vội vàng nói. Mục tướng quân, ông đã trở thành thống soái của chiến khu Tây Bộ, tôi sẽ cho ông một lời khuyên. Có một số người không nên động vào thì tốt nhất là đừng có động vào. Mạng sống chỉ có một, hãy quý trọng. Nguyên Hạo nhìn Mục Chiến và nói, vỗ vào tay ông ta rồi rời đi. Trong mắt Mục Chiến lóe lên vẻ lạnh lùng, ông ta không nói gì. Nguyên Hạo đi tới trước một máy bay trực thăng ở chiến khu Tây Bộ, Hắc Uyên cũng đang ở đây. Thống soái Nguyên, lần này ông bị cách chức điều tra là do có kẻ cố ý giở trò. Ông đừng lo, có Long soái mà. Hắc Uyên nói với Nguyên Hạo. Tôi biết, có điều hiện giờ Mục Chiến đã trở thành thống soái. Khả năng cao là ông ta sẽ ra tay với Diệp công tử lần nữa, cậu phải chú ý chút. Cậu ấy là đệ tử của chiến thần Thiên Sách, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Nguyên Hạo trầm giọng nói. Yên tâm, không ai có thể gây tổn thương cho cậu ấy. Hắc Uyên cười gượng. Anh ta biết rõ thực lực của Diệp Phàm. Cho dù Mục Chiến điều động toàn bộ chiến khu, e là cũng chẳng thể làm Diệp Phàm bị thương. À đúng rồi, bang chủ bang đại đao đã chạy trốn. Cậu phải nghĩ cách cho người của Long Hồn tìm được gã. Tuyệt đối không thể tha cho giặc phản quốc. Nguyên Hạo nói thêm. Yên tâm, gã không thoát được đâu. Hắc Uyên gật đầu. Sau đó, Nguyên Hạo lên máy bay trực thăng rời khỏi chiến khu Tây Bộ. Lúc này, thiết thủ đi tới trước mặt Hắc Uyên, lấy ra một bản tin tình báo đưa cho anh ta. Long Tỷ. Dãy núi Thiên Xuyên. Hắc Uyên đọc bản tin tình báo này, ánh mắt chăm chú, lẩm bẩm một mình. Triệu tập quân đội. Hắc Uyên lập tức ra lệnh. Ở đường môn. Sau khi tin tức nhị thiếu gia đường môn biến thành người thực vật và tam thiếu gia đường môn bị giết lan truyền, cả đường môn chấn động. Đường môn là tông môn võ đạo truyền thừa lâu đời, hiện tại thế lực đã trải khắp Tây Nam, không ai dám trêu chọc. Vậy mà bây giờ hai vị thiếu gia của đường môn lại một kẻ biến thành thực vật, một kẻ thành người chết, đây quả là sự khiêu khích đường môn. Chuyện này làm cho môn chủ đường môn vô cùng giận dữ. Truyền lệnh của tôi, triệu tập các đệ tử đường môn, tôi muốn tên Diệp Phàm kia nợ máu trả máu. Môn chủ đường môn quát, vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc đó, chiến bộ của Lưu Ly Quốc. Sau khi ông cụ Kim biết tin tám cường giả bị giết, kế hoạch tiêu diệt căn cứ quân sự Tây Nam thất bại, sắc mặt ông ta cực kỳ u ám khó coi. Kim lão không cần tức giận, tuy kế hoạch lần này thất bại,
nhưng không phải là chúng ta không có thu hoạch. Một vị lão giả khác đi tới, nói với ông cụ Kim. Ông ta cũng là lãnh đạo cấp cao trong chiến bộ của Lưu Ly Quốc. Ông có ý gì? Ông cụ Kim nhìn đối phương. Ở Long Quốc, người của chúng ta vô tình biết tin Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Long Quốc sắp xuất thế. Nếu chúng ta lấy được Ngọc Tỷ Truyền Quốc tượng trưng cho Hoàng quyền Long Quốc, thì có thể đả kích sự kiêu ngạo của Long Quốc, còn có thể thừa cơ loan truyền tin đồn Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Long Quốc đã bị cướp, Long Quốc sắp diệt quốc. Trước tiên khiến cho người Long Quốc cảm thấy bất an, sau lại ra tay với bọn họ, đánh bọn họ tơi bời. Vị lão giả này nói một tràng. Kim lão nghe xong, trong mắt lóe lên tia sáng, đây là một ý hay. Sau đó ông ta hỏi, nhưng mà có thể lấy được Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Long Quốc không? Yên tâm, vì Ngọc Tỷ Truyền Quốc này mà Tổng thống đã phái chiến thần gen mới nhất mà Lưu Ly Quốc nghiên cứu ra. Hắn dẫn đội đích thân ra trận chắc chắn có thể mang Ngọc Tỷ Truyền Quốc về. Lão giả này tự tin nói. Thoáng cái màn đêm đã buông xuống. Phía Diệp Phàm, Hoa Hồng Đỏ nhìn hắn và nói, thiếu chủ, tôi vừa mới nhận được tin tất cả người của phái A Âm Dương đã đi tới dãy núi Thiên Xuyên. Ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều thế lực cũng đang tới dãy núi Thiên Xuyên, ví dụ như Bạch Ứng Long Quân của Điện Long Vương, ngay cả các thế lực võ đạo lớn thuộc khu vực Tây Nam cũng hành động. Rốt cuộc dãy núi Thiên Xuyên có gì mà có thể thu hút nhiều người như vậy? Ánh mắt Diệp Phàm lấp lóe. Long Ti, đột nhiên Cơ Như Yên lên tiếng. Long Tỷ, ý cô là Long Tỷ đang ở dãy núi Thiên Xuyên. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Cơ Như Yên. Đây chỉ là suy đoán của tôi. Cơ Như Yên đáp. Vậy thì xem ra tôi phải đến dãy núi Thiên Xuyên rồi. Diệp Phàm nói. Hắn vừa nói xong, Cơ Như Yên lập tức tiếp lời, tôi đi cùng ngài. Thiếu chủ, hai người không hiểu rõ dãy núi Thiên Xuyên. Để tôi dẫn hai người đi. Hoa Hồng Đỏ vội vàng lên tiếng. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó, bọn họ đi đến dãy núi Thiên Xuyên. Trong khi Diệp Phàm tới dãy núi Thiên Xuyên, ở khu vực Tây Nam xuất hiện bốn bóng người đặc biệt. Dãy núi Thiên Xuyên là dãy núi lớn nhất, lâu đời nhất khu vực Tây Nam. Ngọn núi này có lịch sử gần nghìn năm, thuộc dạng dãy núi nguyên thủy. Từng có không ít người muốn khai thác dãy núi này, nhưng tiếc là vì đủ mọi nguyên nhân phải từ bỏ. Hơn nữa, bởi vì trong dãy núi này có nhiều thú dữ nên càng không có ai dám tùy tiện bước vào. Nhưng đêm nay lại có rất nhiều người xuất hiện trong dãy núi Thiên Xuyên. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là Long Tỷ Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Long Quốc. Long Tỷ là biểu tượng hoàng quyền của Long Quốc, là chí bảo vô thượng, vẫn luôn bị người đời nhòm ngó. Tuy nhiên, chí bảo này đã biến mất nghìn năm, vẫn luôn bặt vô âm tín. Nhưng mấy ngày nay lại có không ít thế lực nhận được tin Long Tỷ sẽ xuất hiện ở dãy núi Thiên Xuyên vào đêm nay. Tin tức này xuất hiện tất nhiên đã thu hút rất nhiều thế lực kéo đến. Lúc này, trong dãy núi này, người của Vu Môn Man Quốc, phái A Âm Dương Anh Quốc, bà Sa Môn Thiên Trúc Quốc đều xuất hiện ở đây. Hiện tại người dẫn đầu ba thế lực này không phải kẻ xuất hiện ở cuộc thi y đạo lúc trước. Người dẫn đầu này tỏa ra khí tức thần bí. Phía trước từ trường bất thường, hẳn là Long Tỷ ở ngay phía trước. Một người đàn ông mặc áo bào A Âm Dương dẫn đầu phái A Âm Dương, tay cầm một cái đĩa tròn, lạnh lùng nói. Bọn họ lập tức đi thẳng về phía trước. Người của Vu Môn và bà Sa Môn theo sát phía sau. Ngoài bọn họ ra còn có không ít người xuất hiện ở đây, ví dụ như Bạch Ưng Long Quân, một trong bốn Long Quân của Điện Long Vương. Trước đây Long Quân Bạch Ưng Long Quân bị Thiên Võng tập kích, ông ta không rời đi mà vẫn ở lại Thục Châu, mục đích là vì Long Tỷ. Lúc này, Bạch Ưng Long Quân thống lĩnh hơn trăm người xuất hiện ở đây, tất cả đều là võ giả nhân cảnh tầng 9 trở lên, trong đó có tới mười mấy cường giả địa cảnh. Chủ nhân, tối nay dãy núi Thiên Xuyên này đông người thật đấy. Một người đàn ông bên cạnh Bạch Ưng Long Quân lên tiếng. Có Long Tỷ là có được thiên hạ, ai mà chẳng muốn chứ. Lúc này ba tên kia vẫn chưa biết, nếu không e là bọn họ cũng chạy đến đế đô từ lâu rồi. Bạch Ưng Long Quân lạnh lùng nói. Chủ nhân, nếu ngài có Long Tỷ thì ngồi lên vị trí điện chủ điện Long Vương là chuyện ván đã đóng thuyền. Người đàn ông kia kích động nói. Vị trí Long Vương không dễ ngồi như vậy đâu. Nói xong Bạch Ưng Long Quân đi vào trong dãy núi, những người khác đi theo phía sau. Ở một nơi trong dãy núi, một cô gái mặc bộ đồ màu xanh lục, thân hình uyển chuyển xuất hiện ở đây, nháy mắt đã biến mất tại chỗ.
xem ra Đoan Mộc Cẩn đến vì Long Tỷ. Phía phiệt chủ đã truyền tin chưa? Sau khi cô gái kia biến mất, một nhóm người khác xuất hiện ở đây, một người đàn ông trong nhóm mở lời. Phía phiệt chủ vẫn chưa truyền tin, chúng ta cứ đi theo cô ta trước, tùy cơ hành động. Một người khác trầm giọng nói. Ngoài những người này ra, rất nhiều thế lực ở khu vực Tây Nam cũng nhận được tin liền chạy tới. Thậm chí có không ít tông môn võ đạo trong giới võ đạo Tây Nam cũng xuất hiện ở đây, tất cả bọn họ đều đến vì Long Tỷ. Có thể nói tối nay dãy núi Thiên Xuyên vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc nào đó thuộc dãy núi Thiên Xuyên. Hiện tại có mấy trăm người đang canh gác nơi này. Bên trong sơn cốc bị đào ra một lối đi rất dài, nhìn giống như cửa động mộ địa nào đó. Bên trong còn có ánh đèn hiu hắt, rõ ràng là có người đã vào trong. Một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa động, đó là gia chủ nhà họ Trương đại gia Thục Châu. Gia chủ, không ổn rồi. Lúc này, một thành viên nhà họ Trương bước nhanh tới, vẻ mặt nặng nề. Sao vậy? Gia chủ nhà họ Trương nhìn đối phương. Gia chủ, vừa rồi nhân viên bên ngoài truyền tin, tối nay có rất đông người tiến vào dãy núi Thiên Xuyên. Hơn nữa bọn họ không phải người bình thường, ngay cả tộc trưởng của gia tộc Cô Tô một trong bốn bá chủ Tây Nam cũng tới. Hiện giờ bọn họ đang đi về phía này. Thành viên nhà họ Trương báo cáo. Gì cơ, sao có thể như vậy? Gia chủ nhà họ Trương biến sắc, trầm giọng nói, lẽ nào bọn họ tới vì Long Tỷ? Nhưng tại sao bọn họ lại biết chuyện Long Tỷ, lại còn chọn đúng lúc chủ nhân xuống mộ? Gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thành viên này dò hỏi. Thông báo xuống dưới, phải bảo vệ tốt nơi này bằng mọi giá, không để cho bọn họ làm ảnh hưởng đến chủ nhân. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Gia chủ nhà họ Trương lạnh lùng quát. Vâng. Thành viên này gật đầu. Mười mấy phút sau, người của phái A Âm Dương, Vu Môn, Bà Sa Môn xuất bên ngoài sơn cốc. Sau đó, Bạch Hưng Long Quân, tộc trưởng của gia tộc Cô Tô một trong bốn bá chủ Tây Nam cũng xuất hiện ở đây, ngoài ra còn có mấy chục người thuộc tông môn võ đạo Tây Nam. Tất cả đều tề tựu ở đây. Đứng lại, các người không được bước vào nơi này. Lúc này, một thành viên nhà họ Trương đứng trước cửa vào sơn cốc, vừa chỉ vào đám người phía đối diện vừa hét. Mấy trăm cao thủ bảo vệ nhà họ Trương đều cầm vũ khí đứng đó, vây kín cửa vào sơn cốc. Cút ra! Người đàn ông mặc áo bào A Âm Dương dẫn đầu phái A Âm Dương kia lạnh lùng hừ mũi. Dứt lời ông ta tung ra một chưởng, đánh bay người nhà họ Trương vừa nói chuyện. Hộ vệ của nhà họ Trương có mặt ở đây lập tức ra tay. Một lão giả dẫn đầu Vu Môn của Man Quốc vung tay lên, một đống cổ độc bắn ra, chui thẳng vào trong cơ thể của các hộ vệ nhà họ Trương. Một giây sau, những hộ vệ nhà họ Trương bị cổ độc tấn công đều phát ra từng tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn. Toàn bộ người của bà Sa Môn đều xông ra, điên cuồng chém giết hộ vệ nhà họ Trương. Mấy trăm hộ vệ nhà họ Trương đối mặt với ba thế lực siêu cấp của ba quốc gia này thậm chí không chống đỡ nổi nửa phút. Toàn bộ ngã lăn ra đất. Người của ba thế lực lớn xông thẳng vào sơn cốc, những người khác theo sát phía sau. Lúc này, trong sơn cốc chỉ còn lại một người là gia chủ nhà họ Trương. Sau khi ông ta nhìn thấy người mình mang tới đều bị giết sạch, mặt biến sắc luôn. Tiếp đó, ông ta trông thấy người của ba thế lực lớn xông vào. Mà khi ông ta nhìn thấy đám người Bạch Hưng Long Quân, tộc trưởng của gia tộc Cô Tô kéo tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Gia chủ nhà họ Trương. Sao ông lại ở đây? Lẽ nào Long Tỷ có liên quan đến ông? Tộc trưởng của gia tộc Cô Tô là Cô Tô Thành nhìn gia chủ nhà họ Trương, lạnh lùng quát. Tôi. Gia chủ nhà họ Trương há miệng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Long Tỷ đang ở đâu? Lúc này, người đàn ông mặc áo bào A Âm Dương trong phái A Âm Dương kia nhìn cửa vào mộ địa, trong mắt lóe lên tia sáng. Chiếc đĩa tròn trong tay điên cuồng chuyển động. Chỉ về phía cửa vào. Nhất thời tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cửa vào, muốn xông vào trong cướp Long Tỷ. Đột nhiên một âm thanh chói tai vọng ra từ trong cửa động. Tiếp đó, một đạo hàn quang màu đen phóng ra tựa như một mũi tên nhọn, tốc độ cực nhanh. Người của Vu Môn, phái A Âm Dương, bà Sa Môn lập tức thay đổi sắc mặt, liên tục lùi về sau. Đạo hàn quang màu đen kia cắm phập xuống đất, là một thanh đao cổ màu đen dài nửa mét. Rất mảnh, thân đao có các loại hoa văn huyền ảo. Thanh đao cổ này tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương,
làm nhiệt độ trong sơn cốc thoáng cái đã giảm xuống mấy chục độ. Mọi người nhìn thanh đao này, ai nấy đều nhíu mày. Đúng lúc này, một bóng đen từ trong cửa động chui ra, đứng trước mặt mọi người. Toàn thân người này bọc trong áo choàng màu đen, không nhìn rõ mặt. Nhưng tay trái của hắn ta cầm một chiếc hộp to bằng bàn tay. Mọi người nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay đối phương. Long tỷ, người đàn ông mặc áo bào A Âm Dương dẫn đầu phái A Âm Dương kia chăm chú nhìn chiếc hộp này. Rất có thể là bên trong chiếc hộp này đựng Long tỷ. Chủ nhân, gia chủ họ Trương nhìn thấy người này bước ra thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông mặc áo choàng trực tiếp đi đến trước thanh cổ đao màu đen, rút nó ra khỏi vỏ và định đi ra ngoài. Trả lại Long tỷ. Người đàn ông đứng đầu phái A Âm Dương không kìm được hét lên, cái mâm tròn trong tay hắn ta trực tiếp bay về phía đối phương. Rắc! Thanh cổ đao màu đen trong tay người đàn ông mặc áo choàng chém một nhát, lập tức chém nát cái mâm tròn, còn người đàn ông mặc áo choàng A Âm Dương thì lao thẳng đến trước mặt hắn ta, tấn công hắn ta. Phụt! Đối mặt với đòn tấn công của cao thủ phái A Âm Dương, thanh cổ đao trong tay người đàn ông mặc áo choàng lại một lần nữa chém ra. Nhát chém này cực kỳ nhanh, nhanh đến mức giống như một tia chớp lóe lên, cao thủ phái A Âm Dương này lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, lão già của phái Vu Môn vung tay lên, một đàn sâu bọ độc lao về phía người đàn ông mặc áo choàng. Phụt. Người đàn ông mặc áo choàng vung thanh cổ đao màu đen trong tay, tất cả những con sâu bọ độc đó đều bị chém làm đôi. Thanh cổ đao màu đen đó thậm chí còn đâm xuyên qua cơ thể lão già của phái Vu Môn. Tốc độ xuất đao này quá nhanh, mắt thường không thể nhìn rõ. Ngay sau đó, một bà lão đứng đầu bà Sa Môn xông về phía người đàn ông mặc áo choàng, người đàn ông mặc áo choàng lại một lần nữa vung đao. Chỉ là lần này, người đàn ông mặc áo choàng vừa mới động đao, thân hình đối phương đã kỳ lạ vặn vẹo thành tư thế mà người bình thường không thể đạt tới, tránh được đòn đao của người đàn ông mặc áo choàng. Trong lúc tránh được nhát đao của đối phương, một tay bà lão trực tiếp vươn về phía chiếc hộp trên tay trái của đối phương. Xoẹt! Đột nhiên, một tia máu bắn ra, bà lão bà Sa Môn sắp chạm tới chiếc hộp, tưởng rằng sắp lấy được Long tỷ, nhưng kết quả lại phát hiện ra sức mạnh trên người bà ta nhanh chóng mất đi. Bà ta liếc nhìn thì thấy thanh cổ đao màu đen trong tay người đàn ông mặc áo choàng không biết từ khi nào đã đâm vào ngực bà ta. Ngươi! Bà lão không cam lòng liếc nhìn người đàn ông mặc áo choàng rồi trực tiếp ngã xuống đất. Sau khi người đàn ông mặc áo choàng gọn gàng dứt khoát giết chết thủ lĩnh của ba thế lực lớn này, bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng ngột ngạt. Bạch Hưng Long Quân, tộc trưởng gia tộc Cô Tô và người của các môn phái khác đang có mặt tại đây đều chăm chú nhìn người đàn ông mặc áo choàng với vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết huynh đài xưng hô thế nào? Bạch Hưng Long Quân nhìn người đàn ông mặc áo choàng nói. Người đàn ông mặc áo choàng không trả lời, định rời đi. Lúc này, một bóng người chắn trước mặt người đàn ông mặc áo choàng, đó là một người phụ nữ mặc áo xanh, đeo mạng che mặt. Ta muốn Long tỷ. Nữ tử mặc lục y nhìn người đàn ông mặc áo choàng nói thẳng. Người đàn ông mặc áo choàng không nói lời nào, trực tiếp chém thanh cổ đao màu đen trong tay ra. Nữ tử mặc lục y né người, cực kỳ nhẹ nhàng tránh được nhát chém của đối phương. Cô ta vung tay, nhẹ nhàng vung về phía người đàn ông mặc áo choàng. Mặc dù đòn đánh này nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại không hề chậm hơn thanh đao trong tay người đàn ông mặc áo choàng. Ầm! Người đàn ông mặc áo choàng xoay đao, đỡ được đòn đánh này của đối phương. Cùng với tiếng ầm vang lên, cả hai bên đều lùi lại. Ngay sau đó, nữ tử mặc lục y lại một lần nữa tấn công về phía người đàn ông mặc áo choàng. Ầm ầm ầm! Cả hai bên giao chiến kịch liệt, bất phân thắng bại. Xoẹt. Nhưng ở chiêu cuối cùng, thanh cổ đao màu đen trong tay người đàn ông mặc áo choàng trực tiếp chém đôi chiếc mạng che mặt trên khuôn mặt nữ tử mặc lục y. Trong nháy mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ đoan trang, đầy khí chất quý phái của nữ tử mặc lục y hiện ra trước mặt mọi người. Không ngờ ta vừa ra khỏi thung lũng đã gặp được một mỹ nhân, vận may của ta quả là không tệ. Một người đàn ông mặc áo dài trắng, tay cầm chiếc quạt. Trông giống như một thư sinh đột ngột xuất hiện ở đây, nhìn nữ tử mặc lục y và khen ngợi, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương, như thể có thể nhìn thấu người khác. Nữ tử mặc lục y bị ánh mắt của người đàn ông này đảo qua đảo lại, nhíu mày, nói, công tử nếu còn nhìn nữa, cẩn thận đôi mắt không giữ được.
mỹ nhân thật biết nói đùa. Người đàn ông áo trắng phe phẩy chiếc quạt, cười tà mị, nói, mỹ nhân muốn Long tỷ sao? Hay là ta cướp lấy tặng mỹ nhân, nhưng khi đó mỹ nhân phải cùng ta về thung lũng, làm phu nhân của ta. Người cướp được hãy nói. Nữ tử mặc lục y nhẹ giọng nói. Chỉ là một chiếc Long tỷ thôi mà. Người đàn ông này cười nói, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng, ngoan ngoãn giao Long tỷ ra đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Người đàn ông mặc áo choàng trực tiếp chém một nhát về phía đối phương. Người đàn ông áo trắng phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay, trực tiếp đỡ được nhát chém này của đối phương. Không tệ, có chút bản lĩnh, hôm nay để ta, Ngọc Diện thư sinh, gặp ngươi. Người đàn ông này ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, hắn xoay chiếc quạt lông vũ tấn công về phía đối phương. Ầm ầm ầm. Hai người này trực tiếp giao chiến với nhau, phát ra một loạt tiếng sấm sét. Ngọc Diện thư in. Chẳng lẽ hắn chính là Ngọc Diện thư sinh đứng thứ ba trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc? Bạch Hưng Long Quân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo trắng kia. Thật sự là Ngọc Diện thư sinh. Tộc trưởng gia tộc Cô Tô, Cô Tô Thành nhìn người này với sắc mặt kinh hãi. Tộc trưởng, người này là một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc sao? Sao nhìn không giống nhỉ? Một cao thủ gia tộc Cô Tô nhìn người đàn ông áo trắng kia kinh ngạc nói. Đừng nhìn hắn ta có vẻ thư sinh, người này chính là một kẻ tàn nhẫn, thủ đoạn vô cùng tàn độc, hắn ta từng một mình trong một đêm tàn sát 23 gia tộc ở Tây Bắc, hơn 3.000 người chết trong tay hắn ta, chấn động một thời. Sau đêm đó, hắn ta bị chính quyền Long Quốc truy nã, gia nhập ác nhân cốc, trở thành một trong thập đại ác nhân, tự xưng là Ngọc Diện thư sinh. Cô Tô Thành trầm giọng nói. Mạnh như vậy sao? Cao thủ gia tộc Cô Tô kia nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nói. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Ngọc Diện thư sinh và người đàn ông mặc áo choàng lui về phía sau. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngọc Diện thư sinh hừ lạnh, chiếc quạt lông vũ trong tay đã rách nát. Xem ra ngươi cũng không được rồi. Nữ tử mặc lục y nhìn Ngọc Diện thư sinh nhẹ giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Diện thư sinh trầm xuống. Đàn ông ghét nhất bị người khác nói mình không được, nhất là phụ nữ nói. Ngay lập tức, Ngọc Diện thư sinh, một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc, vung một thanh kiếm mềm, một lần nữa tấn công người đàn ông mặc áo choàng. Ầm ầm ầm. Cả hai bên giao chiến kịch liệt, từng luồng chân khí tứ tán, lan tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ. Nhưng bất kể Ngọc Diện thư sinh tung ra chiêu thức tấn công mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể làm tổn thương người đàn ông mặc áo choàng. Ngược lại thanh cổ đao màu đen của đối phương tấn công mãnh liệt khiến Ngọc Diện thư sinh bị thương ở nhiều chỗ. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, Ngọc Diện thư sinh và người đàn ông mặc áo choàng lui về phía sau. Lúc này, Ngọc Diện thư sinh nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt vô cùng khó coi. Cút đi! Lúc này, người đàn ông mặc áo choàng cuối cùng cũng lên tiếng, và một chữ thốt ra khỏi miệng hắn lại mang theo một luồng áp bức cực mạnh. Giao Long tỷ ra đây, nếu không thì chết. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh lùng vang vọng khắp sơn cốc. Một nhóm người xuất hiện, người đàn ông đứng đầu có vẻ mặt lạnh lùng. Ta là ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần, giao Long tỷ ra đây, nếu không ngươi phải chết. Người đàn ông này nhìn người đàn ông mặc áo choàng và hét lên lạnh lùng. Ngay khi hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Bạch Hưng Long Quân và nữ tử mặc lục y lập tức thay đổi, cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là họ đều biết đến sự tồn tại của hoàng tộc. Chỉ là họ không ngờ rằng, người của hoàng tộc trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây. Người đàn ông mặc áo choàng nghe thấy lời của đối phương, không hề thay đổi sắc mặt, thanh cổ đao màu đen trong tay trực tiếp chỉ về phía đối phương. Muốn chết à? Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp giết về phía người đàn ông mặc áo choàng. Dừng tay! Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Hắc Uyên dẫn theo một nhóm thành viên Long Hồn chạy đến. Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần, người đàn ông mặc áo choàng, nữ tử mặc lục y, Bạch Hưng Long Quân và những người có mặt của các môn phái đều nhìn về phía Hắc Uyên. Ta là Hắc Uyên của Long Hồn trực thuộc chiến bộ Long Quốc, Phụng Long soái mệnh lệnh đến lấy Long tỷ. Ai dám ngăn cản sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hắc Uyên trực tiếp lấy chứng minh thư của mình ra, lạnh lùng nói. Trở về nói với Long soái của các ngươi. Long tỷ, hoàng tộc họ Trần ta muốn rồi, ai dám ngăn cản giết không tha.
ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần trực tiếp hét lớn. Các ngươi muốn làm kẻ thù với Long Quốc sao? Sắc mặt Hắc Uyên trầm xuống, mở miệng nói. Hừ, khi Trần Thị Hoàng Triều của ta thống trị vùng đất này, Long Quốc còn chẳng biết ở đâu đâu nhỉ. Các ngươi cũng dám ở trước mặt hoàng tộc họ Trần lớn tiếng sao? Hôm nay, hoàng tộc họ Trần ta nhất định lấy được Long Tỷ này. Ta muốn xem ai dám cướp. Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần hét lớn một cách khinh thường. Ta cướp Long Tỷ này, ngươi làm được gì ta? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bóng dáng của Diệp Phàm xuất hiện ở đây, nhìn chằm chằm vào ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần. Lúc Diệp Phàm xuất hiện, tất cả ánh mắt của mọi người trong sơn cốc đều quét về phía hắn. Ngươi là ai? Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Ta đến cướp Long Tỷ này đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Phàm nhìn ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần với vẻ mặt khiêu khích. Diệp Phàm vừa nói xong, vẻ mặt của ngũ hộ pháp này lạnh lùng nói, ai muốn cướp thì người đó phải chết. Diệp Phàm vừa dứt lời, những cường giả còn lại của hoàng tộc họ Trần xông thẳng lên muốn giết hắn. Phập phập phập. Lập tức, tay Diệp Phàm phất một cái, từng cây châm bạc bắn vèo vèo ra. Đám cường giả của hoàng tộc họ Trần này đều bị bắn chết ngay tại chỗ. Bạch Hưng Long Quân nhìn thấy châm bạc của Diệp Phàm bắn nhanh ra, ánh mắt ông ta nhíu chặt lại. Ông ta nhớ tới đêm đó có người bí mật dùng châm bạc cứu ông ta nên ánh mắt không khỏi liếc nhìn Diệp Phàm nhiều hơn. Mà ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt trầm xuống. Hắn ta bước ra một bước, một tay biến hóa thành trường và đánh về phía Diệp Phàm. Soạt! Một trường này của ngũ hộ pháp hoàng tộc họ Trần vừa đánh ra đã trực tiếp xé rách không khí, đánh về phía khí thế không thể ngăn cản của Diệp Phàm, bộc phát ra năng lượng quái dị. Một đòn này, cho dù là cường giả nửa bước thiên cảnh cũng không đỡ nổi. Hiển nhiên, thực lực của ngũ hộ pháp hoàng tộc họ Trần này đã bước vào cấp bậc thiên cảnh rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.